Thấy tình cảnh này Trần Phi cười một tiếng, lão đầu này hắn mặc dù mới quen không lâu, bất quá người vẫn không tệ, ít nhất trước không vứt bỏ hắn một người chạy, chỉ bằng một điểm này, phần hắn chút bảo bối vậy không coi vào đâu. Dù sao con rồng này nguyên huyết thanh đối với hắn mà nói cũng đích xác chẳng qua là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Đi thôi, đem vậy còn sót lại 3/4 long nguyên huyết thanh thu cất, Trần Phi vỗ vỗ tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Bách Hiểu Cung ông già ngẩn người, hỏi cái này những vật khác không mang đi sao? Cái này đài sen, còn có ngó sen, cánh hoa, lại có thể tạo ra vậy nhiệt long, chắc cũng là thứ tốt chứ. Nếu không tiền bối người đi thử một chút, Trần Phi dừng lại xoay người, cười mỉa nói. Ngạch, Bách Hiểu Cung ông già thấy Trần Phi trên mặt cười mỉa vẻ, cảm giác thầm được hoảng, chợt ngượng ngùng cười nói, vậy, nếu không coi như xong đi. Trần Phi trực tiếp là cười lên, nói cái này đài sen, ngó sen, cánh hoa cái gì đích xác có chút giá trị, bất quá, mới vừa rồi vậy nhiệt long ra đời thời điểm, nọc độc cũng bắn tung tóe đến phía trên. Bằng chúng ta thực lực, những thứ này chúng ta cầm không đi. Nói xong, Trần Phi liền trực tiếp rời đi. Nọc độc, mà nghe được Trần Phi như thế vừa nhắc, Bách Hiểu Cung ông già cả người run lên, sau lưng run lên, lúc này mới hồi tưởng lại trước vậy ấu thể nhiệt long ra đời, vậy ô vàng hạt sen đúng là nổ tung. Nọc độc bắn ra, sợ rằng đem cái này cả tòa hoa sen đen hơn nửa một phần khu vực cũng cho bao phủ. Mà vậy nọc độc lợi hại, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Cái này không phải mới vừa mới chính mắt nơi thấy hết thảy sao? Thật may, Bách Hiểu Cung ông già cả người lần nữa run lên, lộ ra vẻ may mắn, liền vội vàng đi theo Trần Phi cũng là bay ra âm hà. Sau đó hắn liền thấy, lúc này Trần Phi bóng người đang hướng vậy nằm ngang ở âm hà bên trên to lớn hải cốt đi tới. Hồ lô này ta bây giờ hẳn có thể tháo xuống chứ? Đi tới vậy to lớn hải cốt đầu vị trí, quỷ đăng củ cải mọc tùm địa phương, Trần Phi dùng vậy long nguyên huyết thanh ở hắn bàn tay phải lên sờ một cái, trực tiếp là hướng hồ lô kia bắt đi. Quả nhiên, lần này hồ lô kia trực tiếp bị hắn hái xuống. Giống như là bất kỳ lực cản cũng không có như nhau. Trần Phi đang muốn nghiên cứu sơ qua nghiên cứu một chút hồ lô kia, có thể đây là, dị biến phát sinh. Hí luật luật, oanh, hậu phương bình dã lên đột nhiên truyền đến một tiếng tựa như ngựa không phải ngựa thét dài mũi phì phì, ngay sau đó một cổ bằng bạc, đáng sợ hơi thở điên cuồng vào tới, làm Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già sắc mặt đều thay đổi. Là vậy quỷ mã chi vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đếm lấy tính chục nghìn quỷ mã, còn có khổng lồ kia như núi cao khủng bố quỷ mã chi vương, chung nhau dắt tay nhau tới, như vậy cảnh tượng không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Trần Phi sắc mặt đổi một cái, mà Bách Hiểu Cung ông già lại là có chút tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dẫu sao thuần lấy lực lượng mà nói, cái này quỷ mã chi vương chỉ sợ là muốn so với âm hà chính giữa hình người thú thân quỷ thú cũng còn lợi hại hơn phân nửa. Mà ở hình người kia thú thân quỷ thú trước mặt, hắn Bách Hiểu Cung ông già cũng không nhất định có nắm chắc còn sống trốn vượt bay lên trời, huống chi là cái này càng kinh khủng hơn quỷ mã chi vương. Hơn nữa vậy đếm lấy tính chục nghìn quỷ mã cũng không phải ăn chay. Loại này quỷ thú, sau khi trưởng thành cơ bản cũng có chân nhân cảnh 4 tầng 5 thực lực, mà trong đó chi người xuất sắc, có thể đạt tới quỷ vương cảnh 1-2 tầng 3, vậy tuyệt đối là chẳng lạ lùng gì. Cho nên nói như vậy dọa người tình cảnh, nên làm cái gì? Làm sao trốn? Bách Hiểu Cung ông già không biết. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hắn lần nữa sắc mặt trắng bệch hướng Trần Phi hỏi. Ở hắn xem ra, hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Phi trong cơ thể màu vàng kia thần điểu có thể cứu bọn họ một mạng, nghịch chuyển càn khôn. Điều kiện tiên quyết là những quỷ mã này là thật chạy bọn họ tới. Trần Phi nghe vậy không lên tiếng, chẳng qua là một mặt ngưng trọng nhìn vậy lao nhanh tới vạn ngựa nước lũ, quỷ mã chi vương. Một tia mồ hôi lạnh dần dần từ cổ hắn gian hoa rơi. Trước cách nhau xa, hắn còn chưa thấy được, như vậy cái này quỷ mã chi vương thẳng tắp hướng về phía bọn họ chạy tới, hắn mới rõ ràng cảm nhận được, cái này quỷ mã chi vương đích xác là khủng bố, quá mạnh mẽ. Sợ rằng liền vậy trước khi hình người thú thân quỷ thú cũng so với kém không chỉ một bậc. Rất nhanh, vậy như núi vậy thân ảnh khổng lồ rốt cục thì rõ ràng xuất hiện ở hắn tầm mắt trước. Vậy quỷ mã chi vương quá to lớn. Giống như là địa ngục thú một sừng như nhau, trên trán dài một sừng, trên mình lông như màu đen thải chui vậy diêm rúa, một đôi tròng mắt tựa như quỷ mã đèn rồng vậy.
to lớn cực kỳ, lộ ra tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Hơn nữa không chỉ có như vậy, lúc này ở vậy quỷ mã chi vương trên mình còn tản ra một cổ vô cùng là khí thế kinh khủng, giống như là có thể hủy thiên diệt địa vậy, cũng để cho người cảm giác vô cùng khủng bố. Mà ở nơi này loại uy áp kinh khủng dưới, Trần Phi cùng với Bách Hiểu Cung ông già đều có chút thân thể cương cứng, bội cảm áp lực. Đối mặt tình cảnh như vậy, liền Trần Phi đều có chút đầu đầy mồ hôi, suy tính muốn không muốn kêu gọi vòng trời thần điểu đi ra, lại cứu hắn một lần. Nhưng mà một màn kế tiếp, nhưng làm hắn cùng với Bách Hiểu Cung ông già cũng ngây ngẩn trợn to hai mắt. Chỉ gặp vậy lúc này đang ngừng ở Trần Phi trước mặt quỷ mã chi vương, lại có thể tựa hồ đối với Trần Phi cũng không có gì căm thù, ngược lại, nó còn hình như là đối với Trần Phi tâm tồn có lòng tốt như nhau. Hí luật luật. Chỉ gặp vậy quỷ mã chi vương ngửa đầu uy vũ đánh một cái mũi phì phì, hắn thân thể cao lớn liền lắc mình một cái, rút nhỏ trăm lần không dứt. Lần này nó cùng Trần Phi, cùng khung, hình ảnh liền lộ vẻ phải là hài hòa nhiều. Lúc này quỷ mã chi vương, cũng chỉ là hiểu rõ trượng cao lớn, thần thái mau tấn, chân đạp mây đen, uy phong lẫm lẫm, lại hơi hướng về phía Trần Phi gật đầu tỏ ý, đồng thời phát ra một tiếng tốt như thế tiếng gào. Ngạch, lần này Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già sao có thể không biết phát sinh cái gì, chố mắt nhìn nhau, xin nhờ, cái này quỷ mã chi vương lại có thể không phải đến tìm bọn họ phiền toái, mà là để diễn tả thiện ý. Cái quỷ gì? Điều này sao có thể? Bách Hiểu Cung ông già trong lòng vô cùng rung động, khó mà làm rõ ràng kết quả này là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, bọn họ những thứ này trên mình mang theo tức giận người sống, cũng không quá, đòi, quỷ tộc, hoặc là những quỷ này thú thói quen. Bị công kích vậy là chuyện đương nhiên sự việc, có thể cái này như vậy lợi hại, kinh khủng quỷ mã chi vương, lại là đến tìm bọn họ biểu đạt thiện ý, cái này thì quá kỳ quái chứ. Bách Hiểu Cung ông già một đầu hồ dán, không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi là bọn họ thân thích, chân thực không nghĩ tới bởi vì cho nên như vậy Bách Hiểu Cung ông già đột nhiên đụng tới như thế một câu, thiếu chút nữa không để cho Trần Phi lập tức nín thở chết ngộp. Đi đi đi, đi sang một bên, có biết nói chuyện hay không đâu. Ngươi mới là bọn họ thân thích, Trần Phi một mặt chê vẫy tay, giống như là ở đuổi con ruồi như nhau. Hắn có thể là sống, lại như thế nào là những quỷ này thú thân thích. Cái này không khôi hài sao. Ngạch, lỡ lời vân, vân, ngươi xem, bọn họ muốn làm gì? Lúc này Bách Hiểu Cung ông già vậy tỉnh ngộ lại, san cười mỉa cười, lại đột nhiên chỉ phía trước những quỷ kia bầy ngựa nói. Tiếp theo, lại xảy ra một kiện làm bọn họ càng cảm giác hơn chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp quỷ kia bầy ngựa phân nhánh mở ra, rồi sau đó một cái thần tuấn tiểu quỷ mã liền đi ra. Vậy thần tuấn tiểu quỷ mã giống vậy dài một sừng, chân đạp mây đen, thần thái mau tấn. Và vậy quỷ mã chi vương đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Đây là vậy quỷ mã chi vương nhi tử chứ? Trần Phi quét mắt tiểu quỷ mã kia, vừa liếc nhìn lớn, không nhịn được như đinh chém sắt lẩm bẩm nói. Cái này hai phụ tử trừ lớn nhỏ không cùng, những thứ khác thật là giống nhau như đúc, nhất định là sẽ không sai. Hí luật luật. Một khắc sau, tiểu quỷ mã kia lại có thể xòe ra móng hướng Trần Phi chạy tới, nhảy lên một cái nhảy tới Trần Phi trong ngực. Tiểu quỷ này ngựa hôm nay dáng người nhiều nhất cũng chỉ và tầm thường cún con không sai biệt lắm, Trần Phi ôm hắn vừa vặn. Cùng lúc đó, tiểu quỷ mã kia cũng là có lòng tốt, vui sướng hướng Trần Phi kêu lên mấy tiếng, chợt đem trong miệng treo một viên cỡ quả đấm, tản ra dị quang trái cây phun tới Trần Phi trong tay. Thấy trái cây, Bách Hiểu Cung ông già nhất thời mắt cũng xanh biếc. Điên, điên rồi sao? Đây không phải là địa quỷ lưu ly quả sao? Nhất định là ảo giác. Vật này nhưng mà có thể trợ giúp quỷ thú đánh vào quỷ hoàng cảnh giới. Nó, chúng làm sao có thể lấy ra đưa người. Bách Hiểu Cung ông già ánh mắt trợn to, con người cũng sắp trừng ra ngoài, cái này địa quỷ lưu ly quả nhưng mà quỷ tộc chính giữa đại danh đỉnh đỉnh, thánh quả. Liền không thiếu thánh anh cảnh nhân vật cũng sẽ đối với hắn thèm thuồng ba xích, nhưng bây giờ cái này. Cái này nhất định là đang nằm mơ chứ, nhất định là địa quỷ lưu ly quả. Trần Phi nhìn trái cây cũng là ngẩn người, quét vậy quỷ mã chi vương một mắt, người sau lại xông lên hắn thiện ý gật đầu một cái. Trần Phi dừng một chút, lúc này mới đưa tay khẽ vuốt một chút tiểu quỷ mã kia đầu, cười hỏi, đây là đưa cho ta sao? Hí luật luật, bị Trần Phi khẽ vuốt ve đầu, tiểu quỷ mã kia một mặt hưởng thụ dáng vẻ, dùng non nớt non thú âm kêu hai tiếng,
lúc này mới nhân tính hóa gật đầu hai cái. Tỏ rõ vậy địa quỷ lưu ly quả, đích xác là bọn họ đưa cho Trần Phi. Vậy thì thật là cảm ơn các ngươi. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, cái này địa quỷ lưu ly quả đích xác là một thứ tốt, giá trị liên thành, sau này không thiếu cao đẳng bảo đan, linh dược chủ tài liệu cũng có thể dùng đến vật này. Nói cách khác, vật này có thể ở trong tay hắn phát huy giá trị tương đối lớn. Nghĩ đến đây, Trần Phi do dự một chút, hay là đem vậy trang bị long nguyên huyết thanh dụng cụ lấy ra. Nhất thời một món nhàn nhạt mùi thơm phiêu bay ra ngoài, đứng mũi chịu sào ngửi được tiểu quỷ mã kia lập tức là mắt đều thẳng, nước miếng chảy dòng nhìn chằm chằm vậy long nguyên huyết thanh, giống như là rất khát vọng như nhau. Đừng có gấp, có người uống. Nhìn tiểu quỷ mã cái này thèm ăn dáng vẻ, Trần Phi cười lên, đem vậy dụng cụ chính giữa đại khái 1/5 long nguyên huyết thanh đổ ra, tưới vào tiểu quỷ mã trong miệng. Hí luật luật, nhất thời tiểu quỷ mã kia thật hưng phấn kêu lên, cả người đùng đùng nếu có thực chất xuất hiện xương cốt đụng, lột xác tiếng vang. Một cổ có khác biệt tại dĩ vãng hơi thở, cũng là rất nhanh từ tiểu quỷ mã kia trên mình phóng thích ra ngoài. Long nguyên huyết thanh đối với rất nhiều loại tộc mà nói đều là chí bảo. Quỷ này ngựa nhất tộc tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Cái này đứa nhỏ có thể ở đây sao lúc nhỏ uống vào long nguyên huyết thanh, tiếp nhận tẩy rửa, tương lai tất nhiên thành liền không thể giới hạn. Hống. Hí luật luật. Vậy quỷ mã chi vương hiển nhiên cũng là rõ ràng như vậy, hướng về phía Trần Phi cảm kích kêu lớn một tiếng. Hết sức cảm ơn. Đến hắn như vậy tầng thứ, long nguyên huyết thanh đối với nó hiệu quả đã không nhiều lắm, nhưng hắn nhi tử tiểu quỷ mã cũng không cùng, có thể ở thời kỳ ấu thơ uống vào long nguyên huyết thanh, tương lai, nó con trai thành tựu sợ rằng có thể tùy tiện vượt qua nó. Đứa nhỏ, cảm ơn người địa quỷ lưu ly quả. Chúng ta phải đi. Trần Phi hướng về phía vậy quỷ mã chi vương có lòng tốt gật đầu một cái, lúc này mới lại hướng trong ngực tiểu quỷ mã cười nói. Hống, người tiểu quỷ mã bỏ không được hướng Trần Phi giống lên hống, lúc này mới quyến luyến không chịu rời Trần Phi ôm trong ngực. Một khắc sau, tiểu quỷ mã kia lại có thể uy phong lẫm lẫm giống lớn một tiếng, nhất thời, vô số quỷ mã nhường đường, chia nhóm hai bên, đầu rủ xuống đất, giống như là ở cung tiễn Trần Phi hai người rời đi vậy. Cảm ơn các ngươi trái cây. Tạm biệt, Trần Phi hướng về phía vậy quỷ mã chi vương còn có tiểu quỷ mã phất phất tay, chợt xoay người rời đi. Bách hiểu cung ông già gặp chi lập tức là đi theo. Ngươi lại có thể bỏ được đem long nguyên huyết thanh đưa cho chúng. Thật đúng là bỏ được à. Rời đi quỷ mã nhóm phạm vi sau đó, bách hiểu cung ông già nhìn lướt qua sau lưng, nghi ngờ nói, bất quá bọn họ tại sao phải cho ngươi địa quỷ lưu ly quả. Không nghĩ ra à. Cái này địa quỷ lưu ly quả có thể so với về điểm kia long nguyên huyết thanh chân đắt hơn. Hơn nữa, đồ là chết, người là sống, chưa chút thiện duyên có cái gì không tốt. Trần Phi nói một câu, lại như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ trước hùng sư quỷ vương từng nói qua, đám này quỷ mã nhất tộc trước là mấy đời đậu ở âm hà bên trên. Có phải hay không là bọn họ biết, bọn họ đem vậy một ổ nghiệt long cho bưng, bọn họ vừa có thể trở về lại cuộc sống mới, cho nên mới tới cảm ơn chúng ta. Ngạch, như vậy, bách hiểu cung ông già ngẩn người, thật lâu mới chần chờ nói, có lẽ, là có thể đi. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi ra ngoài. Dĩ nhiên, Trần Phi đương nhiên gật đầu một cái, nói, ngươi quên ta còn đuổi đi Hoa Thần Tông. Tính một chút thời gian, đã không bao lâu liền chứ? Không sai biệt lắm còn có 2-3 tháng thời gian, bất quá cái này không có sao, ta đi ra ngoài lập tức giúp ngươi an bài truyền tống trận sự việc, liền trực tiếp có thể tới. Bách hiểu cung ông già nói. Vậy còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi thôi, Trần Phi nói. Mấy ngày sau, Trần Phi hai người bọn họ lại lần nữa trở lại quỷ thành, sau đó trực tiếp từ quỷ kia thành cửa ra vào trở lại ngày nay cổ thành. Đến lúc này đi một lần kinh tâm động phách quỷ thành cuộc hành trình, lại hao phí Trần Phi hắn 1 năm thời gian. Bất quá thật may, lần này nàng cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Kiếm bồn mãn bát mãn. Tiểu hữu, Tuyết trưởng lão, các người trở về. Đây là, một giọng nói từ cạnh truyền tới, Trần Phi cùng bách hiểu cung ông già theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là vậy Hạo Biển Tông Nộ Hùng Vương. Đối phương ở cái này đã đợi hơn 1 năm. Tiền bối người khỏe, xin lỗi để cho các người đợi lâu, A Nhã đâu? Trần Phi hướng Nộ Hùng Vương hơi khom người xin lỗi một tiếng, lại hỏi. Hắn trước đáp ứng là la A Nhã giải quyết thể chất vấn đề, cái này lại một lần nữa liền kéo hơn 1 năm. Vẫn là có chút không tốt lắm ý nghĩa.
A Nhã hắn, cái này, hắn, ai? Có thể nghe nói nộ Hùng Vương nhưng do dự dự đứng lên, trên mặt nổi lên một ít khó mà mở miệng, còn mang cười khổ, muốn có cái gì ẩn tình như nhau. Thấy tình cảnh này Trần Phi hơi ngớ ngẩn, chợt cau mày nói, làm sao, tiền bối là chuyện gì xảy ra bất ngờ sao? Hắn còn lấy là La A Nhã xảy ra chuyện, có thể cũng không đến nổi à, lúc này mới một năm thời gian, hơn nữa, nàng cũng không phải cái gì âm hà linh thể, mà là... Không phải bất ngờ, mà là, ai, ta. Nộ Hùng Vương thần sắc đổi được lại là khó mà mở miệng đứng lên, sắc mặt hết sức khó xử. Ba, nếu ngươi không nói ra miệng, vậy vẫn là để cho ta đi. Đây là, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, là phụ nữ. Trần Phi ấn tượng đầu tiên cũng biết là một người phụ nữ, hơn nữa, người phụ nữ kia thật giống như còn đối với hắn không phải rất hiền lành như nhau. Liên quan tới con gái ta A Nhã sự việc, đa tạ ngươi có lòng tốt, nhưng là, chuyện này đã không cần ngươi nhiều phí tâm. Người phụ nữ kia vừa lên tới liền nói như thế, lời nói mặc dù khách khí, có thể giọng nói kia, nhưng như Trần Phi nghĩ đúng là hết sức không khách khí. Rất là cứng rắn như nhau. Nghe vậy Trần Phi cặp mắt khẽ híp nghị, chợt lại khẽ cười ngẩng đầu, nhìn một mắt vậy nữ nhân trước mắt. Cả người màu đỏ nhạt phượng thường, nhìn như tao nhã cao quý, trên đầu mang phát triển, hình chim phượng, muốn dương cánh bay lượn thế, tản mát ra nhàn nhạt hơi thở, hiển nhiên cái này châm cài tóc là một rất đồ tốt. Còn có điểm chính là nàng tu vi thực lực, đại thiên vị tầng thứ, mặc dù không lợi hại, khác ở nàng hôm nay tuổi này đoạn mà nói, cũng đã là kinh khủng chuyện. Dẫu sao không có nghe gặp nàng nói sao, hắn là La A Nhã mụ mụ. Bất quá coi như vậy, nữ nhân này lúc này thái độ hay là cho người cảm giác có chút vinh váo hung hăng, giống như là rất kiêu ngạo vậy. Còn nữa, không biết là hay không là cảm giác, ở cái này trên người phụ nữ, Trần Phi tựa hồ có chút cảm nhận được trước kia trên trái đất, những người có tiền kia người ta kiêu ngạo người phụ nữ, tựa hồ chính là như vậy. Một mặt xem thường người. Thiên linh, ta, ai? Tiểu hữu chuyện này là chúng ta không đúng, ta hướng ngươi nói xin lỗi, còn như tiểu nhã sự kiện kia, vẫn là chính chúng ta tới xử lý đi. Không cần tiểu hữu ngươi phí tâm. Gặp người phụ nữ kia thịnh khí lăng nhân như vậy hình dáng, nộ Hùng Vương cũng có chút sắc mặt đổi một cái, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, hướng Trần Phi hơi khom người, xin lỗi nói. Ba, người này chính là một tên lường gạt, ngươi và hắn nói xin lỗi gì? Làm nhục ngươi thân phận. Gặp nộ Hùng Vương nói xin lỗi, vậy vênh váo hung hăng cô gái lập tức biến sắc cười lạnh một tiếng, nói. Im miệng, im miệng. Nộ Hùng Vương La Hùng, Bách Hiểu Cung ông già, hai người bọn họ nghe được vậy vênh váo hung hăng người phụ nữ nói, cơ hồ là cùng trong chốc lát biến sắc mở miệng dày. Cái trước là bởi vì là rõ ràng, Trần Phi thân phận, lai lịch sợ rằng không đơn giản, nếu không Bách Hiểu Cung không cần phải tìm hắn hỗ trợ làm việc. Hơn nữa hiện vào lúc này nhắc tới, cũng là bọn họ không đúng ở phía trước, còn nói chuyện như vậy, đó không phải là đắc tội với người sao. Mà Bách Hiểu Cung ông già sở dĩ sẽ tức giận dày, chính là rất hiển nhiên, là bởi vì là hắn là đứng ở Trần Phi nơi này. Trước một năm ở đó Quỷ Thành, âm hà chính giữa, Trần Phi không chỉ một lần cứu hắn một mạng, hơn nữa còn chia hắn Long Nguyên Huyết Thanh bực này thánh vật chí bảo, hơn nữa Trần Phi thủ đoạn, Trần Phi thần bí, hết thảy các thứ này cũng làm hắn kính sợ. Như vậy tích lũy xuống, hắn làm sao có thể không biết nên lựa chọn như thế nào. Cái này La Thiên Linh nhiều nhất cũng chính là ở Tam Hoàng vực tìm được cái nhị lưu thế lực bái cửa mà vào, có sư môn, cái này nghe thật giống như rất lợi hại, ở không ít người trong mắt cũng biết cảm thấy rất dọa người, có thể cái này ở hắn Bách Hiểu Cung ông già nước mắt, nhưng dám đều không phải là. Bọn họ Bách Hiểu Cung lúc nào nhìn thẳng nhìn qua bất kỳ một nhà Tam Hoàng vực nhị lưu thế lực. Không có. Một cái cũng không có. Gặp nộ Hùng Vương còn có Bách Hiểu Cung ông già đồng thời lên tiếng quát nàng, vậy kiêu ngạo lăng nhân người phụ nữ, cũng chính là La Thiên Linh mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm Trần Phi, đôi mắt sắc bén, nói ta không biết ngươi từ đâu ra bản lãnh lừa gạt ta đi, lừa gạt Tuyết trưởng lão, nhưng là, con gái ta sự việc ta đã biết. Ngươi có thể lừa gạt bọn họ, nhưng không gạt được ta. Oanh! Nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già trực tiếp là mặt lạnh đứng dậy. Khí tức kinh khủng đánh về phía La Thiên Linh, làm người sau thân thể lập tức là kinh hoàng run rẩy. Nộ Hùng Vương cũng là thần sắc đổi một cái, vội vàng nói, Tuyết huynh, không thể. Không thể, Bách Hiểu Cung ông già cười lạnh cười, nói, La Hùng, ta coi ngươi là bạn,
ngươi làm ta là cái gì? Không biết các người bây giờ đứng chỗ này là địa phương nào? La Thiên Linh, ngươi có phải hay không cảm thấy bái nhập Hoàng Long Tiên Môn, chúng ta Bách Hiểu Cung liền được kính ngươi một kính, sẽ mặc cho ngươi ở nơi này khóc lóc om sòm. Khóc lóc om sòm, La Thiên Linh sắc mặt biến, chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là không có dám đắc tội một vị huyền thiên vị vương giả, lại không dám đắc tội Bách Hiểu Cung, cúi đầu nói, không dám. Nhưng mà nàng lời nói ước chừng rơi xuống chốc lát, liền lại quật cường vang lên, nói, thật là còn lợi hại hơn tên lường gạt à. Con gái ta, không cần ngươi quản. Ngươi, Bách Hiểu Cung ông già căm tức nhìn La Thiên Linh, lại bị Trần Phi vẫy tay cắt đứt. Chỉ gặp Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn vậy cúi đầu La Thiên Linh, nói, ngươi nói ta là tên lường gạt, có chứng cớ sao? Chứng cớ, La Thiên Linh ngẩng đầu lên, chặt nhìn chăm chú đánh giá Trần Phi, nói, còn cần chứng cớ sao? Ban đầu ba ta dốc hết phần lớn của cải, mới mời nổi Tam Hoàng vực tiếng tăm lừng lẫy đan đạo bò tai, Huyền Trần Đại Sư, là con gái ta chẩn đoán. Lúc ấy liền xác định con gái ta chính là hàng tỷ người chính giữa không một ca, âm hà linh thể, ngươi lại nói không phải, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi so Huyền Trần Đại Sư lợi hại hơn, càng uy tín. Đan đạo bò tai, nghe được cái này vậy gọi Trần Phi không tự kìm hãm được khấu trừ trừ lỗ tai, chợt vừa cười một tiếng, nói có lợi hại hay không, quyền không uy tín, cái này tạm thời bất luận, bất quá ngươi có nghe qua có đôi lời gọi là, người thành đạt làm đầu, sao? Nữ nhi ngươi vậy thể chất quả thật dễ dàng bị xem nhánh, lầm cho rằng là âm hà linh thể, nhưng ta bây giờ có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nữ nhi ngươi A Nhã thể chất, tuyệt không phải âm hà linh thể. Nói khoác mà không biết ngượng, đây là, một đạo châm chọc tiếng cười từ vậy bên ngoài truyền tới. Đi theo, một cái cầm đong đưa phiến quan vũ người trung niên liền mặt đầy khinh thường đi vào, ánh mắt quét ngang một vòng, ngạo mạn nói, mới vừa rồi lời kia, nói là... Ở trên người hắn, nơi ngực còn treo một mặt vô cùng là nổi bật thiết bài. Phía trên trung tâm vị trí là một tòa bảo đỉnh, mây mù lượn quanh, trong sương mù còn quấn ba viên sáng vàng kim đan dược, trông rất sống động, hết sức chân thực. Thành đan thánh chứng nhận thiết bài. Ngươi là ba sao vương cấp luyện đan sư. Xa thấy trung niên kia người trên ngực thiết bài, Bách Hiểu Cung sắc mặt đổi một cái, nói. Ngươi là cái này Bách Hiểu Cung phân bộ trưởng lão chứ? Nhãn lực tổng coi như là không tệ, không tệ. Ta đây chính là thành đan thánh nơi chứng nhận, đồng ý, ban hành cấp bậc bài, ta chính là một vị ba sao vương cấp luyện đan sư. Trung niên kia người quét mắt Bách Hiểu Cung ông già, ngạo mạn, kiêu ngạo nói. Hắn lúc này, ở Trần Phi trong mắt giống như là trên trái đất nhà trẻ người bạn nhỏ được đỏ thẫm xài như nhau, ngu được vừa so sánh với. Dĩ nhiên, ba sao vương cấp luyện đan sư. Hạng nhân vật này ở trong mắt người khác vẫn là rất có chấn nhiếp tính, và phân lượng. Cho nên cũng khó trách người này giống như là một ngu đần tựa như vậy kiêu ngạo. Tuyết trưởng lão, đây là ta từ thành đan thánh mời tới Thanh Hà Đại Sư. Còn nữa, Thanh Hà Đại Sư hắn là Huyền Trần Đại Sư đệ tử quan môn. Đây là La Thiên Linh mới phải giống như tìm được khoe khoang cơ hội, chỉ cao khí ngang mở miệng nói. Dừng một chút, nàng lại khinh thường nhìn Trần Phi. Cười lạnh nói, người mới vừa không phải nói Huyền Trần Đại Sư đối với con gái ta chẩn đoán là sai lầm sao? Bây giờ, Huyền Trần Đại Sư đệ tử quan môn, Thanh Hà Đại Sư ngay tại ta, lời nói mới rồi, người dám lặp lại lần nữa. Tại sao không dám, sai liền là sai, chẳng lẽ còn có thể giặt trắng sao? Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nhìn vậy liên quan tới người trung niên, nhàn nhạt nói, nếu thật là sư phụ ngươi cho A Nhã xuống chẩn đoán. Vậy thật là lầm người con em. Âm hà linh thể chính là quỷ tộc có 102, trên căn bản sẽ không tồn tại ở trên người. Ha 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 lầm người con em, thật là chuyện tiếu lâm à. Vậy Thanh Hà Đại Sư không tức ngược lại cười, giống như là nghe được trên thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Hướng về phía Trần Phi nói châm chọc, người coi như là muốn tiếp tục mạnh chống, vậy phiền toái sáng tác cái dáng dấp giống như lý do được chứ. Người chẳng lẽ không biết Huyền Trần hai chữ. Ở thành đan thánh ý vị như thế nào sao? Nhà đúng rồi, người loại này cằn cỗi đất nước dân thôn quê, nhất định là không biết. Vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi, ngươi nghe rõ ràng. Sư phụ ta, cũng chính là Huyền Trần Đại Sư, lão nhân gia ông ta chính là một vị năm sao vương cấp luyện đan sư. Ngươi biết năm sao vương cấp luyện đan sư là cái gì chưa? Không biết nhiều ít huyền thiên vị, tới thiên vị cao thủ, cũng sẽ là mặt dày mày dạn.
kêu khóc cầu sư phụ ta cho bọn họ luyện đan. Bất kể bất cứ giá nào, lấy này làm vinh, thậm chí số ít thánh anh cảnh giới tuyệt thế cường giả cũng không ngoại lệ, mà ngươi bây giờ lại nói sư phụ ta là sai. Phiền toái ngươi nói cho ta ngươi thật không phải là đang làm cười sao? Ha ha, ha ha ha, không được ta không nhịn được, ngươi loại này ngu đần người bình thường, ta thật là lần đầu tiên thấy. Thanh Hà Đại Sư nói, vô cùng là giết tâm, nói được khẳng khái sục sôi, nói năng có khí phách. Hoàn toàn là đem trước mắt hắn Trần Phi làm đúng rồi cười nhạo. Trên thực tế, Thanh Hà Đại Sư người này cũng không phải là tốt như vậy nói. Như đổi ở những địa phương khác, những địa điểm khác, có người dám như vậy làm nhục hắn Thụ Đôn Sư, hắn sợ rằng lập tức thì biết trở mặt. Dẫu sao hắn sư tôn Huyền Trần Đại Sư chính là bực nào người yên. Coi như là ở đó đan đạo chí thánh thành đan thánh, vậy có nhất định danh vọng, nhất định phân lượng. Thậm chí nói khó nghe, sư phụ hắn chỉ cần một câu nói, muốn diệt cái này kiềm nam cổ quốc, đều không phải là việc khó, nhưng bây giờ cái này, phá hương thôn nước, bên trong nhưng lại có như vậy không biết cái gọi là người, dám nghi ngờ sư phụ hắn, đây không phải là khôi hài sao. Lúc nào bây giờ người cũng làm như vậy cười, không đầu óc sao. Hôm nay Thanh Hà Đại Sư trong lòng, đối với Trần Phi tất cả cảm giác chính là hai chữ tức cười. Người này đơn giản là giống như thằng hề như nhau, thật lấy là chính hắn là cái gì? Ngu xuẩn sao? Như vậy mà lúc này, Trần Phi nhàn nhạt một câu nói, nhưng làm vậy Thanh Hà Đại Sư sắc mặt lập tức đổi một cái, còn người có giúp một cái. Chính là một cái năm sao vương cấp luyện đan sư mà thôi, người lấy là hắn là đan hoàng đan thánh sao? Còn nữa, thành đan thánh lúc nào, luân lạc, đến loại này. Một cái năm sao vương cấp luyện đan sư, cũng xứng gọi là nhân vật. Ngươi, nói, thập, sao, vậy Thanh Hà Đại Sư lúc này nổi giận, căm tức nhìn Trần Phi, một chữ một cái, hiển nhiên là động tức giận. Dẫu sao hắn thân phận gì tầng thứ gì, sư phụ hắn Huyền Trần Đại Sư, lại là bực nào cao quý bực nào không cho xúc phạm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn hôm nay hưu tôn hàng quý tới một cái như vậy rách dưới quốc gia, hương thôn đất nước. Nhưng lại dám có người miệt thị như vậy hắn sư tôn, cái này làm cho hắn như thế nào nhẫn nại. Ta nói gì, ha ha, đây là, Trần Phi mới ngẩng đầu lên, không giải thích được nhìn vậy Thanh Hà Đại Sư lạnh lùng nói, ngươi là người điếc. Vẫn là cái này có vấn đề. Trần Phi ngón tay chỉ đầu, mới vừa tiếp tục nói. Ta nói ngươi cái gì ngươi không nghe rõ, nghe vẫn là không gặp. Còn nữa, ngươi là thứ gì, ta tại sao phải trả lời ngươi nói. Lời vừa nói ra, đầy thính đều kinh hãi. Nộ hùng vương nữ Nhi La Thiên Linh lại là sắc mặt đại biến, căm tức nhìn Trần Phi, ngón tay phát run, ngươi, ngươi. Phải biết, cái này Huyền Trần Đại Sư đệ tử quan môn, ba sao vương cấp luyện đan sư Thanh Hà Đại Sư, nhưng mà nàng vận dụng người của sư môn mạch, cũng bỏ ra cao ngạch tiền thù lao, mới đưa người ngàn dặm xa xôi mời tới, phải giúp con gái nàng giải quyết thể chế vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Thanh Hà Đại Sư nhưng lại có thể bị Trần Phi làm nhục, thậm chí còn liền vậy ở thành đan thánh cũng lớn lớn nổi danh năm sao vương cấp luyện đan sư Huyền Trần Đại Sư, đều bị cái này làm nhục dính dấp đến trong đó, La Thiên Linh làm sao không giận. Ta nói cho ngươi, ngươi không muốn thật là quá đáng, cái này không hoan nghênh ngươi, ngươi cho ta lập tức cút. Một khắc sau, La Thiên Linh hướng về phía Trần Phi xanh mặt hét. Thiên Linh không thể, nhưng mà lời này vừa nói ra. Nộ hùng vương liền mặt biến sắc, vội vàng nói. Có thể đây là vậy vẫn là chậm. Oanh, một cổ kinh khủng hơi thở tràn ra tới, nhưng gặp Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng nhìn La Thiên Linh, đuổi nói, không sai, thật là lớn khí phách, bất quá đáng tiếc, người có phải hay không quên đây cũng không phải là các người Hoàng Long Tiên Môn, đây là ta Bách Hiểu Cung địa bàn. Bây giờ, người cho ta lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Gặp, nhất thời La Thiên Linh sắc mặt đại biến. Mặt như màu đất. Nàng đích xác là quên đây cũng không phải bọn họ Hoàng Long Tiên Môn, mà là ngày nay cổ thành Bách Hiểu Cung chi nhánh. Nàng ở nơi này không giải thích được để cho ngươi lăn ra ngoài, căn bản là không có vậy tư cách, ngược lại, Bách Hiểu Cung ông già để cho nàng lăn ra ngoài, đây cũng là có như vậy tư cách. Có thể bị người đuổi ra cửa, để cho nàng lăn ra ngoài, đây là bực nào làm nhục. La Thiên Linh như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Cho nên trong chốc lát, La Thiên Linh cắn chặt môi, giống như là không nghe được Bách Hiểu Cung lời của lão giả, dâu ria không nhúc nhích.
Thấy tình cảnh này Bách Hiểu Cung ông già ánh mắt một nghiêm túc, phịch một tiếng. Khí thế dốc tăng, trực tiếp là một cổ uy áp kinh khủng hướng La Thiên Linh ép tới, ta nói lại lần nữa, cút. Tuyết huynh đừng tức giận, Nộ Hùng Vương vội vàng đứng dậy, hận hận trợn mắt nhìn con gái mình một mắt, giận hắn không tranh nói, còn không nhanh lên hướng Tuyết huynh nói xin lỗi. Nói xin lỗi, nhưng mà Bách Hiểu Cung ông già lần này nhưng giống như là thật nổi giận, liền Nộ Hùng Vương mặt mũi cũng không cho, trực tiếp là lạnh lùng nói, La Hùng, người đừng cho ta ở nơi này nói nhảm. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, để cho nàng cút, nếu không đừng trách ta trở mặt. Tuyết huynh, nghe vậy Nộ Hùng Vương trực tiếp là sắc mặt đại biến, rõ ràng Bách Hiểu Cung ông già lần này là thật nổi giận. U, không hổ là Bách Hiểu Cung chi nhánh trưởng lão, thật là lớn uy phong. Đây là, vậy Thanh Hà Đại Sư đột nhiên mở miệng, chú trọng ở đó, chi nhánh trưởng lão, bốn chữ phía trên nhấn mạnh, có chút châm chọc. Bách Hiểu Cung là lợi hại, có thể chính là một cái chi nhánh, thật giống như vậy không như vậy bỏ chứ. Đây có người nói chuyện tư cách, nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già sắc mặt đổi một cái, chưa kịp nói chuyện, Trần Phi cũng đã là đột nhiên tuét miệng cười lên, nói. Ngươi nói gì sao, ngươi, các hạ, đây chính là các người Bách Hiểu Cung hậu bối đệ tử dáng vẻ. Bỏ mặc quản, có phải hay không cảm thấy chúng ta thành đan thánh luyện đan sư, dễ khi dễ. Vậy Thanh Hà Đại Sư khí được toàn thân run cầm cập, giống như được bệnh động kinh như nhau, căm tức nhìn Trần Phi. Làm một tên ba sao vương cấp luyện đan sư, hơn nữa sư thừa liền năm sao vương cấp luyện đan sư như vậy mọi người, hắn Thanh Hà ở thành đan thánh vậy vẫn là có nhất định thân phận. Là nhân vật có mặt mũi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng ở như vậy một cái rách dưới quốc gia, thôn quê đất nước lại ba lần bị một cái, chân đất, lời nói châm chọc, có thể không giận. Đây đối với hắn mà nói đơn giản là làm nhục. Bất quá, hắn cuối cùng vậy vẫn biết Bách Hiểu Cung ở Kiềm Nam cổ quốc, ở Tam Hoàng vực, thậm chí toàn bộ tu chân giới sức ảnh hưởng, đây tuyệt đối là vô cùng là kinh khủng. Nếu không... Cái này Bách Hiểu Cung vậy chưa đến nỗi tùy tiện tiện một cái chi nhánh, người nắm quyền chính là huyền thiên vị vương giả cấp nhân vật, cái này làm hắn trong lòng hết sức kiêng kỵ, càng không dám tùy ý nổi cáu. Không sai, La Thiên Linh lúc này cũng tốt giống như cùng Thanh Hà Đại Sư cùng kẻ thù đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Phi căm tức nhìn nói, Tuyết tiền bối, ta kính ngươi là tiền bối, có thể người này nhưng bây giờ là thật là quá đáng. Không phải là tên lường gạt. Còn dám đối với Thanh Hà Đại Sư như vậy càn rỡ, hắn xứng sao? Ta xứng sao? Trần Phi nghe vậy cười lên, chợt lại không nhịn được lắc đầu nói lầm bầm, ai, đầu năm nay vậy thật là kỳ quái, tùy tiện xách một cái con mèo, con chó đi ra, cũng dám tự xưng, Đại Sư. Đại Sư này lúc nào đổi được như vậy không đáng giá. Ngươi đang làm nhục ta. Vậy Thanh Hà Đại Sư nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi có thể như thế hiểu. Trần Phi dùng giống như là ở xem ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn, chợt quay đầu hướng sắc mặt kia lúng túng Nộ Hùng Vương nhàn nhạt nói, tiền bối, nếu các người không tin ta, vậy trước nói liền cũng xóa bỏ đi. Tạm biệt. Dứt lời, Trần Phi không coi ai ra gì hướng tiệm nhỏ bên ngoài rời đi. Ta, ai, Trần Tiểu Hữu, thật sự là xin lỗi. Nộ Hùng Vương do dự, vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể là than nhẹ một tiếng, hướng Trần Phi rời đi hình bóng cung kính khom người. Coi như là xin lỗi. Dẫu sao cái này cũng không biện pháp, Thanh Hà Đại Sư chính là Huyền Trần Đại Sư đệ tử quan môn, hết sức được chân truyền, hơn nữa hay là đến từ thành đan thánh cái loại đó đan đạo thánh địa, mà Trần Phi nhưng chỉ là hắn liền nhận cũng không nhận ra, nghe cũng chưa từng nghe qua người xa lạ. Người đây nên để cho hắn như thế nào lựa chọn? Sợ rằng người bất kỳ cũng biết cùng hắn làm ra vậy lựa chọn chứ. Cuối cùng biết đi, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Hừ, gặp Trần Phi chủ động, buông tha, rời đi, vậy Thanh Hà Đại Sư còn lấy là Trần Phi sợ, ngạo mạn, đắc ý cười lạnh, nói châm chọc. Thanh Hà Đại Sư đúng không? Còn có La Thiên Linh, La Hùng, ta chỗ này không hoan nghênh các người, cho nên, xin cứ tự nhiên đi. Có thể đây là, Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng mở miệng, làm bọn họ sắc mặt trực tiếp là cứng đờ. Tuyết huynh, La Hùng sắc mặt đổi một cái, nói. Đừng gọi như vậy ta không chịu nổi. Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng quét mắt La Hùng, nhàn nhạt nói, ánh mắt đều là lạnh lùng. Thấy tình cảnh này Nộ Hùng Vương La Hùng lại là không nhịn được mặt liền biến sắc, lòng hoảng lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta thật chọn sai.
Hắn cùng Bách Hiểu Cung ông già cũng coi là quen biết đã lâu, tuy không phải quá mệnh giao tình, nhưng nhiều năm như vậy xuống, vậy vẫn là biết đối phương là cái gì tính tình, cái gì tính cách. Đối phương lại có thể sẽ đối với vậy Trần Phi như vậy coi trọng, vì thế, không tiếc cùng hắn la hùng, còn có Từ Sản sinh ra mà đến Thanh Hà Đại Sư trở mặt, từ trong, hắn sao có thể không nhìn ra chút gì. Nghĩ đến đây, hắn chân mày không khỏi là thật sâu nhíu lại. Tuyết huynh, người có thể hay không cho ta thấu cái căn cơ, vị kia Trần Tiểu Hữu thật có như vậy lợi hại. Đi theo hắn không nhìn được tránh được nữ nhi La Thiên Linh, còn có Thanh Hà Đại Sư, hướng Bách Hiểu Cung ông già truyền âm nói. Hừ, Bách Hiểu Cung ông già hừ lạnh quét hắn một mắt, môi hơi giật giật, nhưng làm nộ hùng vương La Hùng con ngươi co giúp một cái. Bởi vì hắn từ Bách Hiểu Cung ông già thần ngữ chính giữa học ra nói, lại là, ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Hắn sao? Xin mời, đây là, Bách Hiểu Cung ông già lên tiếng lần nữa đuổi người. Thái độ hết sức lạnh lùng. Thấy tình cảnh này vậy Thanh Hà Đại Sư ra mặt hung hăng quất rút ra, chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, giận mà phất tay áo, các người Bách Hiểu Cung uy phong, ta Thanh Hà hôm nay cuối cùng là kiến thức. Cũng được, chúng ta đi. Dứt lời, hắn trực tiếp là xanh mét một mặt rời đi. Bị người xua đuổi, lấy hắn thân phận, từ xuất thân đến bây giờ thật là lần đầu tiên, đây quả thực là làm nhục. Hừ, gặp Thanh Hà Đại Sư rời đi. Vậy một mặt kiêu ngạo La Thiên Linh vậy là đi theo. Một bộ, duy Thanh Hà Đại Sư làm thủ lãnh, dáng vẻ, lại là làm Bách Hiểu Cung ông già sau khi thấy được, phụng trộm cười nhạt không dứt. Trần Phi năng lực cùng với thần bí, cái này nửa năm hắn là chân chân thiết thiết hoàn toàn nhìn thấu triệt, cho nên, hắn sao có thể không biết Trần Phi lợi hại. Trước không nói những thứ khác, chỉ là vậy vương phẩm nuôi quỷ dịch, có thể luyện ra bực này bảo bối nhân vật. Hắn thân phận địa vị tầm mắt liền tuyệt sẽ không lần tại cái gì năm sao vương cấp luyện đan sư. Huống chi, nghiêm ngặt nhắc tới, nuôi quỷ dịch thật ra thì cũng coi là đan dược chính giữa một loại, hơn nữa, vẫn là độ khó cao nhất một loại kia, cho nên, Trần Phi có thể phân phối ra vương phẩm nuôi quỷ dịch, lại sao có thể luyện không ra cao đẳng đan dược đâu. Có lẽ đúng như hắn nói, chính là một cái năm sao vương cấp luyện đan sư, là thứ gì? Nghĩ đến đây. May là Bách Hiểu Cung ông già cũng là không nhìn được cả người run lên, lẩm bẩm nói, thằng nhóc này thật không biết là từ đâu xuất hiện quái vật, quá thần bí. Cùng lúc đó, đầu tiên trước đã rời đi Trần Phi, nhưng lại có thể vào lúc này đi mà trở lại. Chỉ gặp hắn giống như một người không có chuyện gì như nhau nhìn Bách Hiểu Cung ông già cười một tiếng, hỏi truyền tống trận cần phải bao lâu mới có thể chuẩn bị xong. 3 ngày đi, Bách Hiểu Cung ông già nói. 3 ngày, Trần Phi sờ cằm một cái. Gật đầu một cái, nói tốt lắm, 3 ngày liền 3 ngày đi. Ngoài ra, Hoa Thần Tông, các loại hoa thịnh hội bên kia tư liệu cho ta muốn một phần, ta hữu dụng. Cái này đơn giản, không thành vấn đề. Bách Hiểu Cung ông già thuận miệng liền đáp ứng, lại hướng Trần Phi hỏi, như vậy 3 ngày thời gian bên trong, ngươi chuẩn bị làm gì, có cái gì an bài sao? An bài, 3 ngày thời gian có thể làm gì, tùy tiện đi, hẳn không cái gì an bài. Thế nào sao? Trần Phi sau đó đáp, lại hỏi. Ta mới vừa nhìn xem tư liệu, tối mai ngày này cũng cổ thành có trận đại nhân vật tiệc mừng thọ, chúng ta chi nhánh vậy bị mời. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể cùng đi xem, vui đùa một chút. Bách Hiểu Cung nhảy ra khỏi mấy tờ phong cách cổ xưa thư mời, đưa cho Trần Phi nói. À, Trần Phi ngớ ngẩn, chờ tiếp vậy thư mời tùy ý nhìn xem, nói, Hiền Vương. Ừ, là hôm nay ngày này cũng cổ thành người trông coi. Hiền Vương Lý Sùng Sơn sinh nhật tiệc mừng thọ. Bách Hiểu Cung ông già trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang, nói, Hiền Vương Lý Sùng Sơn, người này coi như là một nhân vật lợi hại, thân phận vô cùng là tôn quý, vẫn là đương kim thánh thượng, kiềm Nam Vương bảo thai đệ đệ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mới mở miệng nói, ngoài mặt, cái này Hiền Vương Lý Sùng Sơn chính là ngày này cũng cổ thành người trông coi, cũng là vị uy tín lâu năm huyền thiên vị nhân vật. Ừ. Hắn thực lực so ta muốn thoáng mạnh một ít, mà trên thực tế, hắn còn là một vị rất lợi hại vương cấp luyện đan sư. Phải không? Trần Phi nhỏ nhỏ kinh ngạc, có chút hiếu kỳ. Ừ, Bách Hiểu Cung ông già gật đầu một cái, nói, Lý Sùng Sơn 50 năm trước từng đi thành đan thánh sông sáo một phen, sau đó, nghe nói là bái nhập một vị đan hoàng tông sư môn hạ, thành hắn môn hạ đệ tử, vậy chính vì vậy, Kiềm Nam Vương mới có thể đem ngày này cũng cổ thành đưa cho Lý Sùng Sơn tới xử lý.
Bách Hiểu Cung ông già lại dừng một chút, mới lên tiếng, bất quá cái này Lý Sùng Sơn rõ ràng tâm tư hoàn toàn không có ở phía trên này, chỉ lo cắm đầu một môn tâm tư nghiên cứu thuật luyện đan, đi sâu vào giản gia, vô cùng khiêm tốn. Bất quá gần đây có người truyền tin tức đi ra, nói vậy Lý Sùng Sơn đã là 4 sao vương cấp luyện đan sư. Đan hoàng môn hạ, 4 sao vương cấp luyện đan sư. Cái này còn có chút ý tứ. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười một tiếng, trong lòng tới chút hứng thú. Vương cấp luyện đan sư trở lên chính là đan hoàng tông sư, mà đây đan hoàng tông sư, cho dù là đem đặt ở toàn bộ tu chân giới luyện đan sư giới bên trong, đó cũng coi là có nhất định phân lượng. Là một khối nhân vật. Mà hiền vương Lý Sùng Sơn có thể bái nhập bực này đan đạo tông sư môn hạ, vậy cũng hẳn vẫn là coi là không tệ mới đúng. Vậy thì đi xem một chút đi. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi nhẹ gật đầu cười. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, loại này náo nhiệt, đi xem vậy vẫn không tệ. Tốt lắm, Bách Hiểu Cung ông già hưng phấn gật đầu một cái, nói ta âm thầm cùng vậy Lý Sùng Sơn giao tình coi như không tệ, đến lúc đó ta giới thiệu cho các ngươi giới thiệu. Đều là luyện đan sư, các người hẳn sẽ trò chuyện được tới mới đúng. Có lẽ vậy, Trần Phi cười một tiếng, tiện tay quất một bản vậy thư mời, hướng Bách Hiểu Cung ông già phất phất tay, nói tối mai đúng không? Vậy thì tối mai gặp đi. Dứt lời, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Dĩ nhiên, lần này là thật rời đi. Mà làm Trần Phi từ Bách Hiểu Cung chi nhánh sau khi rời đi, một đạo trong bóng tối bóng người con người rụt một cái, lộ ra vui mừng. Chợt cũng là lén lén lút lút rời đi. Cùng trong chốc lát, Trần Phi như có điều suy nghĩ hướng phương hướng kia nhìn lướt qua, chợt nhếch mép, lắc đầu cười một tiếng, cứ tiếp tục rời đi, giống như là cái gì cũng không phát hiện như nhau. Hắn hôm nay, những thứ này chuột nhỏ cần gì phải để ở trong lòng. Ngay sau đó, ban đêm. Ngày nay cổ thành tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn Thác Giang Sơn. Đây là một tòa xây dựng ở trong thành trên núi bàng bạc, khí phái dãy nhà. Thác nước nước chảy, bạch thủy ngân long, sương mù thải oanh núi. Địa phương như vậy tuyệt đối là một tòa bảo địa. Lúc này, cái này Thác Giang Sơn nội bộ nào đó tầm thường trong đại điện, quả đen một chân lạnh lùng nhìn quỳ xuống người trước mắt nói, người nói gì sao? Thằng nhóc kia từ Bách Hiểu Cung đi ra. Đúng vậy, đại nhân, người nọ giống như là cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực, đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, nói ta chính mắt thấy được người nọ từ Bách Hiểu Cung đi ra. Một người, tuyệt sẽ không nhận sai. Bây giờ người chúng ta đã đem hắn nhìn chăm chú vào, hắn ngay tại trong thành, không ra khỏi thành. Ở đâu, bây giờ liền mang ta đi. Quả đen một chân trực tiếp là đứng lên, khí thế cao ngất, yêu khí đầy trời, phải đi lùng bắt Trần Phi. Đợi một chút, có thể đây là một bên khác một tôn cao ngất nhân vật nhưng đem hắn ngăn lại, lắc đầu nói, bây giờ không được. Cái này cao ngất nhân vật không phải người khác. Chính là Thác Giang Sơn đứng đầu, đại thiên vị cường giả đỉnh phong Kim Bích Sơn chủ. Tại sao, quả đen một chân ngẩn người, chợt căm tức nhìn Kim Bích Sơn chủ nói, người hẳn biết chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ta biết, Kim Bích Sơn chủ gật đầu một cái, sắc mặt ngưng nhiên nói, nhưng thằng nhóc kia thực lực không kém, chúng ta như vậy đi bắt hắn, nhất định sẽ ồn ào. Vậy thì như thế nào, quả đen một chân lạnh lùng nói. Ngươi quên ngày mai là ngày gì? Kim Bích Sơn chủ lạnh lùng nói. Ngày gì, quả đen một chân nói. Hiền vương Lý Sùng Sơn đại thọ. Kim Bích Sơn chủ nhìn chằm chằm quả đen một chân chậm rãi nói, người sau ánh mắt trực tiếp là rụt một cái. Hiền vương, Lý Sùng Sơn, quả đen một chân sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là chán trường lay động ngồi xuống, mặt đầy âm trầm, ánh mắt oán độc, lẩm bẩm nói, tiểu xúc sinh ngươi vận khí thật đúng là đầy đủ à. Bất quá, cùng hiền vương đại thọ vừa qua, ta xem ngươi còn có thể hay không có vận khí tốt như vậy. Hừ, không đề ra Lý Sùng Sơn chính là đương kim kiềm nam vương em ruột tầng này thân phận, liền nói hắn bản thân mình, uy tín lâu năm huyền thiên vị nhân vật, chiến tích dũng mãnh, chiến lực khủng bố, hơn nữa cái này Lý Sùng Sơn nghe nói còn là một thực lực không tầm thường vương cấp luyện đan sư, mạng lưới quan hệ rất khủng bố, có thể kéo dài đến tam hoàng vực, cho nên hắn quả đen một chân coi như là gấp đi nữa vội vã, lại bá đạo. Vậy vẫn là không dám chọc giận thứ nhân vật như vậy. Trừ phi là chủ nhân hắn tự mình tới, còn không sai biệt lắm. Bữa nay đêm, ngày nay cổ thành phủ thành chủ. Đây là một tòa kiến trúc ở trung tâm thành tốt nhất linh mạch lên dựa vào núi, ở cạnh sông cực lớn hình tư nhân phủ đệ. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong thủy bảo địa,
cho người cảm giác giống như là tiên cảnh vậy. Mà ngày nay, cái này vào buổi tối, chính là vị kia phủ thành chủ nhân, nhân vật truyền kỳ hiền vương Lý Sùng Sơn sinh nhật đại yến. 400 tuổi. Bách Hiểu Cung người, chỉ mấy cái như vậy người, tầm thường đến nơi này. Trần Phi vậy là theo chân phối hợp ở nơi này mặt. T. Bách Hiểu Cung những đại nhân. Mời mời, tất cả vị đại nhân mau mời vào trong. Kiểm tra một chút Bách Hiểu Cung ông già, Trần Phi đám người thư mời, vậy phủ thành chủ tu sĩ lập tức tính nhược ve mùa đông, cung kính đem bọn họ đưa vào trong phủ thành chủ. Mà lúc này trong phủ thành chủ, một nơi vô cùng là cảnh sắc yêu mỹ lâm dã đất trống chính giữa, ở giữa xây dựng trước thọ đài, để bàn, đã ngồi xuống theo tụ tập không thiếu tân khách. Những người này từng cái tài hoa xuất chúng, lộ vẻ được không giàu thì sang, hơn nữa bọn họ lúc này tản mát ra hơi thở vậy rất cường hãn, làm người ta cảm nhận được không nhỏ áp lực. Những người này nhất cử nhất động, cũng tản ra, ta là cường giả, ta là tầng trên nhân sĩ, cảm giác. Không đủ, khi bọn hắn thấy Trần Phi, Bách Hiểu Cung ông già bọn họ cái này người đi đường vào sân thời điểm, không một ngoại lệ, cơ hồ hơi có chút thân phận người cũng diễn cảm ngưng nhiên đứng lên, chào hỏi. Tiền bối tốt, nguyên lai là Bách Hiểu Cung tiền bối đến, vãn bối lễ độ. Đây chính là Bách Hiểu Cung người, nhìn như tốt phổ thông, nhưng mà, cho ta cảm giác giống như là mãnh thú như nhau. Người cái này không nói nhảm sao, Bách Hiểu Cung học dài lão đại nhân nhưng mà huyền thiên vị vương giả nhân vật. Bách Hiểu Cung ông già thần sắc bình thản nhìn một màn này, rồi sau đó hướng Trần Phi nhỏ giọng hỏi, ngồi trước mặt vẫn là ngồi phía sau. Phía sau đi, Trần Phi cười nói tiếng, tùy tiện tìm một chỗ tầm thường ngồi xuống. Loại trường hợp này hắn lại không quen, chạy trước mặt đi làm liền quá chói mắt, không cần phải. Thấy tình cảnh này Bách Hiểu Cung ông già do dự một chút, liền hướng người bên cạnh nói, các người đến trước mặt đi. Tuyết trưởng lão. Những cái kia Bách Hiểu Cung người gật đầu một cái, long hành hổ bộ hướng phía trước đi tới. Vậy mà nói, người có thân phận đều là sẽ ngồi ở tiệc mừng thọ chỗ ngồi hàng đầu, dĩ nhiên, Trần Phi loại này ngoại lệ ví dụ cũng có. Trên ngọn cây, dưới mái hiên, treo đầy vui mừng lồng đèn lớn màu đỏ, trên đó viết thật to, thọ chữ, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, làm người ta tâm thần sảng khoái. Những thứ này không tệ, Trần Phi mũi ngửi một cái. Thuận tay cầm lên trong tay một viên trái cây cái hố một cái, cười nói, những thứ này đèn lồng màu đỏ các người cũng đốt là tuyết long hương thảo, có thể làm người tâm thần sảng khoái, tâm tình thoải mái, đối với chân quân cảnh nhân vật đều có hiệu quả. Danh tác à? Ha ha, dẫu sao là hiền vương phủ, Lý Sùng Sơn lão này cái khác không có, ngay cả có linh thạch, nhiều đến xài cũng xài không hết, ha ha ha. Bách Hiểu Cung ông già cũng là cười lên, nhẹ giọng nói. Luyện đan sư chính là như vậy, hai chữ, có tiền. Ba chữ, rất có tiền. Bốn chữ, đặc biệt có tiền. Hơn nữa càng luyện đan sư cao cấp loại chuyện này lại càng rõ ràng. Trần Phi chính là như vậy, hắn căn bản liền chưa bao giờ đối với có hay không linh thạch bận tâm qua, bởi vì hắn cả người đều là vàng, tất cả đều là tiền. Ha ha ha, Tuyết gia gia ngài tới rồi. Làm sao ngồi ở đây phía sau à, nếu không phải ta nhìn thấy trường ca hộ pháp bọn họ. Ta cũng không biết ngài đã đến. Đây là, thơm gió tấn công tới, một đạo xuất trần thoát tục thiếu nữ ca ca tiếng cười truyền tới. Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già hơi ngẩn ra, theo tiếng kêu nhìn lại, chính là thấy một vị 28 tuổi tác thiếu nữ lâng lâng tới. Thiếu nữ này nhìn như vô cùng là thanh tú, mặt mũi dáng đẹp, mà làm người ta chú ý nhất chính là nàng da thịt cùng thần thái, trắng thủy nhuận, eo thon nóng, ing mông cao rất, đơn giản là vưu vật. Quá đẹp, quá kinh diễm. Bởi vì vị nữ tử này đến, chung quanh không thiếu tu sĩ ánh mắt cũng nhìn thẳng. Sân bên trong, những thứ khác tân khách, nhất là những người tuổi trẻ kia, tất cả đều là mỗi người đưa mắt chuyển tiến đến gần, dừng lại ở cô gái này trên mình, là Tiểu Huân Nhi à, tới đi, ngồi bên này. Để ta giới thiệu một chút. Bách Hiểu Cung lão giả và thiện vỗ một cái bên người vị trí, tỏ ý cô gái kia ngồi xuống nói chuyện. Rồi sau đó lại gặp hắn hướng bên cạnh Trần Phi nhạo báng, cười nói, như thế nào, xem cái này Lý lão đầu nhà tiểu tôn nữ như thế nào. Ngươi muốn thích, ta có thể giúp ngươi và Lý lão đầu nói một chút môi nha, cái này bé gái hình như là chúng ta ngày nay cổ thành cái gì ba đại mỹ nữ tới. Tuyết gia gia biết nói sao đây, vậy tuyệt sắc vậy thiếu nữ lập tức là mặt đẹp đỏ bừng, hờn dỗi một tiếng, dẫn được không thiếu sân bên trong người tuổi trẻ trong lòng xôn xao.
Quá đẹp, Lý Huân Nhi tiểu thư thật là quá đẹp, cực phẩm à. Lý Huân Nhi, Hiền Vương Lý Sùng Sơn thương yêu nhất tiểu tôn nữ, cũng là ngày nay cổ thành công nhận một trong ba đại mỹ nữ. Xinh đẹp, vóc người cực phẩm, không biết bị nhiều ít chó sói nhớ, ban đêm xôn xao, kêu gào. Không chỉ có như vậy, cái này Lý Huân Nhi vậy còn không phải là cái bình hoa, mà là ngày nay cổ thành nổi danh đan đạo thiên tài, cực phẩm chi tư, tuổi gần 30-40, nàng cũng đã là một vị vương cấp luyện đan sư, tuy chỉ là một sao, nhưng vậy đủ rất nhiều người đời này cũng chỉ có thể là ngửa mặt trông lên nàng. Dẫu sao 30-40 tuổi vương cấp luyện đan sư, đây không phải là suy nghĩ một chút cũng dọa người, suy nghĩ một chút cũng khoe tấm sao. Ha ha, tiểu Huân Nhi, ngươi tuyết gia ông đây cũng không phải là ở nói bậy. Này, thấy không, bên người ta thằng nhóc này, nếu không ta cho hai ngươi nói môi chứ. Ngươi nếu có thể cùng hắn tiến tới với nhau, cũng coi là ngươi vận khí, và phúc phận, biết không? Bách Hiểu Cung ông già có thâm ý cười một tiếng, nói. À, vậy Lý Huân Nhi khẽ nhếch trước mềm môi, lập tại chỗ, vẻ mặt có chút lúng túng. Một bên những thành chủ kia Hiền Vương phủ tu sĩ cũng vậy. Chố mắt nhìn nhau, bọn họ Huân Nhi quận chúa, Huân Nhi tiểu thư bực nào người yên. Tuyệt đại nữ thần, ngày nay cổ thành người đàn ông trong lòng tiên nữ. Mà như vậy cô gái, đừng nói là có thể được hắn thân lãi, cùng chi cùng chung cả đời, coi như là có thể cùng chi trò chuyện, khoảng cách gần trò chuyện một phen, vậy cũng là rất nhiều người đời này vinh hạnh, thiên đại phúc phận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ Huân Nhi tiểu thư như vậy cực phẩm nữ thần. Nhưng lại có thể ở tuyết đại nhân trong miệng trái ngược, vậy chờ tướng mạo xấu xí tiểu tử, gặp đều không gặp qua, Huân Nhi tiểu thư và hắn chung một chỗ là vận khí. Là phúc phận, đây không phải là khôi hài sao? Như nếu đổi lại là những thứ khác một người dám như thế nói, đùa giỡn như vậy, bọn họ sợ rằng sớm trở mặt, nhưng bây giờ người nói lời này nhưng là Bách Hiểu Cung phân bộ tuyết đại nhân, huyền thiên vị vương giả nhân vật. Mà đối với nhân vật như vậy, bọn họ tự nhiên không dám trở mặt. Chỉ có thể một mặt cười mỉa, hết sức khó xử. Bất quá cùng lúc đó, ngay trong bọn họ không ít người vậy đang len lén đánh giá Trần Phi, đều là ánh mắt mang theo chút châm chọc, ừ, liền lớn lên tạm được, miễn cưỡng đi, nhưng đây không phải là tiểu bạch kiểm sao. Hàng này sắc cũng xứng đạt được Huân Nhi tiểu thư thân lãi. Khôi hài đi, hắn căn bản không xứng. Ngạch, hụ hụ hụ, Trần Phi ho nhẹ một tiếng, nói, được rồi, đừng mai mối bậy bạ. Người ta Huân Nhi tiểu thư là coi thường ta. Hắn đây cũng tính là cho mọi người một cái dưới bậc thang. Dẫu sao nhìn đối phương những người đó diễn cảm, rất hiển nhiên cũng có thể nhìn ra là khinh thường hắn, bất quá hắn vậy xem thường, dù sao hắn cũng không phải là không người phụ nữ, cái này Lý Huân Nhi xinh đẹp nữa hoặc là lại xấu xí, lại cùng hắn có quan hệ thế nào đâu. Hắn căn bản không có hứng thú. Nghe vậy, Bách Hiểu Cung ông già quét mắt Trần Phi. Phát hiện Trần Phi hình như là thật đối với Lý Huân Nhi xinh đẹp không cảm cái gì hứng thú, chợt ngượng ngùng lắc đầu một cái, ngoan ngoãn im lặng, vậy không nói gì nữa. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Lý Huân Nhi hiền lành mắt đẹp chính giữa, nhưng hơi lộ ra vẻ kinh dị. Nàng thực lực mặc dù không như chân quân cảnh cường giả như vậy lợi hại, nhưng cũng là đạt tới chân nhân cảnh tầng 5 tả hữu, ánh mắt tự nhiên sắc bén rất. Ở nàng nhìn lại, Trần Phi trẻ tuổi nhiều nhất cũng chỉ và nàng không sai biệt lắm. Hơn nữa vậy căn bản không giống như là vậy chờ đạt tới chân quân cảnh giới nhân vật. Có thể chính là một người như vậy, một người trẻ tuổi, nhưng lại dám và nàng ra ra bối phận, huyền thiên vị vương giả tầng thứ tuyết ra ra như vậy tùy ý nói chuyện, một chút tôn kính giọng cũng không có, cái này cũng có chút không biết nơi là, tự cao tự đại. Người này thật là, thua thiệt tuyết ra ra đối với hắn như vậy thưởng thức, như vậy coi trọng, mà bây giờ xem ra nhưng như thế chẳng biết cái gọi là, không có lễ phép. Chỉ là một hào nhoáng bên ngoài người sao? Không khỏi được, Lý Huân Nhi đối với Trần Phi mới đầu cũng không tệ ấn tượng đầu tiên, bây giờ đổi được suy yếu mấy phần. Ở nàng nhìn lại, tu chân giới thế giới, đích thực thực lực, đây mới là trọng yếu nhất, còn nếu là ước chừng dựa vào người khác đối với người thưởng thức, liền nhếch lên cái đuôi, không biết mình là ai, họ gì, vậy loại người này liền thật là không có thuốc nào cứu được, sẽ khiến người chán ghét ác. Nghĩ đến đây. Lý Huân Nhi liền tỉnh dụi mở miệng nói, tuyết ra ra, người biết Huân Nhi đời này tâm tư đều rơi vào vậy thuật luyện đan lên, những chuyện khác liền tạm thời không suy nghĩ thêm. Còn chưa thỉnh giáo, cái vị công tử này tôn tính đại danh, người nói, Huân Nhi nói đúng chứ. Nàng cười xinh đẹp một tiếng,
nét mặt tươi cười như sài, nửa câu sau ánh mắt trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình. Bất quá, nàng đối với Trần Phi nói nửa câu sau chính giữa, vậy còn rõ ràng mang chút bất mãn, nhẹ nhìn nguyên tố ở trong đó. Trần Phi im lặng cười một tiếng, qua loa lấy lệ nói, đúng không, đúng không? Gặp Trần Phi đối với nàng nói, đối với nàng hỏi như vậy qua loa lấy lệ, vậy Lý Huân Nhi lại là lông mày xinh đẹp chặt nhíu lại, trong lòng nhiệt tình, biến mất mấy phần, đối với Trần Phi cái này, không biết cái gọi là, người ấn tượng, cũng là kém hơn liền mấy phần. Không nói nàng hiền vương Lý Sùng Sơn cháu gái thân phận, cũng không nói nàng như vậy trẻ tuổi tuổi tác, liền nói nàng vương cấp luyện đan sư thân phận, so với Trần Phi tới nhất định là lợi hại không biết nhiều ít lần chứ. Có thể coi là như vậy, Trần Phi nhưng cũng vẫn là như vậy ở nàng trước mặt như vậy qua loa lấy lệ, không ai bì nổi, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhà đúng rồi, là muốn lấy như vậy phương thức hấp dẫn đến chú ý của nàng sao? Thật đúng là ngây thơ à? Lý Huân Nhi âm thầm lắc đầu một cái, nói tuyết ra ra, Huân Nhi còn muốn đi chiêu đãi những thứ khác quý khách, xin đi trước. Dứt lời, liền gặp vậy Lý Huân Nhi hơi khom người, rồi sau đó trôi giạt rời đi. Cái này trong quá trình nàng lại là xem đều không xem Trần Phi một mắt, giống như là hoàn toàn đem Trần Phi làm đúng rồi không khí. Ai, thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái, không biết làm sao thở dài một tiếng, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên nhìn thấu. Cái này cái gì ngày nay cổ thành một trong ba đại mỹ nữ, đối với hắn sinh ra không ưa. Bất quá cái này thật đúng là nằm vậy chúng đạn. Hi hi Lý lão đầu cái này tiểu tôn nữ vẫn là quá kiêu hơi kiêu ngạo, tâm tư không yên, con ngươi không đủ thoải mái. Nàng lấy là, ta giới thiệu ngươi cho nàng biết, là muốn mang ngươi một tay, để cho ngươi có thể có cơ hội với cao nàng. Ha 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 đáng tiếc à đáng tiếc, thật ra thì vừa vặn ngược lại, nàng nếu là thật có thể được ngươi thưởng thức. Thành là ngươi đạo lữ, đó mới là với cao, theo lý cảm ơn ta một phát cái này người làm mai mới là. Chỉ bất quá, đáng tiếc lạc, đáng tiếc. Đây là, Bách Hiểu Cung ông già gật gù đắc ý cười hắc hắc cười, nói. Đối với Lý Huân Nhi không nắm lấy cơ hội, hắn mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng đây là số mệnh, mình lựa chọn, có biện pháp gì? Không có biện pháp. Hơn nữa nếu không phải cái này bé gái tâm tư quá kiêu ngạo, mất đi bình thường phán đoán. Lại làm sao có thể không nghĩ tới, liền hắn Tuyết Thường Bân đều phải lấy ngang vai vế chi tư thả trao đổi người tuổi trẻ, đây nên là thật lợi hại, hắn mới có thể làm như vậy. Nếu không phải Trần Phi có như vậy bản lãnh, hắn Tuyết Thường Bân cũng không khả năng sẽ cầm ra như vậy thái độ mà đối đãi. Đây là rất dễ dàng là có thể thấy rõ vấn đề, nhưng tiếc là à, Tiểu Huân như vậy nha đầu lại không nắm chặt. Tuy nói là sự thật như vậy, có thể cũng không cần ngươi ở nơi này mai mối bậy bạ. Ta đối với nàng không cảm cái gì hứng thú, hôm nay, ta cũng chỉ là đến xem trò vui, chỉ như vậy mà thôi. Trần Phi thuận tay cầm lên một viên trái cây thả trong miệng gặm một cái, lại cười mỉm nhìn Bách Hiểu Cung ông già, nhàn nhạt nói. Được rồi, ta biết, biết, gặp Trần Phi thật giống như đích xác có chút không ưa hắn như vậy tự chủ trương, Bách Hiểu Cung ông già san cười mỉa cười, lắc đầu nói. Ngay tại lúc này, hừ... Một đạo tràn đầy chán ghét cùng với âm lãnh hừ lạnh một tiếng truyền tới. Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già đều là hơi ngẩn ra, chợt đầu một chuyển, nghe tiếng nhìn, chỉ gặp một cái người trung niên đang nhìn chằm chằm mình. Cái này nam tử, nhìn về phía Trần Phi trong ánh mắt, có âm độc, cười nhạt, châm chọc, tức giận vân, vân các loại. Lại là vậy trước có thấy qua Thanh Hà Đại Sư. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai thật là ngươi tên âm hồn bất tán này. Làm sao, hôm nay cái này hiền vương tiệc mừng thọ, người vậy chuẩn bị tới đi lừa gạt. Vậy Thanh Hà Đại Sư lạnh lùng châm chọc Trần Phi, đến bây giờ hắn cũng còn không quên, Trần Phi lại còn nói hắn sư tôn, Huyền Trần Đại Sư, đường đường năm sao vương cấp luyện đan sư, chẳng qua là chính là, mà thôi. Thật là càn rỡ, không biết cái gọi là. Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng nhìn hắn một mắt, không lên tiếng. Cút, nhìn ngươi phiền. Mà lần này Trần Phi đổ trực tiếp là không khách khí, để cho Thanh Hà Đại Sư cút. Ngươi, Thanh Hà Đại Sư trong mắt bộc phát ra tức giận, hết sức dữ tợn. Ý định giết người cuồng tránh. Thanh Hà Đại Sư thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Đây là, từng vị khí thế bất phàm người trung niên hoặc ông già lần lượt đi tới, lạnh lùng nhìn Trần Phi các người. Thanh Hà Đại Sư thành tựu ba sao vương cấp luyện đan sư, lại tới từ thành đan thánh như vậy đan đạo thánh địa.
dĩ nhiên có rất nhiều người nguyện ý kết giao, nịnh hót hắn. Ví như bây giờ những người này, chính là trong đó đại biểu. T, đó không phải là Hổ Giản Tam Ma sao? Ba cái tên này làm sao cũng tới, Hiền Vương đại nhân tiệc mừng thọ lại mời bọn họ. Hẳn không chứ, cái này Hổ Giản Tam Ma hung danh bên ngoài, giết người mắt không nháy, cực độ tàn nhẫn vô tình, làm việc nhân vật phản diện, theo lý thuyết, Hiền Vương đại nhân hẳn rất ghét ba cái tên này mới đúng a. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút đi, đừng để cho bọn họ nghe. Ta nghe trước khi nói có cái gì Đao Kiếm Sơn Trang, trang chủ chính là một vị đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật, nhưng bởi vì chọc tới cái này ba cái ma đầu, bị diệt môn. Liền vậy đại thiên vị tầng thứ tột cùng trang chủ đều không chạy thoát, trực tiếp chết. T, bọn họ lại có thể liền đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng có thể giết. Vậy cái này há chẳng phải là nói, bọn họ bây giờ thực lực đã là đến gần huyền thiên vị vương giả tầng thứ. Đám người truyền tới rối rít nghị luận, mang chút vẻ sợ hãi. Hổ Giản Tam Ma, đây là cái gì? Nghe được những thanh âm kia, Trần Phi tự động hỏi. Ba cái lòng dạ độc ác tiểu quỷ, thực lực coi như không tệ. Một bên Bách Hiểu Cung lao hao tổn nghe vậy, con người nhanh tránh, nói. U, bảo chúng ta Hổ Giản Tam Ma tiểu quỷ, khẩu khí này tựa hồ. Tuyết, Tuyết đại nhân. Vậy Hổ Giản Tam Ma một người trong đó cao lớn thô kệch, tài hoa xuất chúng, cặp mắt hiện lên u quang, nghe được Bách Hiểu Cung lời của lão giả ánh mắt hung ác, cười lạnh một tiếng, xoay người lại vừa thấy, lại bị Bách Hiểu Cung ông già gương mặt đó dọa sợ. Một giọt nhàn nhạt mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy xuống, theo gò má đến cổ. Bách Hiểu Cung ông già, trưởng lão nhân vật, huyền thiên vị vương giả cao thủ, bọn họ làm sao có thể không nhận biết. Hơn nữa, đối phương cũng đích xác là có tư cách kêu bọn họ một tiếng tiểu quỷ. Tuyết, Tuyết đại nhân, vậy Hổ Giản Tam Ma còn sót lại sắc mặt hai người cũng là đổi một cái, chợt hướng Bách Hiểu Cung ông già khom người cung kính nói. Bọn họ ba huynh đệ tuy nói đã có thể chém chết tầm thường đại thiên vị đỉnh cấp tu sĩ thực lực, có thể đối mặt huyền thiên vị vương giả nhân vật vẫn còn quá yếu, chỉ có thể cúi đầu. Hừ, Bách Hiểu Cung ông già hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa cửa. Cái này Hổ Giản Tam Ma mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, danh tiếng lớn, có thể ở trước mặt hắn vậy vẫn là như nhau, là long được mang vác, là hổ được nằm. Mà ở thấy mình người giúp lại có thể lập tức liền bị Tuyết Thường Bân hù vỡ mật, không dám cản rỡ, vậy Thanh Hà Đại Sư chỉ cảm thấy rất mất thể diện, mặt đen như nồi sắt vậy, hắc suất suất tới cực điểm. Muốn hắn Thanh Hà thân phận gì, địa vị gì, lúc nào bị như vậy rơi qua mặt mũi. Họ Trần, ta xem ngươi không phải rất phách lối, rất lợi hại sao? Ngươi nếu là thật như vậy lợi hại, có dám tiếp nhận ta Mục Thanh Hà khiêu chiến? Cái này Mục Thanh Hà, Thanh Hà Đại Sư lại muốn khiêu chiến Trần Phi. Rào rào. Khiêu chiến cái gì? Không biết, không quá ta nghe nói người nọ hình như là một vị luyện đan sư, hơn nữa còn rất cao cấp, nghe nói là từ Tam Hoàng Vực Thành Đan Thánh tới. T, nơi đó kia à, Tam Hoàng Vực Thành Đan Thánh, đó không phải là đan đạo thánh địa sao? Người này lại là từ cái loại đó thánh địa đi ra ngoài, muốn đến hắn thuật luyện đan nhất định sẽ rất lợi hại đi. Đây là khẳng định, nếu không, Hổ Giản Tam Ma ba tên kia tại sao phải như thế nịnh hót hắn? Ta nhớ, trước kia coi như là một vị hai sao vương cấp luyện đan sư, vậy không để cho bọn họ ba cái như thế nịnh hót, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ nói cách khác, người nọ tối thiểu cũng là một ba sao vương cấp luyện đan sư, thậm chí trở lên ạc. Không tệ. T, thiệt hay giả, ba sao vương cấp luyện đan sư, vậy phải là nhiều tôn quý, thật lợi hại, nhiều bị người kính ngưỡng nhân vật lớn à. Dù sao và một vị phổ thông huyền thiên vị vương giả ngang vai với luận giao hẳn là không thành vấn đề. Mới vừa hắn không phải nói muốn khiêu chiến sao? Khiêu chiến cái gì, chẳng lẽ thuật luyện đan? Thuật luyện đan, cái này còn cần so sao? Một vị đến từ thành đan thánh ba sao vương cấp luyện đan sư, nhất định là hắn thắng à? Kết quả không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Cũng không thể như thế nói, ngươi không thấy được đây chính là hắn chủ động khiêu chiến, vạn nhất. Đám người một hồi xôn xao. Vậy dần dần có người đem Mục Thanh Hà chân thật thân phận cho lột đi ra. Đan đạo thánh địa thành đan thánh tới nhân vật lớn. Tối thiểu cũng là ba sao vương cấp luyện đan sư trở lên. Hơn nữa còn hình như là Hiền Vương Lý Sùng Sơn đại nhân đồng môn.
Đây hết thảy cũng làm tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Mục Thanh Hà, ánh mắt tràn đầy ngửa mặt trông lên, tràn đầy kính sợ, tràn đầy muốn nịnh hót, kết giao dục vọng. Người như vậy, rõ ràng tuổi tác còn không lớn, đây quả thực là thiên chi kiêu tử, có thể cùng chi kết giao tương lai nhất định sẽ được ích lợi vô cùng. Mà đang hưởng thụ đến bốn phương tám hướng đầu đệ mà đến ánh mắt, hàm chứa như vậy lấy hắn làm trung tâm, kính sợ, ngưỡng mộ, muốn nịnh hót hắn ánh mắt tâm trạng, Mục Thanh Hà trực tiếp là giống như vũ hóa phi thăng, chúng tinh nâng tháng giống vậy thoải mái. Ngẩng đầu, mắt nhìn xuống Trần Phi, nói. Như thế nào, ngươi không phải rất lợi hại, rất trâu, rất tự cho là đúng sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội chứng minh chính ngươi, ta Mục Thanh Hà, hiện đang khiêu chiến ngươi. Người dám tiếp nhận sao? Nghe vậy Trần Phi ánh mắt trực tiếp là lạnh xuống, lạnh lùng nhìn đối phương. Người này thật là hãy cùng con ruồi tựa như, lại ba lần tới phiền hắn, ở hắn bên tai ông kêu loạn, là thật phiền. Để cho người muốn một cái tát đem đập chết, tốt có thể có một thanh tĩnh. So cái gì, nghĩ đến đây, mới vậy lười được nói nhảm, trực tiếp nói. Còn có thể so cái gì? Mục Thanh Hà cười lạnh cười. Mắt nhìn xuống Trần Phi, nói, ngươi không phải nói ngươi cũng là luyện đan sư sao? Còn dám làm nhục ta sư tôn, tốt lắm, vậy chúng ta liền so thuật luyện đan, người nào thắng, người thua tự phế hai tay, lại tại chỗ dập đầu 100 cái, kêu 100 tiếng ra ra, ngươi dám đáp ứng không? Rào rào. Mục Thanh Hà lời này vừa nói ra, đám người lại là một hồi xôn xao. Tiền đặt cuộc này không khỏi cũng quá lớn liền chứ. Tuy nói bọn họ là tu chân giới, một đôi cánh tay phế cũng có thể xây bù lại, nhưng vấn đề là vậy dập đầu 100 cái, 100 tiếng ra ra, đây là biết bao to lớn sỉ nhục, biết bao to lớn làm nhục. Ai nếu bị thua, thật là đời này mặt cũng bị mất. Sẽ bị triệt triệt để mất hết, thành mỉm cười chui. Mà đây đối với từ trước đến giờ công nhận nhất sĩ diện hảo luyện đan sư mà nói, đơn giản là tàn nhẫn nhất trừng phạt, quá ác liệt. Chuyện gì xảy ra? Cãi nhau, chuyện gì xảy ra sao? Đây là, một đạo thanh âm bất mãn từ đàng xa truyền tới, rất nhanh, một đám người chúng tinh nâng tháng vây quanh một vị khí chất phi phàm ông già xuất hiện. Thiền vương đại nhân vạn an, lý tiền bối. Lão kia người vừa xuất hiện, đám người lập tức rất cung kính truyền ra tiếng gọi. Nguyên lai khí chất đó phi phàm ông già không phải người khác, chính là bởi vì cái này thọ yến nhân vật chính, Thiền vương phủ chủ nhân. Uy tín lâu năm huyền thiên vị nhân vật, bốn sao vương cấp luyện đan sư Hiền Vương, Lý Sùng Sơn. Lúc này ở hắn bên người không chỉ có Hiền Vương phủ cao thủ, còn có vậy trước cùng Trần Phi có duyên gặp qua một lần, nhưng ra về chẳng vui liền Lý Sùng Sơn tôn nữ, Lý Huân Nhi. Chỉ gặp hắn lúc này vừa đi vào tới, nhìn xem bên trong sân hết thảy, liền ánh mắt lại là chán ghét rơi xuống Trần Phi trên mình, trong lòng lẩm bẩm nói tại sao lại là hắn. Hắn vì sao cứ như vậy không biết cái gọi là, không biết trời cao đất rộng đâu. Lục sư thúc, mà Mục Thanh Hà ở gặp được Hiền Vương Lý Sùng Sơn ra sân sau đó, lập tức là được rồi một cái đặc biệt lễ phép, cười nói. Sư phụ hắn Huyền Trần Đại Sư cùng Hiền Vương Lý Sùng Sơn thật ra thì cùng ra một môn, là huynh đệ quan hệ, bất quá sư phụ hắn Huyền Trần Đại Sư ở nơi này chính giữa xếp thứ ba, Hiền Vương Lý Sùng Sơn là xếp thứ sáu, nhỏ nhất. Cho nên hắn mới có thể kêu Lý Sùng Sơn lục sư thúc, mới có thể ngàn dặm xa xôi từ thành đan thánh chạy tới, là Lý Sùng Sơn chúc thọ. Nghĩ đến đây, Mục Thanh Hà cặp mắt lại không nhịn được bị vậy, lóe sáng, Lý Huân Nhi hấp dẫn tới. Quá đẹp, thật là quá đẹp, lục sư thúc cái này tiểu tôn nữ xinh đẹp, chỗ cực phẩm thật là cũng có thể sánh bằng bọn họ thành đan thánh vậy hai đại tiên nữ, ta nhất định phải đem thu vào tay. Nhất định phải. Nguyên lai hắn sở dĩ sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới cái này, còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì cái này Lý Huân Nhi quá đẹp, hoàn toàn là hắn thức ăn, câu dẫn hắn hồn cũng sắp hết. Muốn đem chiếm làm của mình, cho nên mới tới đây muốn hướng hai ba lần cầu hôn, thắng được Lý Huân Nhi qua cửa. Phảng phất là cảm nhận được Mục Thanh Hà vậy làm cho người chán ghét ánh mắt, vậy Lý Huân Nhi lông mày xinh đẹp cau một cái, trốn tới Lý Sùng Sơn sau lưng. Cái này Mục Thanh Hà ý đồ nàng biết một ít. Nhưng nàng nhưng cũng không thích đối phương. Có thể một là bởi vì là đối phương là gia gia hắn tam sư huynh đệ tử quan môn, cũng chính là hắn sư huynh, hơn nữa Mục Thanh Hà luyện đan lại rất mạnh, tuổi còn trẻ, lớn hơn nàng không được nhiều thiếu, cũng đã là ba sao vương cấp luyện đan sư, bực này thiên phú thật là có thể nói là yêu nghiệt,
Có lẽ cũng chính là bởi vì yêu nghiệt này thiên phú luyện đan, gia gia hắn rất thích Mục Thanh Hà, thậm chí từ phía dưới, đã là cố ý muốn đem nàng xuất giá cho đối phương, cái này làm Lý Huân Nhi hết sức khổ não, nhưng lại không thể làm gì. Thanh Hà, đây là chuyện gì xảy ra? Ồ, Tuyết lão đầu ngươi làm sao cũng ở đây? Các người đây là, Hiền Vương Lý Sùng Sơn râu tóc bạc phếu, nhưng ánh mắt lấp lánh có thần, nhất là trên mặt, cho người một loại vô cùng là ưu việt thô bạo cảm giác. Giống như là cái nắm trong tay muốn rất mạnh người. Nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già nhíu mày một cái, hướng Lý Sùng Sơn hỏi, làm sao, người này ngươi biết? Đây là ta tam sư huynh đệ tử Quan Môn, Mục Thanh Hà. Thanh Hà tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là bạn cũ của ta, cũng là ngày này cũng cổ thành Bách Hiểu Cung chi nhánh chủ sự trưởng lão, Tuyết Thường Bân. Vậy Lý Sùng Sơn một bên giải thích, một bên giải thích. Cái gì? Bách Hiểu Cung ông già thần sắc đổi một cái, không nghĩ tới cái này Mục Thanh Hà lại có thể theo Lý Sùng Sơn là sư môn quan hệ, đáng chết, cái này thật giống như phiền toái. Sớm biết hắn cũng không đem Trần Phi mang tới chỗ này. Lục sư thúc, giới thiệu cũng không cần. Chúng ta quen biết, Mục Thanh Hà cười lạnh cười, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói châm chọc tại sao không nói chuyện. Sợ sao? Sợ, Trần Phi ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, cười lên. Nói, xem ra ta trước nói không sai, người cái này đích xác là có vấn đề. Trần Phi chỉ trên đầu, châm chọc nói. Ngươi, Mục Thanh Hà sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt lửa giận. Lý Sùng Sơn cũng là cau mày quét mắt Trần Phi, hướng Bách Hiểu Cung ông già hỏi, vị này là. Đây là, Bách Hiểu Cung ông già vừa định giới thiệu, lại bị Trần Phi ngăn lại. Đi theo liền gặp Trần Phi đứng lên. Nhìn Hiền Vương Lý Sùng Sơn nhàn nhạt nói, lần đầu gặp mặt, ta kêu Trần Phi. Rất hân hạnh được biết ngươi, Hiền Vương. Nhất thời Hiền Vương Lý Sùng Sơn ánh mắt hơi híp một chút, Trần Phi thái độ này đối với hắn mà nói đơn giản là khiêu khích, về phần tại sao, không phải hắn, ở hắn xem ra, Trần Phi tuổi này phải là một vãn bối chứ. Có thể vãn bối, nhưng lại có thể không có vãn bối dáng vẻ, còn như vậy, từ lấy là tiêu vẩy, nói với hắn nói muốn. Chứng minh mình cùng người khác không cùng, hoặc là lợi hại sao? Vẫn là, nghĩ tới đây Lý Sùng Sơn tâm thần đột nhiên động một cái, hướng một bên Bách Hiểu Cung ông già quét tới. Người sau lập tức hướng hắn lắc đầu một cái, ánh mắt truyền lại nào đó tin tức, Hiền Vương Lý Sùng Sơn lúc này mới ngẩn người, ánh mắt trở lại Trần Phi trên mình, thần sắc cổ quái. Hồi lâu, hắn mới đưa tay ra, và Trần Phi cầm, nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Rào rào. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng ngưng ngưng, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, hay hoặc là nhìn Hiền Vương Lý Sùng Sơn. Liền vậy Lý Huân Nhi cũng vậy. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Lý Sùng Sơn mặc dù được gọi chi là Hiền Vương, có thể hắn nóng nảy, nhưng một chút đều không, Hiền, ngược lại, Hiền Vương Lý Sùng Sơn còn là một muốn khống chế rất mạnh, nóng nảy người. Vậy chính vì vậy, nếu có một cái thân phận, tầng thứ cùng hắn không ngang hàng người. Dám như thế nói với hắn nói, ở trước mặt hắn cản rỡ, y theo hắn nóng nảy, chắc chắn sẽ không chiếu cố đến cái gì, sẽ trực tiếp trở mặt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ như thế chính là cái không biết cái gọi là, không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ, đều ở đây trước mặt hắn như vậy cản rỡ, hắn lại có thể không trở mặt, vẫn cùng hắn bắt tay một cái, đây không phải là ảo giác chứ? Cái này, vậy Lý Huân Nhi cũng là không nhịn được phồng lớn lên mềm môi. Như anh đào vậy, thật lâu không thể khép lại. Đột nhiên, nàng trong đầu điện quang đá lửa lóe lên một đoạn cảnh tượng, một phen, chính là trước Bách Hiểu Cung ông già muốn là nàng và Trần Phi làm mai, cầu hôn cảnh tượng. Cảnh tượng kia không ngừng ở nàng đầu óc trả lời, chạy đi chạy lại, làm nàng cuối cùng là không nhịn được khẽ cắn cắn mềm môi, trong lòng khiếp sợ lẩm bẩm nói, sẽ không, làm sao biết, hẳn sẽ không chứ. Nàng không phải bình hoa. Nếu không cũng sẽ không có thể lấy từng tuổi này thành là vương cấp luyện đan sư, cho nên, bây giờ tỉnh táo lại, cẩn thận suy tính trước một màn kia, nàng tựa hồ là đã phát hiện chút không đúng, theo mở ám. Ha ha hôm nay, đa tạ các vị nể mặt, tới ăn ta lão đầu tử này tiệc mừng thọ rượu mừng, ha ha ha. Nếu là ngày đại hỷ, mọi người vẫn là đừng làm rộn cái gì không vui chứ. Đây là, Hiền Vương Lý Sùng Sơn đột nhiên cười lớn nói. Nghe vậy Mục Thanh Hà thần sắc cứng đờ, chợt châm chọc nhìn Trần Phi, hừ lạnh nói coi là ngươi vận cứt chó không tệ. Nếu lục sư thúc lên tiếng,
vậy ta liền cho Lục sư thúc mặt mũi này, tha cho ngươi một cái mạng. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi một câu nói trực tiếp là làm hắn sắc mặt cứng còng đứng lên. Hết sức khó khăn xem. Tha ta một mạng, vậy ngươi có thể hay không đừng tha ta một mạng à, ta thật thật sợ à. Được rồi, nếu hôm nay là Hiền Vương tiền bối tiệc mừng thọ, vậy náo nhiệt chút không phải tốt hơn sao? Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, nói đi, so cái gì? Trần Phi một mặt giễu cợt, thản nhiên nói. Tất cả mọi người sắc mặt sau khi nghe đều là trực tiếp đổi một cái, chợt đồng loạt thần sắc cổ quái nhìn Trần Phi, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này là không phải đầu óc hư à? Ha ha, theo ta xem đây bất quá là tiểu hiểu lầm mà thôi, mọi người cần gì phải tổn thương hòa khí? Không cần phải, Tuyết lão đầu ngươi nói là chứ. Hiền Vương Lý Sùng Sơn gặp Trần Phi lại có thể không cho hắn mặt mũi, còn muốn khiêu khích Mục Thanh Hà, sắc mặt không khỏi hơi đổi, hạng mục thoáng qua một tia khó chịu vẻ, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình tiếp tục khuyên. Cập nhật mau, thậm chí còn muốn cho Tuyết Thường Bân, nói một chút, Trần Phi, đừng như vậy không tán thưởng, không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa hắn bây giờ càng muốn biết chính là Tuyết Thường Bân làm sao sẽ biết Trần Phi, hai người lại là quan hệ như thế nào. Dẫu sao Tuyết Thường Bân lão già này thân phận vẫn là không thể coi thường, không chỉ là huyền thiên vị vương giả, còn lại là Bách Hiểu Cung phân bộ chủ sự trưởng lão, không đạo lý sẽ đối với Trần Phi như vậy cái nhìn như cũng rất bối phận nhỏ người tuổi trẻ coi trọng như vậy. Có thể chính vì vậy, Tuyết Thường Bân như vậy cử động khác thường, còn có mới vừa rồi ánh mắt kia ám chỉ, mới càng làm hắn nghi ngờ. Cái này nhìn có chút không tự lượng sức tiểu tử, kết quả là lai lịch gì, rất lợi hại sao? Ha ha, Lý lão đầu, cái này lời cũng không thể như thế nói, vị này Thanh Hà đại sư nếu không phải là cùng Trần Phi tiểu hữu làm khó dễ, muốn khiêu chiến hắn, chẳng lẽ ngươi còn không cho phép hắn tiếp nhận khiêu chiến? Ha ha, thật dù sao đều là hai người bọn họ tự mình, đơn độc sự việc, chúng ta thật giống như vậy không cần phải nhiều ngang ngược cắm. Có thể Bách Hiểu Cung ông già nghe vậy nhưng thì ra là như vậy nói, làm Hiền Vương Lý Sùng Sơn không nhịn được ngẩn người. Rồi sau đó thật sâu liếc nhìn Tuyết Thường Bân, rơi vào trầm mặc. Lão già này kết quả là đánh cái gì chú ý? Hắn chẳng lẽ không biết mình cái này tiểu sư điệt nhưng mà từ thành đan thánh tới, sư thừa hắn sư huynh, năm sao vương cấp luyện đan sư Huyền Trần. Có thể hắn mới vừa rồi rõ ràng nói hết rồi à? Tên này kêu Trần Phi tiểu tử coi như là lợi hại hơn nữa, lai lịch kinh người đi nữa, nhưng nếu là so luyện đan, cũng không khả năng thắng đi. Đây không phải là tự tìm không vui, mình cùng mình làm khó dễ sao? Lục sư thúc ngươi không cần nói nữa. Có vài người không hiểu ngươi ý tốt, ngươi nói nhiều đi nữa cũng là uổng phí, huống chi vừa vặn, cõi đời này không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng buồn cười người điên biết bao nhiêu. Làm loại người này gặp rõ ràng chút thực tế, rõ ràng chênh lệch, cũng không phải là đang giúp hắn, là hắn làm chút việc thiện sao? Mục Thanh Hà một mặt châm chọc mở miệng nói. Hiền Vương Lý Sùng Sơn nghe vậy chề miệng một cái, nói không ra lời cái gì, rồi sau đó dứt khoát là không nói. Bỏ rơi vung, nhàn nhạt nói, đã như vậy, hai vị hứng thú như thế cao, vậy ta Lý Sùng Sơn vậy không miễn cưỡng. Chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng, các người tùy ý là được. Đa tạ lục sư thúc tác thành, Mục Thanh Hà lập tức giống như là lấy được rồi thượng phương bảo kiếm vậy, cái đuôi cũng vểnh lên, ngạo mạn đi về phía Trần Phi. Hạ thấp giọng cười lạnh nói, ta mới vừa nói, thua tự phế hai cánh tay, quỳ xuống đất dập đầu 100 cái, kêu 100 tiếng ra ra, ngươi có dám đáp ứng. Mọi người tại đây cùng với Hiền Vương Lý Sùng Sơn đều là tu sĩ cường đại, bực nào tu vi, Mục Thanh Hà lời này mặc dù thanh âm tiểu, nhưng các nàng vậy vẫn là lần nữa rõ ràng nghe được. Chợt bọn họ đều là không nhịn được sắc mặt đổi một cái. Tên này, tuyệt đối là cố ý. Không phải là thua tự phế hai cánh tay, quỳ xuống đất dập đầu 100 cái, kêu 100 tiếng ra ra sao? Tại sao không dám đáp ứng? Ngược lại thì ngươi, nói nhỏ như vậy làm gì, sợ thua sao? Có thể sát theo Trần Phi lại có thể không coi ai ra gì đem tiền đặt cuộc này nói ra, làm vậy mọi người sắc mặt tái biến. Mục Thanh Hà vẻ mặt lại là lập tức âm trầm, hết sức xanh mét. Hiển nhiên, và Trần Phi cái này không có vấn đề chút nào thản đáng đáng so với. Hắn trước vậy thận trọng hạ thấp giọng, không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được gà yếu rất nhiều. Một điểm này thật muốn bị người càn quấy bắt lại, nói hắn sợ, giống như cũng là không sai. Như vậy tiền đặt cuộc, có phải hay không có chút quá lớn? Đây là,
Hiền Vương Lý Sùng Sơn không nhịn được cau mày nói. Tự phế hai cánh tay, quỳ xuống đất dập đầu 100 cái, kêu 100 tiếng ra ra, như vậy tiền đặt cuộc tuy nói hắn cũng không phải không gặp qua, quá đáng hơn, thảm thiết hơn đều có thể loại này tiền đặt cuộc vừa ra tới, ai nếu bị thua, vậy tất nhiên sau đó quả rất thê thảm, mặt mũi vô tồn, còn biết cùng thắng lợi người kết làm huyết hải thâm cừu, cho nên, thật sự có cần thiết sao? Hắn lúc này cũng coi là đã nhìn ra, Tuyết Thường Bân cái này mình cáo giả bạn cũ, có thể sử dụng loại thái độ đó đối đãi Trần Phi, đủ để chứng minh, tên này kêu Trần Phi tiểu tử khẳng định hoặc là năng lực, hoặc là lai lịch thân phận không đơn giản. Mà Mục Thanh Hà, lại là hắn sư huynh Huyền Trần đệ tử quan môn, là đồng môn quan hệ. Như vậy thứ nhất, người nào thua, hắn trên mặt cũng làm khó dễ, lúng túng chặt. Hơn nữa trực giác nói cho hắn, hai người thật nếu là đấu, hắn sư huynh này đệ tử quan môn, chỉ sợ là muốn nguy hiểm. Không có nguyên nhân, chính là trực giác, nhưng cái này trực giác, thường thường chính là tu sĩ nhất cảm giác tin cậy một trong. Bất quá lúc này Mục Thanh Hà rất hiển nhiên đã là lửa giận công tâm, đâu còn quản cái gì 21, cặp mắt mang châm chọc, liền vội vàng nói, Lục sư thúc, nếu cái này, Trần Đại Sư, như vậy tự tin, có nắm chắc như vậy, vậy ta liền cùng hắn so một lần lại ngại gì. Ta Mục Thanh Hà ngược lại vẫn thật không tin, ta Huyền Trần nhất mạch, Phượng đỉnh đan cửa, khi nào chả sợ qua như vậy nhân vật nhỏ. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt trực tiếp là ngưng ngưng, nhân vật nhỏ. Lời này thật là đã là Trần Chuồng khiêu khích. Nghe vậy, Trần Phi không nhịn được khấu trừ trừ lỗ tai, nhàn nhạt nói, người nói nhảm nhiều như vậy rốt cuộc xong chưa? Nói đi, so cái gì, vậy đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi muốn so cái gì, ta tùy tiện, cũng phụng bồi. Rào rào. Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người lại là rối loạn rối loạn. Ngươi muốn so cái gì, ta tùy tiện, cũng phụng bồi. Đây không khỏi cũng quá tự tin, quá ngông cuồng chứ. Hắn thật chẳng lẽ không biết, từ thành đan thánh đi ra ngoài luyện đan sư, là thật lợi hại. Đây chính là đan đạo thánh địa à. Cho dù là Trần Phi đối với mình tự tin đi nữa, có thể hắn vậy thì không thể ở bất kỳ lãnh vực, cũng vững vàng áp chế, thắng được Mục Thanh Hà. Bởi vì nhân vô thập toàn, luôn sẽ có không am hiểu phương diện. Huống chi, hắn có thể hay không có tư cách thắng nổi Mục Thanh Hà, cái này từ thành đan thánh tới đại sư, cái này cũng còn là một dấu hỏi, là vấn đề. Cuồng ngông rốt nát, tự cao tự đại, gặp Trần Phi lại dám nói ra loại này không giới hạn cuồng ngôn. Vậy Lý Huân Nhi không nhịn được bĩu môi, châm chọc nói. Nàng mặc dù không thích Mục Thanh Hà, nhưng mà, liền nàng như vậy đan đạo thiên tài nhỏ nhưng không khỏi không thừa nhận, Mục Thanh Hà đan đạo thiên phú rất lợi hại, làm người ta khuất phục. Cái này vô danh không khí, cũng không biết từ đâu xuất hiện tự cao tự đại hạng người, tuyệt không thể nào là hắn đúng. Đây là không nghi ngờ chút nào. Người này không khỏi vậy quá tự phụ liền chứ. Thanh Hà giàu gì cũng là một vị tinh vương cấp luyện đan sư, chẳng lẽ hắn không biết? Hiền Vương Lý Sùng Sơn thật sâu nhíu mày, vào thời khắc này cũng là cảm thấy Trần Phi người này thật là quá ngông cuồng, cuồng không bên không tế. Dẫu sao coi như bỏ ra tuổi tác không tính là, một vị tinh vương cấp luyện đan sư, ở nơi này kiềm nam cổ quốc nội địa vị, tầng thứ, cũng là tuyệt không thua gì với một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật bao nhiêu. Cho nên, hắn Trần Phi dựa vào cái gì như vậy cuồng ngông? Tùy tiện so cái gì, người phụng bồi đúng không? Nghe vậy Mục Thanh Hà cũng là ánh mắt có chút hung ác đứng lên, cảm giác giống như là bị Trần Phi làm nhục, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, được, rất tốt. Tốt vô cùng, ta Mục Thanh Hà cũng coi là tự nhận là gặp qua một ít bộ mặt thành phố, có thể giống như ngươi như vậy tự cao tự đại, không biết cái gọi là người, thật vẫn là lần đầu tiên gặp. Được, chỉ cần ngươi có bản lãnh thắng nổi ta, tự phế đôi, quỳ xuống đất dập đầu 100 cái. Kêu 100 tiếng ra ra ta tuyệt không hàm hồ. Coi như đem âm hà linh thể bé gái nhường cho ngươi chữa trị, đều có thể. Âm hà linh thể bé gái. Mọi người ngẩn người, ánh mắt lại ngưng ngưng, đó là cái gì? Chớ nói nhảm, nhanh lên định so cái gì đi. Vô luận ngươi chọn cái gì, cũng là ta thắng. Ngoài ra, ngươi phải hiểu rõ một chuyện. Một, đó cũng không phải là âm hà linh thể. Hai, chữa bệnh cứu người là bọn họ đi cầu ta. Mà không phải là ta đi cầu bọn họ, bây giờ, bọn họ đã bỏ lỡ sẽ, hiểu không? Trần Phi thản nhiên nói. Cùng lúc đó, xa xa hai đạo thân ảnh sắc mặt trực tiếp là biến đứng lên. Hơn nữa cái này hai đạo thân ảnh còn không phải là người khác,
chính là vậy Hạo Biển Tông cự đầu Nộ Hùng Vương, cùng với con gái hắn La Thiên Linh. Lấy bọn họ thân phận, chỉ cần bị Hiền Vương Lý Sùng Sơn biết bọn họ là ở nơi này ngày nay cổ thành bên trong, liền quả quyết không có khinh thường, không mời chi lý do. Mà lúc này Trần Phi nói, bỏ mặc Minh không rõ ràng, rơi vào bọn họ tai tựa hồ cũng là hướng về phía bọn họ tới. Hừ, La Thiên Linh không nhịn được sắc mặt kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, nói châm chọc thật là buồn cười. Chết đến nơi rồi cũng còn không quên tiếp tục mạnh miệng sao. Bằng ngươi loại này tên lường gạt cũng muốn cùng Thanh Hà Đại Sư đấu, không biết cái gọi là. Ta chờ xem ngươi bị phế đôi, xấu hổ mất mặt đây. Được rồi, Thiên Linh chớ nói. Im miệng, Nộ Hùng Vương nghe vậy thần sắc liền lộ vẻ được lúng túng, phức tạp rất nhiều. Cả ngày hôm qua, Mục Thanh Hà đều ở đây là hắn tiểu tôn nữ làm việc, có thể loại tràng cảnh đó nhưng ở hắn mắt giống như là con ruồi không đầu vậy, căn bản là giống như là đang làm không công. Hắn tuy nói là bệnh cấp loạn đầu y, nhưng vẫn là không có mất lý trí, cự đầu cấp nhân vật, dầu gì nhãn lực sức lực vẫn là ở đó, vậy chính vì vậy, hắn trong lòng bây giờ mặt cái loại đó bất an mới không khỏi được nồng hơn liệt, sâu hơn. Nếu như trận chiến này Mục Thanh Hà thua, Trần Phi thắng, chứng minh bọn họ trước hoàn toàn là nhìn lầm rồi, đã chọn sai người, cái này nên làm thế nào cho phải, nên làm cái gì? Chữa bệnh cứu người là bọn họ đi cầu Trần Phi, mà không phải là Trần Phi đi cứu bọn họ. Lời này chẳng lẽ không phải là nói cho bọn họ hai cha con nàng nghe sao? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Mục Thanh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, châm chọc cười nói, nghe. Nếu ngươi như thế tự tin, tốt lắm, ngươi có dám cùng ta đấu? Đấu? Tất cả mọi người ngẩn người, không hiểu cái này đấu, kết quả là cái gì quỷ? Chỉ có Hiền Vương Lý Sùng Sơn, Lý Huân Nhi, cùng với hiện trường một số ít luyện đan sư sau khi nghe, đều là ánh mắt lập tức ngưng đứng lên, chợt thầm thở dài nói, đấu. Cái này Mục Thanh Hà thật đúng là thật là sâu lòng à. Luyện đan sư giữa tỷ đấu từ trước đến giờ có hai loại giải thích. Đấu võ đấu. Đấu võ, chính là súng thật đạn thật so luyện đan, thô bạo thẳng thừng, người ngoài nghề cũng có thể biết ai thắng ai thua. Có thể trực tiếp luyện đan còn có một vấn đề, đó chính là dễ dàng phân tâm, có thể sẽ thất bại. Nhưng vô luận đẳng cấp gì luyện đan sư, chỉ cần là luyện đan thất bại, bỏ mặc người ngoài làm sao xem, vô luận thắng thua hay không, trên mặt bọn họ tổng hội làm khó dễ. Chính vì vậy, cũng vì một ít luyện đan sư giữa phân tranh thật ra thì vậy không tới cái loại đó đến nước, liền có cái này luyện đan sư bây giờ, đấu ra đời. Đấu có bộ phận, theo thứ tự là thức tài, tinh luyện, giám đan. Thức tài, danh như ý nghĩa, chính là phân biệt luyện đan vật liệu. Tỷ đấu hai bên, phân biệt đem mình biết so với là thiên môn luyện đan vật liệu vẽ ra tới, hoặc là miêu tả hắn điểm chính đặc thù, để cho đối với tới nhận. Đây là khảo nghiệm luyện đan sư đối với luyện đan tài liệu nhận ra phạm vi, uyên bác trình độ kiến thức cơ bản. Tinh luyện, cũng là danh như ý nghĩa. Luyện đan vật liệu có một mặt tên là, khổ lá sừng rồng cây, đồ, tinh luyện độ khó vô cùng làm lớn, có thể so với một ít thượng cổ thánh dược, làm người ta tiêu đầu khó khăn ngạch. Bất quá, hết lần này tới lần khác vật này lại là số lượng rất nhiều, khắp nơi đều là. Cho nên càng về sau, đấu làm, tinh luyện, liền dần dần biến thành lấy vật này tới thành tựu thực chiến tiêu chuẩn. Ai có thể làm được đem cái này khổ lá sừng rồng cây tinh luyện càng tốt, liền thắng. Còn như vậy sau cùng giám đan, thì muốn thoáng phức tạp chút, cần đấu hai bên hai người ngươi, một người luyện ra một viên thuốc, đối phương tới đoán thuốc này phẩm cấp, hiệu quả, nói vượt cặn kẽ, vượt chính xác. Liền thắng. Vậy mà nói đấu rất dễ dàng xuất hiện huề tình trạng. Bởi vì luyện đan dược liệu vật này, trừ phi là chân chánh tông sư, nếu không ai dám nói có thể phân biệt thiên hạ, cái gì luyện đan vật liệu đều biết. Cứ như vậy, vậy chỉ cần đem vậy thiên môn cổ tịch làm hiếm thấy luyện đan dược liệu tuôn ra tới, ai cũng không đoán được, vậy coi như là huề. Mà dưới tình huống này, thứ bánh xe, dám đan khâu, người nào thắng, ai liền thắng toàn bộ. Mà đây đối với Mục Thanh Hà mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại ưu thế. Là hắn cường hạng. Hắn cơ hồ từ nhỏ chính là ở thành đan thánh lớn lên, bảo bối gì, đan dược không gặp qua. Cho nên vô luận là hắn kiến thức uyên bác trình độ, vẫn là nhãn lực sức lực đều rất hiển nhiên tuyệt đối sẽ so Trần Phi lợi hại rất nhiều. Mà đây cũng đã là người thắng hai, nắm vững thắng lợi. Hơn nữa huống chi, Mục Thanh Hà thành tựu tinh vương cấp luyện đan sư. Lên bản lãnh khẳng định cũng là không giả,
người phải nói hắn tinh luyện năng lực thắng không nổi Trần Phi, ai tin. Cho nên, cái này đấu vừa ra, hắn căn bản là đã thuộc về nơi bất bại. Không thể nào có bất kỳ bất ngờ, thắng chắc. Đi theo vậy Lý Sùng Sơn trực tiếp là lắc đầu một cái, không đúng Mục Thanh Hà thắng lợi ôm có bất kỳ nghi ngờ nào. Như thế nào, đấu, ngươi dám cùng ta tới sao? Mục Thanh Hà khiêu khích nhìn Trần Phi, châm chọc hỏi. Bắt đầu đi, có thể đáp lại hắn nhưng là Trần Phi thanh âm nhàn nhạt, giống như là căn bản không để ý mình thất bại như nhau, không đúng, hoặc giả là hắn căn bản cũng không cho rằng mình thất bại, mà là cảm thấy, hắn sẽ thắng. Thằng nhóc này kết quả là từ đâu ra tự tin và chắc chắn. Thấy tình cảnh này vậy Lý Sùng Sơn lại không khỏi thật sâu nhíu mày một cái, ở hắn xem ra, Trần Phi thái độ theo biểu hiện thật sự là quá kỳ quái, làm hắn không biết nên nói cái gì, không nghĩ ra. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như vậy. Nhưng có một người là ngoại lệ. Nộ Hùng Vương ngưng trọng ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú Trần Phi, quan sát hồi lâu, cuối cùng tâm tư đại loạn, tự lẩm bẩm, từ đầu đến cuối, hắn lại có thể cũng chưa từng khẩn trương qua, quá bình tĩnh, quá trấn định. Chẳng lẽ hắn thật có lớn như vậy tự tin? Vẫn là nói, là ta sai rồi. Có đôi lời kêu một bước bước xéo bước sai. Nếu như hắn thật lựa chọn sai rồi, nên làm thế nào cho phải, hắn là thật không biết nên làm gì bây giờ. Ai? Hừ, gặp Trần Phi lại từ vậy tiêu sái tư thái lên thắng được mình một nước, Mục Thanh Hà xanh mặt, lạnh lùng nói, lục sư thúc cái này bên trong phủ đệ có chuyên môn luyện đan phòng, đi thôi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi không nhanh không chậm đứng lên, đi theo sau lưng hắn đi tới một tòa hơi có vẻ vắng vẻ luyện đan phòng đình viện. Nơi này vô cùng là yên lặng. Cổ thụ tang thương, chi củ cải nghèo kiện có lực, dưới đất hàm chứa hùng hậu hỏa lực. Không ra ngoài dữ liệu, đây cũng là xây ở một tòa ngọn lửa địa mạch trên. Không hổ là Hiền Vương Phủ, thật là lớn bút sao. Mà những cái kia bây giờ đêm tới tham gia Hiền Vương Lý Sùng Sơn thọ yến các phe khách mời, cũng là đầu người toàn đầu tích tụ tới. Như vậy tỷ đấu, luyện đan sư giữa mâu thuẫn, náo nhiệt như vậy, bọn họ như thế nào bỏ qua? Đây là... Vậy Lý Sùng Sơn con ngươi nhanh tránh, đột nhiên đứng ra, nói, hai vị, nếu là đấu, vậy tổng được có cái người chứng kiến. Các người nếu là không ngại, ta tới làm cái này người chứng kiến, như thế nào? Lục sư thúc ngài tự nhiên hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm. Mục Thanh Hà hăm hở cười to nói, còn quan sát một chút Lý Sùng Sơn sau lưng Lý Huân Nhi, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hiện ra dòm ngó, vẻ tham lam. Người này là thật làm người ta ghét. Cảm nhận được Mục Thanh Hà ánh mắt kia, Lý Huân Nhi thân thể mềm mại giãy giụa một chút, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, hết sức chán ghét lẩm bẩm nói. Sát theo chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại có thể sinh ra một loại muốn gặp Trần Phi thắng ý niệm. Người này tuy vậy ghét, rốt nát tự đại, có thể tóm lại vậy vẫn là so Mục Thanh Hà khá hơn một chút. Có lẽ, nếu là hắn có thể thắng là tốt, Lý Huân Nhi tự mình lẩm bẩm, vểnh lên trước mềm môi. Nhưng sau đó nàng liền nhẹ giọng lắc đầu tự giễu vậy cười một tiếng, bỏ đi vậy ý niệm. Mục Thanh Hà như thế lợi hại, hơn nữa cái này so với vẫn là hắn vô cùng am hiểu đấu, có thể nói đã đứng ở nơi bất bại, Trần Phi không thể nào biết thắng được, một chút hy vọng cũng không có. Được rồi, ta không thành vấn đề. Lúc này, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, nói. Người chứng kiến, nói thật, thật ra thì loại vật này hắn là cảm giác căn bản cũng không cần. Bởi vì hắn tùy tiện nhiều lần cũng có thể tùy tiện nghiền ép đối phương, cái này còn cần gì người chứng kiến. Đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Hiền Vương Lý Sùng Sơn ánh mắt lãnh liệt đảo qua mọi người tại đây, chợt bình tĩnh nói, hiện tại bắt đầu đấu tràng thứ nhất, thức tài. Các người mỗi người suy tính một chút, sau đó đem nghĩ tới luyện đan vật liệu vẽ xuống tới, lại đánh dấu háo danh gọi, hiệu quả, lai lịch, sau đó đem giao cho ta, làm tiếp nhận. Dứt lời. Hắn trực tiếp là vung lên nhận ra hai cuốn ố vàng đổi cuốn theo tờ giấy. Trần Phi và Mục Thanh Hà một người một bộ. Trên bức họa họa đồ, trên tờ giấy viết tên, hiệu quả, lai lịch, được rồi, hiện tại bắt đầu đi. Vậy Lý Sùng Sơn thản nhiên nói. Vèo, Mục Thanh Hà trực tiếp là dương một chiêu, một tầng rực rỡ lam quang đem hắn bao vây, người bên ngoài căn bản là không thấy rõ hắn ở bên trong làm gì. Dĩ nhiên. Đây chẳng qua là nhằm vào lớn thiên vị cảnh giới trở xuống nhân vật. Bởi vì Mục Thanh Hà hôm nay cảnh giới tu vi, chính là mới vào đại thiên vị. Rất nhanh, vậy lam quang liền tản đi.
Lục sư thúc, xin cầm lấy. Mục Thanh Hà một mặt cười nhạt đem mình xài cuốn, tờ giấy, giao cho Lý Sùng Sơn. Chợt hắn lại nhìn hướng Trần Phi khinh miệt nói, ngươi làm sao còn không bắt đầu? Sợ sao? Ngươi bớt tranh cãi một tí không ai coi ngươi là người câm, biết không? Trần Phi quét hắn một mắt, thản nhiên nói, tức giận Mục Thanh Hà trực tiếp là ngứa răng. Rồi sau đó liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm cái gì, miệng lưỡi bén nhọn, ta không nói lại ngươi, bất quá, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút đi. Trần Phi quét hắn một mắt, dương lên, màu tím nhàn nhạt hà thải đem bao vây. Trong nháy mắt, Hiền Vương Lý Sùng Sơn cùng với Nộ Hùng Vương La Hùng ánh mắt đều là hơi rụt một cái. Gia Gia, người thế nào? Giống như là phát hiện được Gia Gia mình không thoải mái, vậy Lý Huân Nhi nghi ngờ hỏi. Ách, không, không việc gì. Hiền Vương Lý Sùng Sơn con người rụt trở về, quét mắt một bên đang hướng về phía đắc ý cười khẽ Bách Hiểu Cung ông già. Môi ngọa nguậy, nói, thằng nhóc này kết quả người nào? Ta lại có thể không nhìn thấu vậy mây tím màn hào quang. Phải biết hắn Hiền Vương Lý Sùng Sơn nhưng mà uy tín lâu năm huyền thiên vị nhân vật, thực lực bực nào cường hãn. Trước Mục Thanh Hà lấy ra vậy màn hào quang, hắn cơ hồ là một mắt liền nhìn thấu, nhưng bây giờ đến Trần Phi cái này, hắn cư, lại có thể hoàn toàn không nhìn thấu, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ thằng nhóc kia là cùng hắn một cấp bậc cao? Cái này, đây không phải là chứ? Làm sao có thể? Ngươi đoán, Bách Hiểu Cung ông già giống vậy môi giật giật, nhưng tức giận Hiền Vương Lý Sùng Sơn ngứa răng, hắn đoán, cái này làm cho hắn làm sao đoán à? Cái gì cũng không biết. Cùng trong chốc lát, Nộ Hùng Vương La Hùng cũng là và Lý Sùng Sơn có giống nhau cảm thụ. Hắn vậy không nhìn thấu Trần Phi làm ra cái này từ tiêu màn hào quang. Rất nhanh, Trần Phi cây chống đỡ vậy màn hào quang cũng là tản ra. Trần Phi đem tranh kia tốt bức họa, cùng với viết xong tờ giấy giao cho ánh mắt phức tạp Hiền Vương Lý Sùng Sơn. Đây là ta. Hiền Vương Lý Sùng Sơn thật sâu nhìn Trần Phi, giống như là muốn đem Trần Phi nhìn thấu. Đáng tiếc, Trần Phi vững vàng và chấn định nhưng là hắn có chút không nghĩ tới. Ở hắn nhìn chăm chú làm, Trần Phi giống như là đại hải vậy bình tĩnh, không hề bận tâm. Đối mặt người như vậy khí độ, ngược lại là hắn mình có chút trước không chịu nổi. Rồi sau đó liền gặp Hiền Vương Lý Sùng Sơn cặp mắt híp một cái, quay người, cùng chung cầm lên Trần Phi, Mục Thanh Hà hai người bức họa, mặt không cảm giác hỏi, hai người người ai tới trước nhận ra đối phương bức họa vật. Ta tới trước đi, Mục Thanh Hà không chút do dự đứng dậy, chỉ cao khí ngang, tự tin mười phần, cười lạnh châm chọc Trần Phi nói, nhìn cho thật kỹ. Làm ta nhận ra ngươi phía trên này luyện đan vật liệu ở một chớp mắt kia, ngươi cũng đã thua. Chuẩn bị xong nhận trừng phạt đi. Nói nhảm đừng nhiều như vậy, nếu không chỉ biết lộ vẻ được ngươi rất ngu ép, biết không? Trần Phi mí mắt đưa lên một chút, nhàn nhạt nói, trực tiếp là làm Mục Thanh Hà sắc mặt cứng ngắc, tức chết đi được. Bàn về miệng lưỡi công phu, 100 cái hắn cũng không làm nổi Trần Phi một sợi lông tơ, không phải một tầng thứ. Dĩ nhiên. Cái này cái quỷ gì đấu, vậy đồng dạng là như vậy. Hừ. Mục Thanh Hà nặng nề hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi, xanh mặt đi lên phía trước, mới Lý Sùng Sơn bên trong nhận lấy vậy Trần Phi vẽ luyện đan vật liệu bức họa, thô bạo đem triển khai mở. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt cũng híp một cái, hướng vậy trên bức họa nhìn. Tuy nói cái này cũng không phải là chuyện của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn sẽ thật là tò mò, Trần Phi biết vẽ cái gì đồ ở đó trên bức họa. Bọn họ sẽ không biết đâu. Chỉ gặp vậy trên bức họa, là một viên cỡ quả đấm, tản ra dị quang trái cây. Trái cây này nhìn như hư hư ảo ảo, giả bộ phận giống như là bóng dáng, thiêu đốt màu đen liệt diễm, thật bộ phận giống như là lồi lõm nham đất, phụt ra phụt vô dị quang, hết sức quỷ dị. Đây là, liền vậy Lý Sùng Sơn cũng theo bản năng nhíu mày. Vật này hắn không gặp qua, có thể lại thích giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Khổ tư minh tưởng liền nửa ngày, hắn vẫn là không nhớ ra được, Trần Phi tranh này trái cây kết quả là cái gì. Liền hắn cái này 4 sao vương cấp luyện đan sư cũng không biết, Mục Thanh Hà lại là chớ nói, từ đầu tới đuôi chân mày đều là chặt nhíu. Cuối cùng, hắn lại là trực tiếp buông tha, cười lạnh nhìn Trần Phi nói châm chọc, coi là người vận cứt chó không tệ, biết chút ít thiên môn đồ. Thôi, cái này bánh xe làm ta thua, công bố câu trả lời đi. Vừa dứt lời. Lý Sùng Sơn trực tiếp là mở ra một tờ giấy, nhìn xem, chợt bừng tỉnh hiểu ra,
nói, nguyên lai là địa quỷ lưu ly quả, không tệ, ta nhớ ra rồi, đây là quỷ thành đồ, cũng đích xác là dáng vẻ như vậy, không trách ta trong chốc lát không nhớ ra được. Một tour này coi là Thanh Hà thua, tiếp theo, người tới đoán chứ. Lý Sùng Sơn kinh nghi nhìn Trần Phi nói, không nghĩ tới Trần Phi lại còn biết quỷ thành, quỷ tộc thánh quả. Cũng khó trách Mục Thanh Hà sẽ không biết. Dẫu sao bọn họ những công việc này người, trừ truyền thuyết kia nuôi quỷ sư bên ngoài, ngoài ra đều là khó khăn một chút mới có thể có sẽ tiếp xúc tới quỷ tộc. Cho nên Mục Thanh Hà một tour này, thua không oan uổng. Địa quỷ lưu ly quỷ là Trần Phi mới từ quỷ thành bên trong lấy được, bây giờ bị hắn cầm tới hiện dùng hiện học, Mục Thanh Hà cũng là hoàn toàn không còn cách nào, mù mở mắt, căn bản không biết đồ chơi này là cái gì. Loại này vật tầm thường cũng không biết, ai, thật là xem cao ngươi. Tránh ra chứ, Trần Phi nghiêng mắt quét hắn một chút, nhàn nhạt nói châm chọc. Ngươi, Mục Thanh Hà trừng mắt trợn tròn, bất quá, hắn đích xác là không biết đất này quỷ lưu ly quỷ là cái gì, vậy không nhận ra được, không thể làm gì khác hơn là âm gương mặt, phẫn hận lui sang một bên, cười lạnh nói cũng được, coi là thằng nhóc ngươi vẫn cứt chó tốt. Ta bức họa vật, ngươi nếu là có thể đem nhận ra, ta Mục Thanh Hà lập tức đem dưới đất này bùn ăn. Hừ, phải không, vậy chúc mừng ngươi, ngươi nguyện vọng cũng nhanh muốn thực hiện. Trần Phi cười lạnh cười, tức giận Mục Thanh Hà lại là ngứa răng, đây quả thực là làm hắn sắp mất thể diện vứt xuống thành đan thánh, không khỏi oán độc nói, được rồi, đừng ở chỗ này trang mô tác giảng. Cái này chàng thứ nhất, thức tài, còn cần tiếp tục nữa sao? Coi là Huệ thu chàng đi. Huệ, ngươi có phải hay không đầu óc có hỏi? Nha, đúng rồi, ngươi đầu óc đúng là có vấn đề. Dựa vào cái gì muốn Huệ thu chàng, ngươi ngu. Trần Phi châm chọc quét mắt hắn. Hướng vậy ánh mắt phức tạp hiền vương Lý Sùng Sơn đi tới. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Ta ở đó trên bức họa vật, cho dù là thành đan thánh rất nhiều các luyện đan sư, cũng không gặp được có thể có mấy người có thể nhận ra. Ngươi đừng lãng phí thời gian. Mục Thanh Hà không nhịn được nói, giọng ngược lại là càng ngày càng lớn. Ngươi vẫn là cút sang một bên đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trần Phi không nhịn được phất phất tay. Hướng hiền vương Lý Sùng Sơn nói, tiền bối, xin đem tranh kia cho ta đi. Ngươi, Mục Thanh Hà lại lần nữa tức gần chết, bất quá, hắn căn bản không tin Trần Phi có thể nhận ra hắn bức họa vật, chợt trên mặt lộ ra lau một cái âm hiểm cười nhạt, nhìn chằm chằm Trần Phi, hai tay bao bọc châm chọc, vậy ta liền xem ngươi là như thế nào mất mặt xấu hổ. Ngu si, Trần Phi châm chọc cười một tiếng. Cầm đi, cùng lúc đó, hiền vương Lý Sùng Sơn đem trong tay. Mục Thanh Hà vẽ vậy bức vẽ cuốn đưa cho Trần Phi. Trần Phi tiện tay đem mở ra. Chỉ gặp vậy trên bức họa, là một khối giống như xương thú kỳ lạ vật, trước bưng mọc như trông vậy xương cốt chồng lên nhau, lấp lánh rực rỡ, phơi bày màu tím nhạt hoặc là màu xanh thẳm. Mà xương thú kia phía sau còn có tương tự với độc giác một đống đồ, giống như là tản ra mãnh liệt chập chờn, hết sức sắc bén dáng vẻ. Vật này là gì? Hoang thú hoặc yêu thú xương? Mọi người thấy vật này đều cơ hồ ngu, cái này thì vừa vỡ xương, để cho người làm sao đoán. Trách không được Mục Thanh Hà một bộ nắm chắc phần thắng vẻ, căn bản không tin Trần Phi có thể đoán được. Đúng là, chỉ là như vậy một tấm hình, đừng nói là bọn họ, liền hiền vương Lý Sùng Sơn cũng căn bản không biết xương này kết quả là cái gì, một chút đầu mối cũng không có. Như thế nào, thấy mọi người trong một cái chớp mắt này yên lặng, Mục Thanh Hà đắc ý cười cười. Châm chọc nhìn Trần Phi lạnh nhạt nói ngươi là lãng phí thời gian còn chưa tin. Ván này coi như là Huệ thu chàng đi, coi là ta để cho ngươi, bất quá tiếp theo, ha ha. Huệ, có thể đây là Trần Phi lại đột nhiên cười một tiếng, nhìn vậy một mặt tự tin Mục Thanh Hà nghiền ngẫm nói, liền cái này ngỗi ma tượng đá dính đất, người nào không biết tại sao phải Huệ thu chàng. Ngươi, cái này, Mục Thanh Hà nhất thời như bị sét đánh, cặp mắt trợn to. Không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, hắn làm sao có thể sẽ biết. Cái này không thể nào. Ngỗi ma tượng đá dính đất, mà ở Trần Phi đã đem câu trả lời chính xác ném đi ra, trên mặt mọi người như cũ vẫn là một phiến mờ mịt, ngỗi ma tượng đá dính đất. Đây là cái gì, bọn họ thật giống như căn bản cũng không biết. Bất quá, lúc này Mục Thanh Hà trên mặt đờ đẫn, nhưng đủ để chứng minh Trần Phi cái này câu trả lời tựa hồ là chính xác. Tất cả mọi người nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng ngưng, nếu như hắn thật đã đoán đúng, đây chẳng phải là nói, cái này vòng thứ nhất văn đấu, Trần Phi thì phải chiến thắng.
Ngỗi ma tượng đá dính đất, nhưng mà truyền thuyết kia trong có, thiên biến, danh xưng là ngỗi ma tượng đá dính đất. Ngay tại lúc này, Bách Hiểu Cung ông già đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, chợt kinh ngạc mở miệng hỏi. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, bình tĩnh trầm ổn, mây thưa gió nhẹ nói, ngỗi ma tượng đá dính đất được gọi là, thiên biến, chính là chế tạo đan thú cao nhất vật liệu. Vậy là ngươi như thế nào nhìn ra được? Đây là Hiền Vương Lý Sùng Sơn không nhịn được chen vào một câu miệng, hỏi. Còn có thể làm sao thấy được, đương nhiên là dùng ánh mắt à. Trần Phi dùng ngón tay chỉ vậy trên bức họa loãng tím, xanh thẳm hai quang, bình tĩnh nói, nhận ra cái này ngỗi ma tượng đá dính đất căn cứ chính là tiên thiên nguyên tố sắc quang. Ngỗi ma tượng đá dính đất làm trong chứa ánh sáng mặt trời mây tím, cùng với vạn tái ngọc huyền nước đá nguyên tố, cho nên mới ra đời thả ra loãng tím, xanh thẳm hai sắc ánh sáng. Được rồi, chớ nói, nhưng vào lúc này Mục Thanh Hà lại đột nhiên mặt âm trầm chợt quát lên. Trần Phi ngẩn người, chợt cười lạnh ánh mắt hướng hắn quét tới, cân nhắc nói, làm sao? Ta nói sai rồi. Nghe vậy Hiền Vương Lý Sùng Sơn khẽ cau mày, làm bộ phải đi đem Mục Thanh Hà viết tờ giấy mở ra. Lục sư thúc chờ một chút, bất quá đây là Mục Thanh Hà lập tức là đưa tay đi ngăn cản, rồi sau đó âm trầm gương mặt một cái, hướng về phía Trần Phi xui, oán độc. Lạnh lùng nói, ván này, coi như người vẫn cứ chó tốt. Rào rào, lời vừa nói ra, toàn trường oanh động. Mục Thanh Hà từ thành đan thánh tới, bản thân còn lại là một vị ba sao vương cấp luyện đan sư, bực nào lai lịch thân phận. Cho nên lúc này nếu như là hắn đã đoán đúng, mọi người còn không biết cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng bây giờ thực hiện phát triển lại cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn ngược lại. Mục Thanh Hà không đoán ra Trần Phi bức họa vật, Trần Phi. Nhưng tùy tiện liền đoán được Mục Thanh Hà bức họa vật. Đây là vận khí sao? Tại chỗ, có tư cách tới đây người đều là ngày nay cổ thành nhân vật có mặt mũi, đều không phải là trẻ trâu, cho nên bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng, dù là Trần Phi thật là may mắn đã đoán đúng, đây cũng không phải là vận khí. Cái này không thể nào, cái này nhất định là giả, làm sao có thể? Xa xa, Nộ Hùng Vương La Hùng con gái. La A Nhã mụ mụ mặt đầy thần sắc giống như là nuốt con chuột chết, khó khăn xem tới cực điểm, làm sao cũng không muốn tin tưởng Trần Phi lại có thể ở nơi này văn đấu vòng thứ nhất, thắng Thanh Hà Đại Sư. Cái này nhất định là ảo giác, nhất định là... Ở hắn bên người, Nộ Hùng Vương mặt đầy đắng chát, thần sắc phức tạp, hiển nhiên, hắn lúc này đã có chút tỉnh ngộ lại. Trước bọn họ làm ra lựa chọn, tựa hồ là thật sai rồi à? Thật đã đoán đúng. Vậy Lý Huân Nhi mềm môi há thật to lão đại, một mặt rung động, che miệng, không nghĩ tới cái này Trần Phi lại có thể thật đã đoán đúng. Ở nàng nhìn lại, thắng thì thắng, thua thì thua. Cái này quả quyết không vận khí gì thành phần ở bên trong, nếu không, văn đấu vòng thứ nhất, thức tài, há chẳng phải là được cười nhạo sao. Như không có Uyên Bác kiến thức mặt, kiến thức cơ bản, Trần Phi cũng không khả năng nhận ra vậy ngỗi ma tượng đá dính đất, đúng không? Không chỉ là nàng rõ ràng đạo lý này, những người khác vậy đều hiểu đạo lý này, liền Mục Thanh Hà cũng vậy. Cho nên tiếp theo, người Mục Thanh Hà sắc mặt hãy cùng chết vậy tung là giống nhau, đen giống như đáy nồi tựa như được, mặt mày xanh lét, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, oán độc nói, không sai, ngươi thật rất tốt. Ta đây muốn xem, ngươi cái này vẫn cứ chó có thể giúp ngươi kiên trì đến thứ mấy bánh xe. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, văn đấu vòng thứ hai. Ngươi tới trước ta tới trước. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu là ta tới trước nói, ngươi cũng chưa có ra sân cơ hội, cho nên. Trần Phi một mặt không nhịn được, lại thản nhiên nói, làm Mục Thanh Hà thật là tức giận răng đều mau cắn nát, hận không được nuốt Trần Phi, đem xé thành hai nửa. Bất quá hắn tựa hồ thật giống như thật sợ mình, không ra sân cơ hội. Trùng trùng hừ lạnh một tiếng, liền gặp nói nó nói. Vậy ta sẽ để cho ngươi sớm một chút thấy quan tài. Tốt rơi lệ. Mục Thanh Hà oán độc nghiêm mặt nói châm chọc, mở miệng nói chuyện, văn đấu trận thứ hai, chúng ta so tinh luyện, luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, ai tốc độ nhanh, ai tinh luyện đi ra ngoài khổ lá sừng rồng cây tinh hoa phẩm chất tốt nhất, coi như thắng. Tinh luyện khổ lá sừng rồng gốc độ khó tương đương lớn, cho nên mới bị dần liệt là cái này văn đấu vòng thứ hai, tinh luyện so đấu tiêu phối. Về phần tại sao muốn luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, mà không phải là một bụi, thật ra thì cái này cũng rất dễ dàng hiểu. Quang chẳng qua là một bụi khổ lá sừng rồng cây mà nói,
mặc dù tinh luyện độ khó, nhưng đây cũng không phải là chuyện rất khó khăn tình. Chỉ cần mài đủ đầy đủ thời gian, căn bản là vẫn có thể thành công. Mà nếu là muốn luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, cái này cũng không giống nhau. Cái này tựa như cùng chạy bộ như nhau, ngắn chạy là so đấu lực bộc phát, chạy đường dài, chính là so đấu năng lực tổng hợp. Cái này văn đấu dĩ nhiên không thể chỉ so với hợp lại lực bộc phát, năng lực tổng hợp, mới là trọng yếu nhất. Đem đồ vật mang lên đi. Đây là, Hiền Vương Lý Sùng Sơn vung tay lên, thì có hai người phân biệt kéo một mặt mâm đi lên. Ở đó trên khay, mỗi người chứa ba bụi cây giống như là nát vụn rơi rễ cây giống vậy đồ. Đó chính là khổ lá sừng rồng cây. Những thứ này, chính là chờ lát nữa hai người muốn luyện hóa khổ lá sừng rồng cây. Có cần hay không kiểm tra một chút? Vậy Lý Sùng Sơn nói. Không cần, Trần Phi tùy tiện nhìn lướt qua, liền lắc đầu một cái. Hắn nhãn lực sức lực cũng không tệ lắm, liếc mắt một cái liền nhìn ra, vậy sáu bụi cây khổ lá sừng rồng cây cũng là bình thường đồ, không vấn đề gì. Vậy thì bắt đầu đi, chàng thứ nhất là Thanh Hà ngươi tới trước. Hiền Vương Lý Sùng Sơn quét mắt Mục Thanh Hà, nói. Ta tới trước đi, Mục Thanh Hà tự tin cười lạnh cười, một bên đứng ra, vừa nhìn chằm chằm Trần Phi nói châm chọc, coi được. Hôm nay, liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là bộ mặt thành phố. Thật ra thì hắn sở trường nhất kỹ thuật một trong, chính là cái này tinh luyện luyện đan vật liệu. Bởi vì từ hắn còn nhỏ bái nhập sư tôn Huyền Trần môn hạ sau đó, liền một mực là đảm nhiệm thiêu hỏa đồng tử nhân vật. Sau đó từ từ tấn thăng, đến Huyền Trần đại sư luyện đan lúc giúp hắn trợ thủ, cho nên hắn cả đời này chính giữa đã không biết tinh luyện nhiều ít luyện đan tài liệu. Có câu nói quen thuộc có thể sinh đúng dịp, hắn Mục Thanh Hà bây giờ tình huống, đó là có thể giải thích cái này bốn chữ thành nữ điển hình. Nghĩ đến đây, hắn Mục Thanh Hà lại là tự tin từ trong lòng tới, hào khí can vân, nói, hôm nay, coi là các người vận khí tốt. Ta sẽ để cho các người kiến thức một chút. Cái gì gọi là nhất tâm tam dụng? Oanh, dứt lời gian, một đoàn ngọn lửa lăng không đem vậy một cái khay chính giữa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây cũng cuốn lại, cuốn vào cách đó không xa vậy một lò luyện đan bên trong. Thấy tình cảnh này mọi người tại đây cũng trực tiếp là oanh động. Ta siết cái hích, nhìn trận này chiến đấu, cái này Mục Thanh Hà không hổ là muốn cùng lúc luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, nhất tâm tam dụng đi. Không hổ là ba sao vương cấp luyện đan sư, cái này tự tin, thật đúng là tiêu vẩy à. Đúng vậy, ta nghe nói cái này khổ lá sừng rồng cây tinh luyện độ khó vốn là lớn, có thể cái này Thanh Hà đại sư vẫn là có tự tin nhất tâm tam dụng, đồng thời tinh luyện, luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, thật là lợi hại à. Ta phải nói, Thanh Hà đại sư một tour này hẳn là thắng chắc chứ. Ví dụ như loại này tiếng nghị luận, mọi người trực tiếp là rối loạn. Vốn là, Mục Thanh Hà thành đan thánh tới, ba sao vương cấp luyện đan sư thân phận, lai lịch dọa người, thân phận tôn quý, cái này thì rất tự nhiên sẽ làm đông đảo tân khách theo bản năng nghiêng về hắn. Mà bây giờ, Mục Thanh Hà lại bỏ lại như vậy cường tráng tiếng nói hào ngôn, muốn nhất tâm tam dụng, đồng thời luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, dĩ nhiên là càng bác mấy phần con mắt. Dám tiêu sái như vậy, uy phong, theo lý thuyết như thế nào đi nữa cũng sẽ có mấy phần con đường mới đúng chứ. Bất quá, đối với lần này Hiền Vương Lý Sùng Sơn nhưng có chút khẽ cau mày. Nhất tâm tam dụng, đồng thời luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, đây đối với Mục Thanh Hà cái này ba sao vương cấp luyện đan sư mà nói, tuy nói cũng không phải không làm được, nhưng cái này cũng có phần quá hết sức lông bông, quá khinh địch, không phải sao. Tinh luyện, luyện hóa khổ lá sừng rồng gốc độ khó vốn là lớn, hơn nữa văn đấu vòng thứ nhất, thức tài, hắn cũng còn thua. Mà bây giờ hắn nhưng như vậy hết sức lông bông, đúng là ngu à. Nhưng hôm nay lòng tự tin ở trên, cảm giác mình rất tuấn tú Mục Thanh Hà cũng sẽ không lại lần nữa cân nhắc ngươi những thứ này. Chỉ gặp một mặt khinh miệt quét mắt Trần Phi, liền dậm chân ra, bắt đầu luyện hóa vậy bên trong lò luyện đan ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây. Bất quá, rất nhanh hắn sắc mặt cũng có chút khẽ biến đứng lên. Phịch, 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 đùng đùng. Chỉ gặp vậy bên trong lò luyện đan dần dần là vang lên không đều đều chói tai vang động, thời gian, còn mang không rõ ràng khói đen phiêu nhiên nhi xuất. Mọi người sau khi thấy được đều là ngẩn người. Mục Thanh Hà lại là như vậy, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó trực tiếp là có chút luống cuống. Bá, hắn vội vàng hất tay một cái,
câu động trước linh khí đem vậy bên trong lò luyện đan trong đó một bụi khổ lá sừng rồng cây kéo ra ngoài. Mà lúc này, vậy khổ lá sừng rồng cây thì đã là bề mặt nám đen một phiến, gồ ghề, cái này. Đơn giản là thiếu chút nữa không bị hủy diệt. Phốc suy, thấy tình cảnh này Trần Phi không nhịn được cười lớn, nói châm chọc này, đây chính là ngươi muốn cho chúng ta kiến thức. Ừ, người đây là thật mạnh, lợi hại, phốc suy ha ha, ha ha ha, thật là cười ngạo. Không chỉ là Trần Phi, những người khác lúc này trên mặt cũng là biệt được tăng đỏ lên. Thậm chí còn có người trốn tới xó xỉnh trong khu trộm cười. Thực vậy, nói thật, cái này Mục Thanh Hà có thể đem một bụi sắp bị hỏng khổ lá sừng rồng cây mò ra, ngón này, thật ra thì vẫn là có chút trình độ, coi là lợi hại. Nhưng là, hết thảy các thứ này và hắn trước như vậy tiêu vẩy, đẹp trai như vậy phát ra lời nói hùng hồn kết hợp với nhau sau đó, liền thật sự là có chút tức cười. Làm người ta không nhịn được buồn cười. Phốc suy, ha ha, ha ha ha. Trong nháy mắt, thấy tình cảnh này, giống như là cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến ánh mắt giống như là kim châm như nhau, Mục Thanh Hà sắc mặt cơ hồ là ngay tức thì liền biến, vô cùng âm trầm, vô cùng xanh mét, hãy cùng nuốt một cái con chuột chết như nhau, như vậy khó chịu. Nhưng không thể không nói, làm một vị ba sao vương cấp luyện đan sư, cái này Mục Thanh Hà vẫn là hơi có chút tài nghệ. Chỉ gặp hắn cố nén muốn đem Trần Phi tháo ra tám khối, sống chết sống lột xung động, cứng rắn là cưỡng ép làm mình chấn định lại. Tiếp tục nhất tâm nhị dụng, tinh luyện, luyện hóa bên trong lò luyện đan vậy còn lại hai bụi cây khổ lá sừng rồng cây. Rất nhanh, ước chừng gần nửa nén hương sau đó. Một đoàn tản ra thanh u dị hương màu nâu chất lỏng, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mục Thanh Hà xanh mặt đem chất lỏng kia lấy ra ngoài, lại đem trong tay vậy cuối cùng một bụi mau bị hỏng khổ lá sừng rồng cây lấy ra, ném vào bên trong lò luyện đan, bắt chước làm theo. Chỉ chốc lát sau thời gian, lại là một đoàn tản ra thanh u dị hương màu nâu chất lỏng bị hắn tinh luyện, luyện hóa đi ra. Bất quá cái này một đoàn màu nâu chất lỏng nhưng rõ ràng phẩm chất kém cỏi, đục ngầu vậy không thiếu, cho người cảm giác liền hết sức kém. Thấy tình cảnh này Mục Thanh Hà lại là sắc mặt khó xem, len lén nhìn chằm chằm Trần Phi con ngươi, đỏ thắm, oán độc giống như là muốn chém người như nhau, hận không được đem Trần Phi trực tiếp chém, tháo ra tám khối. Bởi vì lúc này trong lòng của hắn cái đó khí à, nếu không phải bởi vì bị Trần Phi châm chọc nhiều, tâm tính mất thăng bằng, hắn mới vừa rồi khả năng này sẽ lỡ tay. Mà đây lỡ tay, không chỉ có làm hắn mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất, còn để cho hắn hôm nay cái này tinh luyện, luyện hóa đi ra ngoài khổ lá sừng rồng cây tinh hoa phẩm chất, rõ ràng cho thấy đổi được kém cỏi không thiếu. Có thể cái này lại không có biện pháp, là chính hắn vấn đề. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là sậm mặt lại đem vậy hai luồng khổ lá sừng rồng cây tinh hoa dung hợp một chỗ. Mà dung hợp một chỗ sau khổ lá sừng rồng cây tinh hoa, rõ ràng cho thấy đục ngầu vậy không thiếu, phẩm chất giảm xuống. Lục sư thúc, mời giám định. Mục Thanh Hà mặt âm trầm đem vậy dung ở cùng đi khổ lá sừng rồng cây tinh hoa đưa đến Lý Sùng Sơn trước mặt, để cho nó giám định phẩm chất. Hiền vương Lý Sùng Sơn vừa là lần này văn đấu người chứng kiến. Lại là bốn sao vương cấp luyện đan sư, chút bản lãnh này còn có tư cách, vẫn phải có. Ừ, Hiền vương Lý Sùng Sơn mặt không cảm giác nhận lấy khổ lá sừng rồng cây tinh hoa, vậy không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng cúi đầu giám định đứng lên. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn ngẩng đầu đáng tiếc nói, thời gian, 2/5 nén nhang, phẩm chất, 77%. Có chút đáng tiếc, Thanh Hà ngươi nếu là có thể đơn độc tinh luyện vậy ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây. Nói không chừng phẩm chất có thể lên thăng tới 80% trở lên. Đối với bất kỳ một người nào luyện đan sư mà nói, có thể đem cái này khổ lá sừng rồng cây tinh luyện tới phẩm chất 80% trở lên, đây tuyệt đối là một cái rất ưu tú thành tích, rất nhiều uy tín lâu năm vương cấp luyện đan sư cũng không làm được. Mà bây giờ, tuy nói Mục Thanh Hà không đạt tới phẩm chất 80% loại trình độ đó, có thể cái này phẩm chất 77%, vậy vẫn là coi là hết sức ưu tú. Hết sức thành tích kinh người. Dẫu sao cái này Mục Thanh Hà tinh luyện, luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây trong quá trình, là có không may xuất hiện, có vấn đề nhỏ. Nhưng dưới tình huống này Mục Thanh Hà vẫn có thể cầm ra như vậy thành tựu, nói thực, không hổ là hắn vậy ba sao vương cấp luyện đan sư thân phận. Phẩm chất 77%, mà Mục Thanh Hà nghe được Hiền vương Lý Sùng Sơn mà nói, sắc mặt cuối cùng là đẹp mắt mấy phần. Bởi vì hắn dĩ nhiên biết phẩm chất 77%,
điều này đại biểu cái gì, ít nhất, ở hắn xem ra cái này dùng để thắng Trần Phi, là tuyệt đối không vấn đề gì. Nghĩ đến đây, tự tin trở về, sức trở về, có cảm giác mình rất tuấn tú. Mục Thanh Hà trên mặt hiện ra châm chọc vẻ, hướng Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói, như thế nào? Tuy nói nửa đường ra chút bất ngờ, bất quá vậy thì làm ta Mục Thanh Hà là để cho ngươi, lại ngại gì? Nếu không dứt khoát đừng so, ngươi trực tiếp nhận thua thôi, phẩm chất 77%, ngươi còn muốn thắng. Vậy nụ cười châm chọc, vậy châm chọc giọng, không một không hiện lộ, Mục Thanh Hà căn bản không cho rằng Trần Phi có thể vượt qua hắn thành tích này. Có thể đem cái này khổ lá sừng rồng cây tinh luyện tới phẩm chất 77%, ở hắn xem ra đã coi như là không tệ. Vậy mà nói, một sao hai sao vương cấp luyện đan sư, muốn làm đến loại trình độ này đều rất khó khăn. Cho nên, ở hắn xem ra, Trần Phi bây giờ đã là nhất định phải thua. Nhưng mà, nghe gặp hắn cái này ham hở giễu cợt, Trần Phi nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, liền nói, người tài nghệ này vậy không biết xấu hổ tới khoe khoang, thật là cũng không ngại xấu hổ mất mặt à. Ngươi nói gì sao? Mục Thanh Hà sắc mặt cứng đờ, trừng mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt, tràn đầy tức giận cùng sát ý. Bất quá! Cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ hắn cũng không khả năng làm chuyện gì khác thường tình tới, không thể làm gì khác hơn là âm gương mặt, cười lạnh nói còn muốn sắp chết vùng vẫy sao. Tốt lắm, ta tác thành ngươi. Ngươi nếu có thể đem cái này ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây tinh luyện đến phẩm chất 75%, không, cho dù là phẩm chất 73%, ta liền đem cái bàn này ăn. Như thế nào? Phẩm chất 75%. Phẩm chất 73%. Nói trắng ra, hắn cái này thật ra thì hoàn toàn chính là xem thường Trần Phi. Cho nên nghe vậy, Trần Phi yên tĩnh quét hắn một mắt, đột nhiên nói, vậy phải nói như vậy, người có phải hay không có vật gì còn không có ăn? Có vật gì còn không có? Ngươi, ngươi, hừ, Mục Thanh Hà đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó diễn cảm ngay tức thì cứng đờ, sắc mặt âm lãnh, nóng nảy đỏ lên. Trước hắn có lập được qua lời nói hùng hồn. Nếu là Trần Phi có thể đem hắn bức họa vật đoán được, hắn liền ăn dưới chân bùn. Đây vốn là đùa giỡn, thẳng thừng chút nói, chính là nói ra ra vẻ. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin Trần Phi có thể nhận ra ngỗi ma tượng đá dính đất. Có thể thực tế hết lần này tới lần khác cảm động. Trần Phi không chỉ có biết ngỗi ma tượng đá dính đất, còn thuộc như lòng bàn tay, so hắn cũng rõ ràng. Cứ như vậy, hắn trước vậy lời nói hùng hồn liền rất tự nhiên thành cười nhạo. Ăn bùn, làm trò đùa, hắn Mục Thanh Hà thân phận bực nào tầng thứ, đâu có thể nào ăn cái gì bùn. Có thể hết lần này tới lần khác lời này là hắn tự nói, ngoài dặm không phải là người. Đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm, ta thành tích bây giờ đang ở cái này, có bản lãnh, ngươi làm cho ta cái phẩm chất 77% trở lên khổ lá sừng rồng cây tinh hoa thử một chút à. Ta phải nói, ngươi không bản lãnh kia chứ. Mục Thanh Hà một đỏ mặt lên xé ra đề tài. Mặt đỏ cổ to nói châm chọc. Không bản lãnh kia, ha ha, đối mặt loại người này, Trần Phi vậy lười phải cùng hắn lắm mồm pháo cái gì. Bởi vì loại người này sao, chính là muốn một cái tát hung hăng tát mặt hắn lên, hắn mới có thể chân chính biết, mình kết quả là có đẹp trai hay không. Oanh! Một khắc sau, Trần Phi trực tiếp là ra tay. Dầm một tiếng, một cái hỏa xà từ trong cơ thể hắn thoát ra, là vậy xà tâm địa linh diễm. Đem vậy mâm bên trong khổ lá sừng rồng cây cho hàm liền đứng lên, rồi sau đó toàn bộ không có vào đến vậy bên trong lò luyện đan. Thấy tình cảnh này, mọi người đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó toàn cũng sôi trào lên. Một phiến xôn xao. Này, đây là tình huống gì? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn cũng muốn học trước Thanh Hà Đại Sư như vậy, nhất tâm tam dụng? Thật là buồn cười, trước Thanh Hà Đại Sư đều không có thể làm được sự việc. Hắn có tài đức gì? Lấy là mình có thể được, thật lấy là hắn là thứ gì, thật là quá hết sức lông bông. Không thể nào, nhất tâm tam dụng so nhất tâm nhị dụng độ khó liền 10 lần không dứt, hắn không thể nào thành công. Gặp Trần Phi cái này hết sức lông bông cử động, tất cả mọi người đều châm biếm. Không tin hắn có thể thành công. À ha ha ha, Mục Thanh Hà lại là lập tức cuồng cười lên, ôm bụng, đầy mặt châm chọc cùng cười nhạt. Nói, ngươi là đang bắt chước ta sao? Ý tưởng không tệ, đáng tiếc, ngươi lại không có như vậy bản lãnh. Như vậy rất nhanh, hắn nhưng không cười được. Không chỉ có như vậy, những người khác cũng vậy, trợn tròn cặp mắt,
con ngươi dần dần phóng đại, trên mặt hiện ra rung động diễn cảm. Giống như là gặp quỷ như nhau. Chỉ gặp Trần Phi cả người tiêu sái đứng ở đó, mặt không cảm giác, trước người bên trong lò luyện đan ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, có thứ tự không yên, đem vậy ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây nhanh chóng, an ổn tinh luyện, luyện hóa. Quá trình lộng lẫy và tuyệt vời. Rất nhanh, từ vậy bên trong lò luyện đan chính là tràn ra thấm vào lòng người mùi thơm lạ lùng. Mọi người ánh mắt lập tức ngưng ngưng, hướng vậy bên trong lò luyện đan nhìn, chỉ gặp vậy trong đó ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, lúc này đang bị nhanh chóng luyện hóa, trở thành từng giọt trong suốt lóe sáng chất lỏng. Được, tốt lưu loát tinh luyện thủ pháp, thấy một màn này, Hiền Vương Lý Sùng Sơn theo bản năng há miệng một cái, có chút rung động lẩm bẩm nói. Như vậy lưu loát luyện đan vật liệu tinh luyện thủ pháp, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Phốc suy mục thanh hà vậy trực tiếp là tức giận phun một cái máu, sắc mặt tái xanh, dùng vô cùng oán độc theo ánh mắt khó thể tin nhìn Trần Phi cái này không thể nào, làm sao biết. Bất quá rất nhanh, bên trong lò luyện đan vậy ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là một đoàn lóe sáng, tinh thuần không dứt tinh hoa nước thuốc. Giống như một hớp mũi nhọn lộ ra bảo kiếm, hợp với vỏ kiếm. Vô luận là cái loại đó thấm vào lòng người phân hương, hay hoặc là vậy làm người ta không chớp mắt nước thuốc ánh sáng màu, đều là làm người ta cửa bị rung động thật sâu. Cái này, kết quả này là cái gì phẩm chất tinh hoa nước thuốc? Lại có thể thần quang nội liễm. Hiền Vương Lý Sùng Sơn ngơ ngác nhìn vậy bên trong lò luyện đan nước thuốc, diễn cảm hoảng hốt. Phàm là thần quang nội liễm vật, không nghi ngờ chút nào, vậy cũng là chân chánh bảo vật. Giống như người, không kiên nhẫn, cuối cùng khó khăn thành đại khí. Cái này Trần Phi lại có thể tinh luyện ra, thần quang nội liếm, cấp bậc khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc. Cái này là giả đi. Yên lặng. Cả tòa luyện đan bên trong phòng, tất cả mọi người một phiến yên lặng. Tâm linh của mỗi người đều bị rung động ở. Tuy nói bọn họ bây giờ cũng không biết, Trần Phi cái này nhất tâm tam dụng tinh luyện đi ra ngoài khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc, phẩm chất là nhiều ít, nhưng chỉ cần bọn họ không mù, lỗ mũi không dở hết, liền nhất định là biết. Trần Phi tinh luyện ra cái này đoàn khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc, phẩm chất ít nhất có thể quăng ra Mục Thanh Hà mấy con phố. Bởi vì khu này chứa cùng chênh lệch thật sự là quá rõ ràng, không phải sao? Nhất tâm tam dụng, lại còn có thể một lần tinh luyện ra phẩm chất cao như vậy khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc. Đây đã là không phải tầm thường vương cấp luyện đan sư có thể làm được thủ đoạn. Đây quả thực bò con, quỷ phủ thần công. Thắng, thắng. Cùng lúc đó, vậy dáng người ngạo nhân Lý Huân Nhi ở thấy một màn này, cũng là mắt không chấp ngưng mắt nhìn Trần Phi, nam y mâu chính giữa rung động, thật là hoàn toàn không cần bất kỳ ngôn ngữ tới phồn thuật, liền cũng lộ ra thấy rõ. Ý nghĩa trừ ra những phương diện khác năng lực không nói, chỉ là tinh luyện bước này, Trần Phi ít nhất là hắn Lý Huân Nhi tổ sư ra bối phận, mà đây, là bực nào rung động sự việc à. Hơn nữa bây giờ còn có cái chuyện trọng yếu nhất là, Trần Phi hắn thắng. Văn đấu ba đấu hai thắng, mà hôm nay Trần Phi cơ vốn dĩ là phong tỏa thắng cuộc. Nói cách khác, hắn thắng, thắng đến từ thành đan thánh ba sao vương cấp luyện đan sư Mục Thanh Hà. Hắn, cái này, loại này có thể. Xa xa, La Thiên Linh mặt đầy hoang đường, há hốc miệng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước, nàng có thể nói là xem thường nhất Trần Phi người kia, cho rằng Trần Phi bất quá là cáo mượn oai hùng tuyết thường bân tình thế. Là tiểu nhân đắc chí, là tên lường gạt. Có thể bây giờ nhìn lại, chuyện này chưa chắc đã là như vậy. Khó khăn, chẳng lẽ nói, hắn nói có thể chữa khỏi gì trách chứng, là thật. Thanh Hà đại sư cùng với sư phụ hắn Huyền Trần đại sư, thật sai rồi. La Thiên Linh sắc mặt tái nhợt, như bị sét đánh, dần dần, trong óc nàng lóe lên một người vô cùng là hoang đường ý niệm. Mà nộ hùng vương La Hùng thời khắc này sắc mặt thì đổi được hoàn toàn đắng chát đứng lên. Là chính hắn ném đi đối với Trần Phi lựa chọn và tín nhiệm, mà bây giờ, Trần Phi nhưng dùng thực lực theo năng lực nói cho hắn, hắn La Hùng, có mắt không tròng, là một người mù. Không phải cao nhân tiền bối sao? Ha ha, mà Bách Hiểu Cung ông già Tuyết Thường Bân thấy vậy chính là cười lạnh một tiếng, không đối với Trần Phi yêu nghiệt này biểu hiện có bất kỳ bất ngờ, ngược lại, hắn còn cảm giác chuyện đương nhiên. Dẫu sao, trước Trần Phi nhưng mà ở trước mặt hắn lấy ra vương phẩm nuôi quỷ dịch như vậy thánh vật. Và vậy chế tạo vương phẩm nuôi quỷ dịch độ khó so sánh,
cái này tinh luyện khổ gì lá sừng rồng cây, nhất định chính là khoa nhi đồng, không đáng giá một đề ra. Có thể lời mặc dù nói như vậy, Mục Thanh Hà thấy một màn này vậy vẫn là thiếu chút nữa không đưa đến hộc máu. Sát theo liền gặp hắn sắc mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ hướng Trần Phi, bêu xấu nói, ngươi ăn gian. Hắn lúc này, mặt mày xanh lét, căn bản không tin Trần Phi có thể đem vậy tinh luyện khổ lá sừng rồng cây làm được tốt như vậy. Cho nên, cái này nhất định là giả, là làm bừa. Ăn gian, Trần Phi nghe vậy cũng không tức giận, chẳng qua là thiếu làm thịt cười, nói, đúng vậy, ta liền là làm bừa, bất quá, ngươi trước đem chứng cớ lấy ra có được hay không? Ngươi, Mục Thanh Hà tức giận bể phổi, ngứa răng, lấy là Trần Phi thật đúng là ở bọn họ trước mặt ăn gian, chợt dậm chân hướng vậy Lý Sùng Sơn hét, lục sư thúc ngươi nghe. Thằng nhóc này ăn gian, hắn thật là không đem ngươi coi ra gì à? Hiền vương Lý Sùng Sơn sắc mặt đổi một cái, hướng Trần Phi nói, Trần Đại Sư, có thể đem vậy đoàn khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc cho ta xem. Tất cả mọi người đều không chú ý tới, Hiền vương Lý Sùng Sơn đối với Trần Phi gọi cũng đã là thay đổi, không phải không ngừng kêu kỳ danh, Trần Phi, cũng không phải Trần Tiểu Hữu, cũng không phải bạn bè gì, đạo hữu, mà là Trần Đại Sư. Đại Sư, tùy tiện, Trần Phi cười nhún vai một cái, nói. Tiếng nói rơi xuống, vậy Lý Sùng Sơn trực tiếp là hướng lò luyện đan đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn sắc mặt biến, chau mày chung một chỗ, trầm mặc hồi lâu, mới lắc đầu một cái, thở một hơi thật dài, xoay người lại, dùng rung động đến khó tin giọng, thật lòng khâm phục nói. Đồ không thành vấn đề, trước khi tỷ đấu, ta để cho người ở 6 bụi cây khổ lá sừng rồng cây lên cũng phân biệt làm ký hiệu. Cái gì? Mục Thanh Hà mặt liền biến sắc. Mọi người lại là mặt liền biến sắc. Nói như vậy, nói cách khác, Trần Phi không ăn gian. Mà đây Trần Đại Sư tinh luyện khổ lá sừng rồng gốc thành tích kết quả. Lúc này vậy Lý Sùng Sơn lại lần nữa mở miệng, môi hơi lay động, chậm rãi nói, thời gian, 10% nén nhang, phẩm chất. 9 thành trở lên. Rào rào. Cái gì? 9 thành trở lên. Tất cả mọi người đều ngu, trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Lục sư thúc ngươi đang nói gì? Mục Thanh Hà lại là hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. 9 thành trở lên, đó là cái gì khái niệm? Đừng nói là hắn, cho dù là hắn sư tôn đích thân tới, vậy sợ rằng không bản lãnh kia làm được, có thể, nhưng bây giờ cái này, đây là điên rồi sao? Điều này sao có thể à? Chỉ có Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, hỏi, vậy nói như vậy, coi là ta thắng chứ? Văn đấu 3 đấu 2 thắng, mà bây giờ hắn đã thắng 2 bánh xe. Hiền vương Lý Sùng Sơn thật sâu liếc nhìn Trần Phi, hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, Trần Đại Sư, chàng này văn đấu, ngươi thắng. Mà ở nghe nói như vậy Mục Thanh Hà sắc mặt ngay tức thì biến đổi, giống như là nghĩ đến chút gì, rồi sau đó, nháy mắt tức thì liền hù được tái nhợt không có chút máu. Vèo, đi theo liền gặp thân hình hắn chớp mắt, xoay người muốn chạy trốn. Sau đó, tốc độ so hắn mau hơn Trần Phi nhưng trực tiếp là chắn trước mặt hắn, cười mỉa nhìn hắn, hỏi, ngươi chạy cái gì? Ngươi chớ làm loạn à? Ta nói cho ngươi, ta sư tôn nhưng mà năm sao vương cấp luyện đan sư, lão nhân gia ông ta nhưng mà huyền trần đại nhân. Mục Thanh Hà hù được cả người run lẩy bẩy, nói chuyện đều là run rẩy, nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc lệ nội cha. Vậy thì như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, nói ta chỉ muốn là nhắc nhở ngươi. Bây giờ ngươi thua, có phải hay không nên thực hiện chúng ta trước khi đánh cuộc? Tất cả mọi người sắc mặt ngưng ngưng, chợt cổ quái, đồng tình nhìn Mục Thanh Hà. Đánh cuộc, đó không phải là tự phế hai cánh tay, quỳ xuống đất dập đầu 100 cái, kêu 100 tiếng ra ra sao? Cái này mặc dù không chết người được, nhưng phỏng đoán cũng là phế, bởi vì sẽ không mặt mũi gặp người, mất mặt vứt xuống trình độ cao nhất. Mà Hiền vương Lý Sùng Sơn nghe vậy cũng là sắc mặt đổi một cái, vùng vẫy, chần chờ. Bởi vì theo lý thuyết, Mục Thanh Hà là hắn tam sư huynh đệ tử quan môn, cũng chính là hắn sư chất, là người trong nhà, cho nên loại chuyện này mà hắn gặp được làm sao có thể bỏ mặc quản. Nhưng vấn đề là bây giờ, cục diện này hết lần này tới lần khác lại là Mục Thanh Hà hắn tự tìm. Nếu không phải chính hắn bị coi thường, quyết định loại này đánh cuộc, lại làm sao nháo đến bây giờ loại này đến nước. Lục sư thúc cứu ta, đây là, Mục Thanh Hà không chịu nổi Trần Phi lập ở trước mặt hắn áp lực,
lại lớn tiếng kêu cứu. Hiền vương Lý Sùng Sơn sắc mặt đổi một cái, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, đứng dậy, nói Trần đại sư chậm đã. Trần Phi nghiêng đầu quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, làm sao, hiền vương tiền bối muốn thay hắn ra mặt. Nghe gặp Trần Phi cái này giọng nói nhàn nhạt, hiền vương Lý Sùng Sơn trong lòng lập tức là một cái lộp bộp, rõ ràng muốn gặp, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Hướng Trần Phi nói, có câu nói oan gia nên cởi không nên buộc, ta xem chuyện này bất quá chỉ là cuộc hiểu lầm, nếu không, Trần đại sư cho ta Lý Sùng Sơn một cái mặt mũi, đánh cuộc sự việc, liền biến chứ. Ha ha, hiền vương đại nhân thật đúng là thật là lớn mặt mũi à. Trần Phi cười lạnh cười, làm người ta cũng nghe được vậy lời nói chính giữa giễu cợt. Mà Mục Thanh Hà nghe vậy lập tức là thần sắc vui mừng, bắt được cơ hội này, lớn tiếng nói, lục sư thúc Mạc và loại người này nói nhiều, hắn phân minh chính là không đem coi ra gì, không cho ngươi mặt mũi. Tiếng nói vừa dứt, lại gặp hắn cười lạnh nhìn về Trần Phi uy hiếp nói, Trần Phi đúng không? Có thể thắng ta Mục Thanh Hà, cũng coi là ngươi có chút bản lãnh, coi như lợi hại, bất quá. Vậy chớ có được voi đòi tiên, ta sư tôn nhưng mà năm sao vương cấp luyện đan sư, mà ta sư môn, lại là thành đan thánh số 1 số 2 cao cấp đạo thống, phượng đỉnh tiên môn. Đến lúc đó thật muốn ồn ào, muốn diệt trừ ngươi, còn là không thành vấn đề. Cho nên, ngươi bây giờ cho ta hiểu rõ. Phốc suy. Nhưng mà, Mục Thanh Hà nói cũng còn chưa nói hết, một đạo kinh khủng kiếm thế chém xuống, trực tiếp là đem Mục Thanh Hà hai cái tay cho sóng vai mà chặn. Phốc suy, máu tươi chảy như suối bàn cồn cồn nhô ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là rụt một cái, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân vậy xông lên. Nói nhảm thật nhiều, đón Mục Thanh Hà ánh mắt khó thể tin, Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta bỏ mặc ngươi sư tôn là ai, cũng không để ý ngươi sư môn là lai lịch gì, nếu thua, liền muốn nhận trừng phạt, cái này không thành vấn đề chứ. Trong nháy mắt, Mục Thanh Hà cặp mắt trực tiếp là đầy máu. Dữ tợn dọa người. Hống. Ta muốn giết ngươi. Mục Thanh Hà nổi giận, hốc mắt đỏ bừng, giống như dã thú, đánh về phía Trần Phi. Hắn bây giờ mất lý trí. Phịch, bất quá liền sau đó một khắc, một đạo khí thế bàng bạc đè ép xuống, đem Mục Thanh Hà chấn động choáng váng. Sát theo, vậy hiền vương Lý Sùng Sơn lại là xuất hiện ở Trần Phi trước người, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói các hạ, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Mục Thanh Hà là hắn tam sư huynh đệ tử quan môn, nhưng bây giờ nhưng ở hắn cái này bị phế hai tay, nếu là truy cứu tới, hắn như thế nào có mặt mũi đối với hắn tam sư huynh? Vèo, vậy Bách Hiểu Cung ông già đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lý Sùng Sơn, nói, làm sao, Lý Sùng Sơn ngươi muốn kéo nghiêng chiếc? Ngươi chẳng lẽ không có nghe gặp đánh cuộc này là ai quyết định? Ta, Lý Sùng Sơn sắc mặt đổi một cái. Vậy rõ ràng là cái này Mục Thanh Hà lỗi do tự mình gánh, nhưng là, Trần Phi thật liền không phải phải phế Mục Thanh Hà hai tay sao? Hiền vương ngươi nếu như cảm thấy ta làm sai, vậy thì hoa hạ đạo đi, vô luận cái gì, ta Trần Phi nhận. Nhưng vào lúc này một đạo cực kỳ bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên, làm vậy Bách Hiểu Cung ông già, cùng với hiền vương Lý Sùng Sơn, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ, cũng ánh mắt hung hăng rụt một cái. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt kinh nghi nhìn Trần Phi. Người này chẳng lẽ là điên rồi sao? Hiền vương Lý Sùng Sơn, hắn cũng dám khiêu khích. Hiền vương Lý Sùng Sơn hướng Trần Phi nhìn lại, chỉ thấy được một đôi như vực sâu sấm biển vậy con ngươi, yên tĩnh nhìn chăm chú hắn, vậy ngay trong ánh mắt, từng luồng bình tĩnh chảy qua tâm trạng, làm hắn chẳng biết tại sao lại có chút hơi run rẩy. Người này lại còn cũng như này lợi hại thực lực, Lý Sùng Sơn kinh nghi nhìn Trần Phi, khó tin, không nghĩ tới Trần Phi lại còn có như vậy thực lực. Nếu không, hắn cũng không khả năng sẽ cảm nhận được như vậy áp lực. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt hắn lại có chút rơi vào trầm mặc. Mà ở thấy hiền vương Lý Sùng Sơn yên lặng, đám người là không nhịn được rối loạn. Không thể nào, liền hiền vương đại nhân đều bị chấn nhiếp. Phải biết hắn nhưng mà 4 sao vương cấp luyện đan sư, cộng thêm uy tín lâu năm huyền thiên vị vương giả à. Vậy thì như thế nào? Các người chú ý tới không? Hiền vương đối với người kia gọi, Trần đại sư, ta là không phải có thể hiểu là, coi như là hiền vương, đều không chắc chắn lấy thuật luyện đan chiến thắng người nọ. T, điều này sao có thể? Hiền vương đại nhân nhưng mà 4 sao vương cấp luyện đan sư. Tại sao không thể nào?
nếu không ngươi cho ta cái hợp tình hợp lý những thứ khác giải thích. Đám người như vậy xôn xao trước, Hiền Vương Lý Sùng Sơn trầm mặc như trước. Như vậy, hồi lâu sau đó, người Lý Sùng Sơn ngẩng đầu quét Trần Phi một mắt, chậm rãi nói, như vậy đủ rồi. Chớ quá mức. Rào rào, lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa rối loạn. Hiền Vương Lý Sùng Sơn ý của lời này, há chẳng phải là hắn nhận sợ. Nếu không, há lại sẽ nói ra, như vậy đủ rồi, như vậy. Phải biết, Trần Phi và Mục Thanh Hà đánh cuộc, cũng không phải là nhàn nhạt phế bỏ hai tay, một cái như vậy điều kiện. Mà là còn có quỳ xuống đất dập đầu 100 cái, kêu 100 tiếng ra ra. Ha ha, Trần Phi giống vậy nhìn Hiền Vương Lý Sùng Sơn, một đôi tròng mắt lạnh lùng bình tĩnh, cho đến để cho Lý Sùng Sơn trong lòng đều có chút sợ hãi, mới đột nhiên cười lên, nhàn nhạt nói. Nếu Hiền Vương đại nhân ngươi đều nói như vậy, vậy ta Trần Phi tự nhiên được cho ngươi mặt mũi này. Nghe vậy Lý Sùng Sơn sắc mặt đẹp mắt mấy phần, có thể đây là, Trần Phi nhưng lại mở miệng nói, bất quá xem ra tối nay trường hợp này hẳn không hoan nghênh ta chứ. Đã như vậy, vãn bối liền cáo từ trước. Sờ cằm một cái, Trần Phi xoay người rời đi, căn bản không để ý Lý Sùng Sơn giữ lại. Lão già này mặc dù người còn có thể cái này kéo nghiêng chiếc kéo, vậy vẫn là làm trong lòng của hắn có chút chán ghét, dứt khoát vậy lười được lại tiếp tục đợi tiếp. Lý Sùng Sơn, tối nay ngươi thật đúng là làm kiện chuyện hồ đồ. Gặp Trần Phi xoay người rời đi, vậy Bách Hiểu Cung ông già lại cũng đứng lên, nhàn nhạt nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại cũng trực tiếp rời đi. Tuyết Thường Bân, gặp Bách Hiểu Cung ông già lại vậy đi, Lý Sùng Sơn sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, lộ ra một mặt lan san hình dáng. Ủ rũ cúi đầu, hắn bây giờ cũng cảm thấy được tối nay chuyện này hắn làm có chút ngu xuẩn. Cũng không nên để cho Mục Thanh Hà và Trần Phi đối với, nếu không, cũng sẽ không có như thế vừa ra. Dẫu sao thật như thế ồn ào, Mục Thanh Hà là hắn tam sư huynh đệ tử quan môn, hắn không thể nào bỏ mặc. Mà Trần Phi bên kia, không khỏi không thừa nhận, thằng nhóc kia đúng là một nhân vật, liền hắn Lý Sùng Sơn cũng không nhìn thấu. Hiền Vương bên ngoài phủ. Gặp Bách Hiểu Cung ông già vậy đi theo ra ngoài, Trần Phi hơi ngẩn ra. Hỏi tiền bối ngươi làm sao vậy đi theo ra? Ngươi là ta mang đi, tối nay ra như vậy chuyện, ta lưu lại nữa cũng là lúng túng, cho nên dứt khoát vậy rời đi coi là. Vậy Bách Hiểu Cung ông già một mặt sao cũng được nụ cười, lại thần sắc đông lại một cái, nhìn Trần Phi hổ nghi hỏi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tinh luyện làm ra sản phẩm thế chấp chín thành trở lên khổ diệp long góc cây tinh hoa. Ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì luyện đan sư? Gặp Bách Hiểu Cung ông già cũng không nhìn được tới hỏi dò mình lai lịch, Trần Phi cười một tiếng, nói, ngươi đoán. Ta đoán, Bách Hiểu Cung ngẩn người, không nhịn được hỏi, năm sao vương cấp luyện đan sư. Vẫn là, đan hoàng tông sư. Trần Phi nghe vậy trực tiếp là cười một tiếng, không có một chút đầu vậy không lắc đầu, bất quá sát theo liền gặp hắn cùng vậy Bách Hiểu Cung ông già sắc mặt đồng loạt hơi đổi, chợt ánh mắt hướng chỗ tối quét tới, nhàn nhạt nói. Đi ra đi. Một bóng người từ vậy chỗ tối đi ra, bóng người kia không phải người khác, lại là vậy Hạo Biển Tông cự đầu, Nộ Hùng Vương La Hùng. Chỉ gặp sắc mặt phức tạp hướng Bách Hiểu Cung ông già giơ tay lên một cái, lúc này mới lại hướng Trần Phi thở một hơi thật dài nói, La Hùng, gặp qua Trần Đại Sư. Trần Đại Sư, Trần Phi không thể đưa hay không châm chọc cười một tiếng, nhàn nhạt nói có chuyện gì không? Gặp Trần Phi như vậy hời hợt, thái độ bình thản. Vậy Nộ Hùng Vương La Hùng cười khổ cười, nói, Trần Đại Sư, trước là bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, ta ở nơi này giống như ngươi cùng cái không phải, Hải Vương ngươi đại nhân có đại lượng, chớ trách. Lúc này nếu có những thứ khác người ngoài ở nơi này, thấy một màn này, khẳng định sẽ khiếp sợ không ngậm miệng lại được, Nộ Hùng Vương La Hùng bực nào nhân vật. Đây chính là bên trong vực Hạo Biển Tông cự đầu, chân chính huyền thiên vị vương giả nhân vật, trên vạn người. Nhưng bây giờ hạng nhân vật này nhưng lại có thể sẽ thấp như vậy đầu, hướng Trần Phi nói xin lỗi, như vậy cảnh tượng đích xác có chút làm người ta rung động, khó tin. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe vậy, Trần Phi sắc mặt ngược lại là thoáng bình hòa mấy phần. Hắn từ trước đến giờ là một người thích mềm không thích cứng, cho nên hắn thật ra thì vậy không như vậy thù dai, khó mà nói. A Nhã bây giờ ở đâu? Rồi sau đó, liền gặp Trần Phi đột nhiên nói như vậy nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì đi xem một chút đi.
Nghe vậy vậy Nộ Hùng Vương La Hùng trực tiếp là sắc mặt kích động, hướng Trần Phi nói, Trần Đại Sư mời và ta tới. Đa, đa tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chẳng qua là cảm thấy A Nhã có chút đáng thương, động đồng tình tâm, chỉ như vậy mà thôi. Trần Phi thản nhiên nói. Nộ Hùng Vương La Hùng nghe vậy chẳng qua là cười cười, thần sắc vẫn là rất cảm kích nói, vô luận như thế nào, Trần Đại Sư vẫn là đa tạ ngươi. Nếu như ngươi không chê, sau này nếu là có dùng lên địa phương, nhất định không cần khách khí. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói, dẫn đường đi. Ừ, vậy Nộ Hùng Vương gật đầu một cái. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới ngày nay cổ thành bên trong một tòa rất tầm thường bên trong đình viện. Mà ở đó đình viện bên ngoài, một đạo thân ảnh đang bất an xúc đứng ở nơi đó. Là nàng, mà ở vừa thấy được thân ảnh kia, Trần Phi cũng có chút khẽ cau mày. Bởi vì thân ảnh kia không phải người khác, chính là La Thiên Linh. La Thiên Linh vừa thấy được Trần Phi đám người đến, thần sắc đổi được càng không tự nhiên lại, hai tay vặn vạt áo, vùi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch. Thấy tình cảnh này vậy Nộ Hùng Vương La Hùng trực tiếp là mắng, Thiên Linh, không thấy được Trần Đại Sư còn có Tuyết Trưởng Lão tới chưa? Ta, La Thiên Linh cả người run lên, chôn đi xuống trên đầu, sắc mặt trực tiếp là thay đổi mấy lần, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là sâu thở một hơi, hung hăng cắn răng, hướng Trần Phi đi tới khom người. Tôn kính Trần Đại Sư, xin thứ lỗi ta trước khi có mắt không tròng, là ta sai rồi, trông mặt mà bắt hình dong. Ngài nghĩ thế nào trừng phạt ta cũng nhận, bất quá, mời ngài xem ở con gái ta A Nhã nàng như thế đáng thương phân thượng, cứu nàng một lần. Cầu ngươi, một tiếng, La Thiên Linh trực tiếp là cho Trần Phi quỳ xuống. Thấy tình cảnh này vậy Nộ Hùng Vương theo bản năng đưa tay ra, lại buông xuống. Vậy Bách Hiểu Cung ông già cũng vậy, sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới La Thiên Linh lại sẽ cho Trần Phi quỳ xuống. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là con ngươi nhanh tránh. Chợt khẽ lắc đầu, nói, được rồi, đứng lên đi. Trần Đại Sư, La Thiên Linh mặt liền biến sắc, còn lấy là Trần Phi không muốn tha thứ nàng. Được rồi, đứng lên. Trần Phi lên tiếng lần nữa, nói, nữ nhi ngươi sự việc giao cho ta, bất quá, ta đích xác là xem ở nàng có chút đáng thương, mới nguyện ý xuất thủ. Nàng bây giờ ở đâu? Thật, cảm ơn Trần Đại Sư, cảm ơn Trần Đại Sư. Gặp Trần Phi đáp ứng, La Thiên Linh lập tức kích động. Đứng dậy cho Trần Phi dẫn đường. Trần Đại Sư mời theo ta tới. Tiến vào vậy đình viện sau đó, rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái bên trong căn phòng nhỏ. Bên trong căn phòng, mười phần khả ái La A Nhã đang chìm vào giấc ngủ. La Thiên Linh muốn lên đi đem nàng đánh thức, nhưng là, lại bị Trần Phi ngăn lại. Đã bắt đầu là ngủ sao? Nhìn vậy đang ngủ say La A Nhã, Trần Phi sờ cằm một cái. Lẩm bẩm nói, thật may coi như kịp thời, nếu không, sẽ trễ à. À, vừa nghe Trần Phi cái này lẩm bẩm tiếng, La Thiên Linh lập tức là cả người run lên, hướng Trần Phi nhờ giúp đỡ nói, mời Trần Đại Sư ra tay, cứu con gái ta một mạng. Đi chuẩn bị ít thứ đi. Trần Phi cầm ra một trang giấy vàng, cực nhỏ chữ nhỏ ở phía trên viết được tràn đầy đương đương. Một bắt được tờ giấy kia, Nộ Hùng Vương La Hùng trực tiếp là hướng Bách Hiểu Cung ông già thật sâu một bái. Nói Tuyết huynh, chỉ sợ là muốn làm phiền các ngươi. Bách Hiểu Cung là cái này trên đời tin tức nhất đủ địa phương, giống nhau, bọn họ cũng biết kinh doanh chút cùng chi tương quan những thứ khác làm ăn. Tỷ như cái này thiên tài địa bảo, các loại luyện đan vật liệu, liền là một cái trong số đó. Bách Hiểu Cung ông già quét mắt Nộ Hùng Vương, lại nhìn xem Trần Phi, lúc này mới gật đầu một cái, ngưng thần nói, được rồi, ta trở về một chuyến, các người trước tiên ở bực này ta đi. Tiếng nói vừa dứt, vậy Bách Hiểu Cung ông già trực tiếp là rời đi. Trần Phi không để ý Bách Hiểu Cung ông lão rời đi, mà là một đôi mang xúc động, lại hơi lóe lên con ngươi đang thật sâu nhìn chăm chú nhìn vậy ngủ say La A Nhã, trong lòng chậm rãi lẩm bẩm nói. Ngàn năm có một vương thể, trường sinh ngủ thể sao? Vương thể, bao trùm chúng sanh trên, đây là một loại rất đáng sợ thể chất tầng thứ. Bất kỳ một vị ủng có bất kỳ loại hình vương thể người. Đều cơ hồ là có 100% có khả năng có thể xông phá chân quân cảnh, thành là cao nhất thánh anh cảnh nhân vật, đây là đáng sợ đến mức nào. Chớ nói chi là vương thể người có năng lực cùng tiềm lực, cũng biết thật to mạnh hơn cùng cấp tu sĩ, bao trùm trên. Nếu như nói một vị tu sĩ bình thường năng lực, sức chiến đấu, tiềm lực là 10,
như vậy vương thể người liền ít nhất sẽ là 20, thậm chí 30. Mà đây cùng chênh lệch, thật là như trời lên tinh thần vậy, để cho người ngẩng mặt. Còn nữa, nhắc tới thật ra thì Trần Phi đi tới nơi này tu chân giới thế giới đã là không hề thời gian ngắn, có thể cái này vương thể người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hàng tỷ tu sĩ chính giữa người thứ nhất, cũng coi là từ mặt bên nổi bật liền vương thể hiếm thấy, cùng mạnh mẽ. Còn như Trần Phi trong miệng vậy trường sinh ngủ thể, thì lại là vương thể chính giữa cao cấp nhất tầng thứ thể chất cường hãn. Trần Đại Sư, người mới vừa nói cái gì? Người nói a nhã hắn là trường sinh ngủ thể, mà Nộ Hùng Vương nghe được Trần Phi mà nói, thời gian đầu tiên liền động dung. Thành tựu Hạo Biển Tông một trong những cự đầu, bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy vương giả nhân vật, hắn cho dù là lại kiến thức nông cạn, vậy không có thể không biết trường sinh ngủ thể là cái gì. Trường sinh ngủ thể, chính là tám đại vương thể một trong, chỉ có cao cấp nhất, cường hãn nhất tám loại vương thể, mới có tư cách được gọi là tám đại vương thể. Vương thể thể chất chính giữa, tám đại vương thể là không thể tranh cãi mạnh nhất, mà hôm nay hắn cái này tiểu tôn nữ lại là tám đại vương thể chính giữa trường sinh ngủ thể, thật không phải là âm hà linh thể sao? Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Dài, trường sinh ngủ thể, đây là thật sao? Không chỉ là Nộ Hùng Vương, một bên, La Thiên Linh cũng có chút nán lại, miệng há hốc, đầy mặt tràn đầy rung động, thử ra hồi lâu. Phải nói tám đại vương thể, nàng không những không xa lạ gì, thậm chí còn rõ ràng, bởi vì cái này ở Tam Hoàng vực chính giữa tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi một người đều biết đó là cái gì, được gọi là thiên cổ một gặp. Mà vậy chỉ cần có bực này yêu nghiệt thể chất thiên tài ra đời, xuất hiện, đừng nói là Tam Hoàng vực vậy thông thường một tuyến hai, ba thế lực, liền những cái kia siêu cấp thế lực cũng sẽ rối loạn, đem hết toàn lực mời chào. Nàng còn nhớ, 40 năm trước. Tam Hoàng vực rất hiếm vết người Mạc Bắc xuất hiện một vị vương thể thiên tài, thiên mâu vương thể, kết quả lúc ấy Tam Hoàng vực cường đại nhất 10 đại siêu cấp thế lực, trong đó 7 cái đều xuất động, tề tụ đến bọn họ ngày thường căn bản xem thường, cũng sẽ không đi Mạc Bắc. Đây chính là Tam Hoàng vực 10 đại siêu cấp thế lực à. Bọn họ bên trong tùy tiện một trong, nhúc nhích một chút ngón tay, kiềm nam cổ quốc toàn cộng lại cũng được nằm xuống, hóa thành bụi, mà một vị vương thể sức ảnh hưởng lại khủng bố đến loại trình độ đó, làm bọn họ trong đó 7 cái đều xuất động. Hơn nữa, còn có một chút đáng giá chú ý chính là, vương thể thể chất hạng trong, thiên mâu vương thể căn bản không sánh bằng trường sinh ngủ thể, bởi vì người sau nhưng mà tám đại vương thể một trong, là cường hãn nhất tám loại vương thể một trong. Cho nên nói, loại đồ vật này, cái loại đó thể chất thiên phú, ở La Thiên Linh khái niệm trong hoàn toàn là truyền kỳ, truyền thuyết loại hình. Cùng nàng thế giới không một chút đồng thời xuất hiện, một chút liên quan, nhưng bây giờ Trần Phi lại nói con gái nàng là trường sinh ngủ thể, tám đại vương thể một trong. Ban đầu ta vậy có chút kinh ngạc, dẫu sao cái này trường sinh ngủ thể cũng không phải là giống vậy thể chất, bất quá. Trần Phi lắc đầu một cái, đưa tay điểm ở đó đang ngủ say La A Nhã ấn đường, nhất thời, bên trong căn phòng tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ lạ lan tràn đi ra. Chuyện gì xảy ra, ta lại có thể. Nộ Hùng Vương ánh mắt chấn động, con người rụt một cái, hắn tôn nữ cũng chỉ là đứa bé mà thôi, có thể mới vừa rồi vậy ngay tức thì, hắn lại cảm giác linh hồn đều dao động một chút, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng cái này ở hắn xem ra cũng là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao dầu gì hắn cũng là một tôn huyền thiên vị vương giả nhân vật được rồi, trong truyền thuyết tám đại vương thể một trong, thật có như thế lợi hại. Ông cùng lúc đó, La A Nhã ấn đường bắt đầu sáng lên, biến thành là giống như sóng gợn giống vậy vòng, vậy trong vòng, nồng đậm sinh mệnh lực tính ngưng tụ thành một đoàn, nổi lơ lửng, giống như một viên tại chỗ tự chuyển quả cầu, dụ cho người nhìn chăm chú. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực tính, nhìn vậy tại chỗ tự chuyển sinh mạng quả cầu, Nộ Hùng Vương ánh mắt lại lần nữa ngưng ngưng, chợt lại ngược lại hút khí lạnh đứng lên, rung động nói. Sinh mệnh lực tính vốn là khó được nhất đồ, mỗi một bên trong cơ thể cũng là có hạn, nếu như không có. Vậy liền chết, mà bây giờ, A Nhã trong cơ thể sinh mệnh lực tính lại hùng hậu đến loại trình độ này, nàng mới bay lớn à? Bất quá là đứa bé, đây không khỏi cũng quá vậy cái gì liền đi? Bây giờ không sai, đây là, Trần Phi nhưng mở miệng nói, trường sinh ngủ thể được gọi là có thể so sánh cùng cấp tu sĩ sống lâu 10 lần tuổi tác, lời này cũng không phải là giả. Nếu như không phải là trường sinh ngủ thể, nàng như bây giờ tuổi tác, là tuyệt không thể nào có loại trình độ này sinh mệnh lực lượng.
được gọi là có thể so sánh cùng cấp tu sĩ sống lâu 10 lần tuổi tác. Nộ Hùng Vương, cùng với La Thiên Linh nghe nói như vậy, đồng loạt ngẩn ngơ, đây là quái vật chứ? Có thể so sánh cùng cấp tu sĩ sống lâu 10 lần tuổi tác, cái này ý vị như thế nào? Không người không biết, đây quả thực là muốn làm người ghen tị chết. Ta, con gái ta là trường sinh ngũ thể, nàng không phải âm hà linh thể, mà là tám đại vương thể chính giữa trường sinh ngũ thể. Mà La Thiên Linh ở trải qua thời gian dài rung động sau đó, rốt cục thì bình tĩnh lại, lại lần nữa hướng Trần Phi thật sâu khom người chào, run run nói, mời Trần Đại Sư Đại Phát Tử Bi, cứu con gái ta một mạng. Nàng vô cùng rõ ràng một tôn tám đại vương thể, cái này ý vị như thế nào, như nàng sau đó đem con gái nàng mang về Tam Hoàng Vực, tản mát ra tin tức, sợ rằng liền 10 đại siêu cấp thế lực cũng sẽ lập tức tự mình tới cửa, đây là bực nào phong hoa, bực nào quang vinh. Mà bây giờ, con gái của nàng tương lai, tất cả đều nắm trong tay ở Trần Phi một người trong tay. Sinh hoặc chết, quang vinh hoặc là thật đáng buồn, toàn ở Trần Phi thời gian vừa niệm. Yên tâm đi, ta đáp ứng sự việc, nhất ngôn cửu đỉnh, ta sẽ không nuốt lời. Trần Phi bình tĩnh nói, rồi sau đó hướng về phía vậy vẫn còn ngủ say La A Nhã vung tay lên một cái, trước làm chút chuẩn bị làm việc đi. Ông từng hạt tròn như lớn chừng ngón cái màu sữa linh quang. Từ hắn bên trong thân thể hiện ra, quanh quẩn ở tay hắn chỉ bây giờ, từ từ hóa thành một cái bảo hũ, sương mù thải ở hắn bên cạnh chìm nổi, móc một cái treo ngân hà hóa thành bạc mang. Ở hắn bên người lưu chuyển không ngừng. Đáng sợ hơn là, lúc này ở vậy bảo hũ chính giữa, một chỉ không biết là cái gì vật thể đang lẳng lặng đứng sừng ở vậy, thâm thúy vô cùng, giống như đạo pháp, làm người ta rung động. Cái này, đây sẽ không là, thấy được Trần Phi đột nhiên làm ra động tác. Nộ Hùng Vương hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ hét lớn, trong truyền thuyết Đan Hoàng Tông Sư cải mệnh thuật. Đổi, cải mệnh thuật, Đan Hoàng Tông Sư, La Thiên Linh trực tiếp là trợn to hai mắt, mặt đầy hoang đường, hoảng sợ thất sắc, Đan Hoàng Tông Sư. Trần Phi lại là truyền thuyết kia ở giữa Đan Hoàng Tông Sư. Hắn mới bây lớn à, cái gì tu vi, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Cải mệnh thuật, đây là, Bách Hiểu cùng ông già đi mà trở lại. Thấy Trần Phi thi triển ra cảnh tượng, cũng là sợ hết hồn, mặt đầy hoảng sợ. Cải mệnh thuật đây là tối thiểu Đan Hoàng Tông Sư mới có tư cách vận dụng thánh thuật, Trần Phi hắn lại có thể thật là một vị Đan Hoàng Tông Sư cảnh nhân vật. Giả đi! Đan Hoàng Tông Sư đó là nhân vật nào? Sợ rằng thánh anh cảnh cao nhất lão tổ thấy cũng được vẻ mặt ôn hòa, chấp lễ tôn kính, Trần Phi lại còn thật sự là cái loại đó tầng thứ nhân vật. Trách không được cho tới nay. Hắn giọng cũng lớn được kinh người, liền vậy thành đan thánh huyền Trần Đại Sư đều không để trong mắt. Năm sao vương cấp luyện đan sư tuy mạnh, có thể và Đan Hoàng Tông Sư so với, vẫn là kém không chỉ một cấp bậc. Khác xa Thiên Uyên. Đồ đâu, gặp Bách Hiểu Cung ông già đi mà phục còn, Trần Phi hỏi. Ở nơi này, Bách Hiểu Cung ông già lập tức đem Trần Phi cần tất cả mọi thứ lấy ra, trải bên trong cả gian phòng đều là, làm người ta không chớp mắt, mùi thơm lạ lùng liền liền. Trần Phi trực tiếp đem vậy tất cả vật liệu cuốn lại, trầm hát nói, mở. Nhất thời, vậy màu ngà linh khí bảo hũ liền hóa thành lò luyện đan nặng nề rơi xuống đất, hừng hực lò lửa vọt lên, ở Trần Phi quỷ phủ thần công dưới thao túng, đem vậy tất cả vật liệu cùng trong chốc lát nhanh chóng luyện hóa. Thấy tình cảnh này, Bách Hiểu cùng ông già, Nộ Hùng Vương, La Thiên Linh cũng há to miệng, khó tin, đây mới là Trần Phi chân chính thực lực sao. Không hổ là Đan Hoàng Tông Sư, quá mạnh mẽ. Rất nhanh, ở đó Trần Phi luyện hóa hạ, màu ngà bảo hũ biến thành bên trong lò luyện đan cũng chỉ còn lại có một lò tinh khiết nhất chất lỏng. Cũng không sai biệt lắm chứ. Nhìn vậy một lò tinh khiết nhất chất lỏng, Trần Phi cặp mắt híp một cái, chợt một tay kết ấn, hét lớn một tiếng ha ha, nhất thời, ở đó màu ngà bảo hũ bên trong trực tiếp là vọt ra khỏi vô tận thú hơi thở. Thủy thú cải mệnh thuật. Trần Phi quát khẽ một tiếng. Oanh, 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 từng trận tiếng nổ vang lên, vậy bảo hũ lại có thể trong nháy mắt bay lên trời đứng lên, đem vậy nhà nóc nhà xông phá, một đầu to lớn thủy thú từ trong nhảy ra, há mồm một nuốt, lại đem vậy tất cả tinh khiết nhất chất lỏng cũng nuốt vào trong bụng. Mà một màn này, nhất là ở mọi người thấy vậy thủy thú, đều là không nhịn được làm lộ vẻ xúc động, sắc mặt hoảng sợ. Thủy thú. Cổ có thủy thú thiên năm nói đến, ý là thủy thú. Chính là thiên triệu thú, tượng trưng trời cao. Mà đây Trần Phi cải mệnh thuật lại có thể dẫn động thủy thú xuất hiện,
Phồn sinh ra như vậy dị tượng, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối hẳn là cao cấp nhất cải mệnh thuật mới đúng. Đan Hoàng Tông Sư, thủy thú cải mệnh thuật, hắn kết quả là người nào, lai lịch gì, bực này nội tình, không khỏi cũng mới khoa trương chứ. Bách Hiểu Cung ông già sắc mặt trắng bệch nhìn Trần Phi, vô luận là Đan Hoàng Tông Sư thân phận, hay hoặc là thủy thú cải mệnh thuật, cái này cũng quá kinh người, làm hắn không phát không được từ nội tâm cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy rung động. Thằng nhóc này, Trần Phi, đơn giản là một quái vật à. Rất nhanh, một ngày liền qua. La A Nhã vẫn còn ngủ say, nhưng là, lúc này nàng cho người cảm giác cùng trạng thái, nhưng cùng trước kia trực tiếp là chênh lệch 108.000 dặm. Nàng da thịt, đổi được giống như là ngọc trắng vậy thần thái sáng láng, tràn đầy chói lọi. Nàng trong cơ thể, huyết khí giống như là vạn trượng giang hà vậy bàng bạc, thậm chí để cho người nghe được huyết khí lưu động thanh âm, tựa như là sóng gió kinh hoàng như nhau. Đây quả thực là lột xác. Có thể, Trần Phi vỗ tay một cái, đầu đầy mồ hôi, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng như vậy trạng thái ngủ say hẳn còn sẽ kéo dài nửa năm. Nửa năm sau đó, làm nàng tỉnh lại lúc đó, chính là nàng hóa long thành phượng ngày. Vương thể chi tư, thiên cổ một gặp, huống chi cái này còn là tám đại vương thể chính giữa trường sinh ngủ thể, thật là làm người ta mong đợi à. Thành công là La A Nhã cải mệnh, giải phóng nàng thiên cổ một gặp vương thể thể chất, Trần Phi cũng coi là thực hiện cam kết, công thành lui thân, ngày thứ hai liền từ ngày nay cổ thành rời đi. Ngày nay cổ thành bên trong, Bách Hiểu Cung chi nhánh có thẳng tới bên trong vực nửa đoạn sau, thiên giã bình nguyên lớn xa khoảng cách truyền tống trận. Cho nên Trần Phi từ nơi này đã qua, có thể tiết kiệm rất nhiều rất thời gian dài, trong nháy mắt đã đến. Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực nửa đoạn sau, thiên giã bình nguyên. Toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực lãnh vực phân phối, chính là một loại hẹp dài điều hình, vương tộc chiếm đoạt lãnh thổ chiếm 40%, ở vào trước bưng. Năm thế lực lớn cùng với những thứ khác các loại các dạng tông môn, gia tộc chiếm đoạt lãnh thổ là 60%, ở vào nửa đoạn sau. Mà đây nửa đoạn sau khu vực, tổng thể cộng lại, cũng bị gọi là Thiên Giã Bình Nguyên. Thiên Giã Bình Nguyên trung bộ, Hoa Thần Dãy Núi. Hoa Thần Dãy Núi thành tựu là siêu nhất lưu thế lực Hoa Thần Tông Đại Bản Doanh, hắn trình độ sầm uất cơ hồ không thua gì ngày nay cổ thành nhiều ít. Chỉ là nhân khẩu đạt tới tu sĩ số lượng, liền ít nhất đạt tới mấy chục triệu người. Vô cùng kinh người. Hơn nữa loại này sầm uất còn không chỉ là thể hiện ở nhân khẩu này lên, càng nhiều hơn, là thể hiện ở tu sĩ cảnh giới. Trước mặt bên trong vực chủ yếu, cho dù là ngươi nếu là có thể đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh, đó chính là hết sức lợi hại, nếu như mạnh hơn, tinh danh hơn anh một số người, chân nhân cảnh tầng 3, tứ trọng thiên, đây cũng tính là tương đối chủ yếu và thông thường. Nhưng đi ở hoa này núi thần mạch bên trong kiến trúc trong, trên đường phố, chân nhân cảnh 3-4 tầng 5 nhân vật tinh anh cho dù là tùy ý có thể gặp, thậm chí, thỉnh thoảng cũng còn có thể thấy được nguyên đan chân quân cảnh nhân vật xuất hiện, cái này căn bản không là ngoại vực có thể so sánh. Mà đây hoa thần dãy núi mặc dù có thể có như vậy nội tình, không bởi vì cái khác, liền bởi vì chiếm cứ ở chỗ này thế lực, chính là bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy siêu nhất lưu thế lực Hoa Thần Tông. Ở bên trong vực, năm thế lực lớn được gọi là siêu cấp thế lực. Cao cao tại thượng, thực lực khủng bố, không người có thể địch. Mà ở chúng phía dưới, đứng sau bọn họ, chính là cái này siêu nhất lưu thế lực. Hoa Thần Tông là như vậy, Nộ Hùng Vương La Hùng sau lưng Hạo Biển Tông, cũng coi là một cái. Mà đây chút siêu nhất lưu thế lực, bọn họ trừ là không có tới thiên vị cổ vương cấp cường giả chấn giữ bên ngoài, những thứ khác, vô luận là nội tình, hoặc giả là thực lực. Thật ra thì đều đã không thua gì với siêu cấp thế lực bao nhiêu. Duy nhất kém, bất quá cũng chỉ là như vậy một tôn quyết định tính nhân vật mà thôi. Mà bây giờ nhắc tới Hoa Thần Tông, bọn họ ở siêu nhất lưu thế lực cái này trong hàng ngũ, cũng coi là có tư cách rút ra đầu chủ người xuất sắc, nội tình, thực lực đều rất mạnh. Nghe nói chỉ là huyền thiên vị vương giả kính giới nhân vật, Hoa Thần Tông liền ít nhất là có 7 vị trở lên. Mấy con số này, so Hạo Biển Tông cũng còn nhiều hơn một cái, hơn nữa, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi. Mà hôm nay, Hoa Thần trong dãy núi vô số dãy núi vô tận, nguy nga hùng vĩ, sương mù thải vần quanh, từng ngọn to lớn ong được giống như là người khổng lồ vậy, làm chỗ tòa này bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy dãy núi tràn đầy hồng hoang vậy hơi thở. Hết sức khiếp người. Hoa Thần dãy núi bên trong, mây mù lượn quanh, tiên cầm bay lượn, từng ngọn hùng kỳ,
tráng lệ đền sen kẽ hắn gian, như ẩn như hiện, các loại tiếng người ồn ào thanh âm vang vọng ở giữa trời đất, làm được nơi này, giống như tiên cảnh. Mà ở nơi này tiên cảnh trong, một tòa nguy nga đại điện hết sức bắt mắt. Đại điện bên trong phòng khách, từng cái dòng suối dọc theo phong cách cổ xưa thạch đài chảy qua, linh quang lấp lánh, ở đó chút trên thạch đài, đều có bóng người ngồi xếp bằng, mỗi một đạo bóng người quanh thân, đều là tản ra linh quang, hơn nữa những thứ này linh quang ẩn chứa lực lượng cấp bậc, đều hết sức khủng bố. Ít nhất, chỉ sợ là đạt tới chân quân cảnh đại thiên vị trên. Mà lúc này nếu là có người ngoài, hoặc là hoa thần tông nội bộ tu sĩ ở chỗ này, sợ là sẽ phải tương đối kinh ngạc, bởi vì những cái kia đang ngồi tu sĩ không phải người khác, chính là hoa thần tông nội bộ các giai tầng nắm trong tay thực quyền, có quyền nói chuyện, nhân vật lớn. Mà những người này, mỗi một vị cũng ít nhất là lớn thiên vị cường giả, mà bởi vì hoa thần tông bản thân đạo thống truyền thừa cường hãn, nội tình thâm hậu, cho nên bọn họ thực lực, sợ rằng còn biết so phổ thông cùng cấp tu sĩ cường lực một ít. Mà những nhân vật này, hôm nay lại có thể tề tụ nơi này, là vì cái gì đâu? Lúc này, trong đại điện dễ thấy nhất có hai nơi. Một, là vậy trong đại điện chính giữa nhất thạch đài, tổng cộng có hơn 10 cái, phía trên cũng không có ngồi đầy người, bất quá, phàm là ngồi ở phía trên kia người, cơ bản mỗi một cái nơi thả ra khí thế, đều là mạnh hơn chung quanh người, mạnh hơn những cái kia đại thiên vị nhân vật. Nói cách khác, cái này hơn 10 cái trên đài cao nhân vật, bỏ mặc ngồi không ngồi lên, bọn họ thực lực, cũng hẳn là càng hơn những người khác một nước. Chính là đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Trong đó, trước cùng Trần Phi có duyên gặp qua một lần, ở Minh Thần Phủ đem Bùi Huyền Tình mang đi cửu hoang xà bà Long Tôn, lúc này bất ngờ trong hàng. Bất quá lúc này nhìn nàng vẻ mặt, tựa hồ có chút phức tạp, có chút chần chờ, có chút than nhẹ. Một chỗ khác nổi bật chính là một vị mi mao trắng như tuyết ông già, người mặc tím trường bào màu xám, một mặt lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi đao, làm người ta cảm giác giống như là đi tới băng thiên nơi tuyết, uy nghiêm thấu xương. Chỉ gặp hắn đứng ở nhiều như vậy hoa thần tông cường giả bây giờ, lại một chút đều không bị chấn nhiếp đến, ngược lại, hắn khí thế bộc lộ ra ngoài, lại là còn làm không thiếu hoa thần tông cường giả đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên, cái này mi mao trắng như tuyết ông già tuyệt không phải cái gì hiền lành, mà là một vị thực lực rất lợi hại, rất kinh khủng nhân vật. Ha ha, lúc này, chỉ gặp vậy mi mao trắng như tuyết ông già đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, chính là hướng vậy trong đại điện trung ương nhất trên đài cao, một vị tóc muối tiêu bà lão loáng cười nói. Đêm tông chủ, lần này các loại hoa thịnh hội, nghe nói có mấy thanh danh bên ngoài người cũng chuẩn bị tới xem. Xem ra ta được ở nơi này trước thời hạn chúc mừng các ngươi, nếu là có thể mời chào, lôi kéo đến những người đó, đây chính là thiên đại hảo sự một kiện à. Lời của hắn rơi xuống, đang ngồi không thiếu hoa thần tông cao thủ đều là ánh mắt lập tức lóe lên, toát ra một ít trông đợi, còn có không kịp đợi vui mừng. Bọn họ hoa thần tông cử hành cái này các loại hoa thịnh hội mục đích, chính là vì lấy nữ sắc làm môi giới, lôi kéo những cái kia thành danh đã lâu tán tu cao thủ. Mà lúc này mi mao trắng như tuyết ông già trong miệng những người đó, thật không đơn giản, mà tất cả đều là đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Đây chính là đại thiên vị đỉnh cấp à. Ở Kiếm Nam cổ quốc, vô luận bất kỳ thế lực, nếu là có thể nhiều tăng thêm một vị đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật, vậy cũng tuyệt đối là đáng lớn bảy ba chục năm chục thiên lưu nước tiệc rượu đại hỷ sự. Huống chi cái này bây giờ còn chưa phải là chỉ có một người, mà là có mấy. Nếu có thể đem cầm cơ hội này, thành công lôi kéo đến bọn họ bên trong một hai ba cái, vậy bọn họ hoa thần tông mấy thập niên này cố gắng, tâm huyết, liền không có uổng phí. Hơn nữa, tất cả mọi người theo bản năng hướng vậy mi mao trắng như tuyết ông già nhìn. Trong mắt mỗi người lóe lên phức tạp, thần sắc mừng rỡ. Bởi vì nếu là nói có thể chiêu mộ được mi mao trắng như tuyết ông già trong miệng những cái kia đại thiên vị đỉnh cấp người, là đáng làm bọn họ hoa thần tông lớn bảy ba chục năm chục thiên lưu nước tiệc rượu chuyện tốt nói, vậy nếu là có thể chiêu mộ được mi mao trắng như tuyết ông già người sau lưng, liền tuyệt đối là nên làm bọn họ dâng hương tắm, khấu tạ trời siêu cấp chuyện thật tốt. Bởi vì cái này mi mao trắng như tuyết sau lưng lão giả, không phải người khác, mà là một vị thanh danh hiển hách huyền thiên vị vương giả cấp nhân vật. Đây chính là huyền thiên vị vương giả à, toàn bộ bọn họ hoa thần tông lợi hại nhất tầng thứ, cũng không quá như vậy, cho nên nếu là có thể đem lôi kéo đến, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Không có ai sẽ hoài nghi, hoặc nghi ngờ.
Suy nghĩ một chút dĩ vãng các loại hoa thịnh hội, tựa hồ bọn họ Hoa Thần Tông vậy đã có 6-7 giới, hơn 100 năm thời gian, không có thể thông qua các loại hoa thịnh hội chiêu mộ được huyền thiên vị vương giả vậy tầng thứ cao thủ. Hôm nay thật vất vả cái này mi mau trắng như tuyết sau lưng lão giả vị đại nhân kia có chút ý động, có cơ hội, bọn họ làm sao có thể không kích động. Nếu là thật có thể lôi kéo đến vị đại nhân kia, làm bọn họ Hoa Thần Tông lại thêm một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật, vậy bọn họ sau đại chiến kế hoạch, liền tất nhiên sẽ có nắm chắc hơn một chút. Bọn họ Hoa Thần Tông lần này có thể hay không, hóa long, liền xem tiếp theo chàng đại chiến kia. Nghĩ đến đây, trên đài cao kia, một đầu tóc muối tiêu bà lão, Hoa Thần Tông hiện đảm nhiệm tông chủ, chính là không nhịn được là híp mắt cười lên, nói cùng vui cùng vui. Bất quá hôm nay chuyện này chữ bát cũng còn không phải một cái, cho nên còn phải hơn xem nói sao à. Đêm tông chủ thật là khiêm nhường, vậy mi mau trắng như tuyết ông già nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt lại đột nhiên hướng cửu hoang xà bà Long Tôn sau lưng một đạo xinh đẹp ảnh nhìn, cười híp mắt nói. Long Tôn trưởng lão, Bùi Huyền Tình cô nương, không biết trước ta nói đề nghị, các người suy tính thế nào? Lời vừa nói ra, trong đại điện không khí nhất thời an tĩnh lại. Mà vậy cửu hoang xà bà Long Tôn, chính là sắc mặt hơi đổi một chút, nói, không phải nói phải chờ tới các loại hoa thịnh hội sau đó sao? Nàng nói cũng còn chưa nói hết, liền bị vậy mi mau trắng như tuyết ông già cắt đứt. Người sau nhàn nhạt nói, một mặt kiêu hoành, Long Tôn, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Liền thẳng thắn nói đi, cùng bất đồng đến các loại hoa thịnh hội sau đó, ngươi cho rằng có cái gì khác biệt. Cửu hoang xà bà sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, có thể cứng rắn là không tìm được cái gì phản bác. Đúng vậy, cùng bất đồng đến các loại hoa thịnh hội sau đó, trận này có cái gì khác biệt sao? Ở sau lưng nàng, một vị xinh đẹp ảnh người mặc huyền quần, có cao gầy, vóc người hoàn mỹ, nhỏ hết sức mà lung linh, loãng áo quần màu xanh nhu thuận phác họa đường cong mê người độ. Bất luận vóc người, nàng dung mạo cũng là tuyệt đẹp, có một loại làm người ta tâm thần sảng khoái tao nhã đẹp. Động lòng người. Cái này xinh đẹp ảnh không phải người khác, chính là Bùi Huyền Tình. Chỉ gặp nàng lúc này tuyệt đẹp trên gương mặt thanh bạch thay nhau, trắng tinh hàm răng, cắn chặt run rẩy hạ môi đỏ mọng. Hôm nay nàng, tu vi cũng đã là đạt tới chân nhân cảnh tiểu thiên vị tầng thứ, rất lợi hại, có thể cái này ở trong mắt người ngoài vô cùng cao không thể leo tới cảnh giới. Ở mà nay dưới cục diện, nhưng cũng vẫn là nhỏ yếu, không có sức, giống như là trẻ em mà vậy. Vậy mi mau trắng như tuyết ông già gặp cửu hoang xà bà Long Tôn, cùng với Bùi Huyền Tình cũng không nói lời nào, sắc mặt trầm một cái. Chú ý tới một màn này tóc muối tiêu bà lão, cũng chính là Hoa Thần Tông Tông chủ trực tiếp là cặp mắt híp một cái, độc đoán nói, kình thương chiến vương để ý Huyền Tình, đó là nàng vinh hạnh. Chuyện này không cần thương lượng. Liền giữ kình thương chiến vương ý nghĩa làm đi. Nhất thời, trong đại điện trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Dùng một cái thánh nữ để đổi một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật, còn có cái gì mua đây càng tính toán sao? Đây quả thực là trên trời hết nhân bánh à. Nhưng lúc này, một đạo đơn bạc nhưng quật cường thanh âm nhẹ nhàng vang lên, trực tiếp là làm bọn họ nụ cười trên mặt, thần sắc cũng lập tức cứng lại. Tông chủ đại nhân, tiền bối. Nếu như các người không nên ép ta, vậy kình thương chiến vương đại nhân chỉ thấy được ta một câu thi thể, chắc cũng sẽ mất hứng chứ. Tóm lại ngại quá, thật xin lỗi, Kevin vật này ta cũng không có biện pháp, cưỡng ép viết không nói chất lượng, là căn bản viết không ra. Trong đại điện, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Ừ, vậy mi mau trắng như tuyết ông già lại là sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới Bùi Huyền Tình lại có thể như thế không thức thời vụ, xấu xa hắn hứng thú. Nếu không phải là kình thương chiến vương đại nhân hắn coi trọng nữ nhân này, hắn sớm không nhịn được một cái tát đem cái này đồ đê tiện đập chết. Kình thương chiến vương đại nhân có thể vừa ý ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi thật không phải nếu như vậy cho mặt không biết xấu hổ, thì cưng chiều mà kêu mà nói, đến lúc kết quả, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn xem. Mi mau trắng như tuyết ông già lạnh lùng nói. Bất quá Bùi Huyền Tình sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, quật cường như vậy. Thậm chí vậy bên trong còn cất giấu một tia đoạn tuyệt. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, vậy mi mau trắng như tuyết ông già sắc mặt lại là khó coi mấy phần, trong con mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, thật là một không phải thức ăn đồ. Đây là, trong đại điện Hoa Thần Tông một vị đại thiên vị đỉnh cấp trưởng lão mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra mấy phần nịnh hót ý. Lạc tiên sinh nói không sai.
Bùi Huyền Tinh, Kình Thương Chiến Vương cho ngươi phục vụ, mắt nhìn xuống cơ hội của hắn, là phúc khí của ngươi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, Bùi Huyền Tinh sắc mặt lại tái nhợt liền mấy phần, nàng căn bản đối với cái gì đó Kình Thương Chiến Vương không có chút nào cảm tình, hơn nữa nàng vẫn là nữ nhân có chồng. Nhưng hôm nay tông môn nhưng vẫn là phải bức bách nàng thành là Kình Thương Chiến Vương người phụ nữ, cái này còn là nàng chịu phục, là nàng Bùi Huyền Tinh cho mặt không biết xấu hổ. Nhưng trong đại điện tất cả mọi người nghe được vậy đại thiên vị đỉnh cấp trưởng lão nói như vậy, nhưng đồng loạt đều lộ ra chuyện đương nhiên vẻ. Kình Thương Chiến Vương là nhân vật nào? Kình Thương môn môn chủ, huyền thiên vị vương giả cấp tồn tại, hắn có thể vừa ý Bùi Huyền Tinh, đây không phải là nàng vinh hạnh, là cái gì? Có thể bị như vậy cường giả vừa ý, hơn nữa còn thì nguyện ý đem nghênh cưới vào cửa, cái này Bùi Huyền Tinh lại có thể không biết cảm đội ơn đức, còn muốn vùng vẫy. Không thể không nói, phụ nữ như vậy thật đúng là tiện. Cho mặt không biết xấu hổ. Chuyện này cứ quyết định như vậy, cứ dựa theo Kình Thương Chiến Vương đại nhân ý nghĩa làm chứ. Đây là, vậy Hoa Thần Tông tông chủ, tóc muối Tiêu bà lão nhàn nhạt mở miệng, giọng độc đoán nói. Không được, một đạo quật cường thanh âm lại lần nữa vang lên, làm vậy tóc muối Tiêu bà lão ánh mắt hơi chăm chú, sắc mặt khó xem. Nàng ánh mắt hướng Bùi Huyền Tinh nhìn. Lạnh lùng nói, người muốn vác làm. Bùi Huyền Tinh sắc mặt trắng nhợt, nói tông chủ đại nhân ngươi đã đáp ứng ta, vô luận như thế nào, cũng phải chờ tới các loại hoa thịnh hội sau đó. Nói đến đây vậy Bùi Huyền Tinh trên mặt lộ ra một tia đoạn tuyệt, chợt kiên định nói, nếu không nếu như tông chủ ngài thật muốn ép ta mà nói, vậy cũng chỉ có thể mang ta thi thể, đi gặp Kình Thương Chiến Vương đại nhân. Càn rỡ, Hoa Thần Tông tông chủ mặt liền biến sắc, khí thế mãnh liệt. Làm đại điện này bên trong không khí lập tức liền biến. Tương đương động lại. Mọi người còn lại chính là ngưng mắt nhìn Bùi Huyền Tinh, trầm mặt, hơi hí mắt ra. Nữ nhân này không khỏi cũng quá không tán thưởng, chẳng lẽ nàng quên, chính nàng là thân phận gì? Nếu không phải Kình Thương Chiến Vương coi trọng nàng, ở Hoa Thần Tông, nàng dám đều không phải là. Rất tốt, đây là, vậy mi mau trắng như tuyết ông già Lạc tiên sinh giận dữ ngược lại cười, đứng dậy, chăm chú nhìn Bùi Huyền Tinh. Một chữ một cái, nói, vậy ta chờ ngươi đến các loại hoa thịnh hội sau đó. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nữa nói, bất quá đến lúc đó, ngươi nếu là còn muốn chơi cái gì mờ ám, vậy cho dù là chỉ có thể mang về ngươi thi thể, ta cũng không quản lý. Hiểu không, hừ. Tiếng nói vừa dứt, cái này mi mau trắng như tuyết ông già trực tiếp là giận như vậy phất tay áo rời đi. Thành tựu lớn thiên vị cảnh giới vô địch nhân vật. Kình Thương môn Kình Thương Chiến Vương dưới một người trên vạn người siêu cấp nhân vật lớn, hắn Lạc Mỗ người thật đúng là lần đầu tiên thấy như vậy không tán thưởng con đê tiện. Thật là mất hứng à. Nghe vậy, vậy Bùi Huyền Tinh mặc dù sắc mặt hơn nữa tái nhợt liền mấy phần, nhưng cuối cùng khóe miệng vẫn là theo bản năng lộ ra chút mỉm cười nhàn nhạt. Bởi vì vô luận như thế nào, chỉ cần còn có hy vọng liền tốt. Nàng còn có thể lại chống đỡ chống một cái. Mà ở thấy vậy mi mau trắng như tuyết ông già phất tay áo rời đi, trong đại điện, tất cả Hoa Thần Tông trưởng lão, cùng với vậy tóc muối Tiêu bà lão tông chủ đều là sắc mặt đổi được vô cùng khó xem. Cực kỳ âm trầm. Long Tôn trưởng lão, đây chính là ngươi dạy nên thánh nữ. Quả thật là lớn cái khung à. Hoa Thần Tông tông chủ mặt mày xanh lét, hướng về phía cửu hoang xà bà Long Tôn quát lạnh. Ở nàng nhìn lại, Bùi Huyền Tinh có thể như vậy không tán thưởng. Long Tôn, dạy dỗ bất lực, tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu. Không có một trong. Ai, vậy cửu hoang xà bà Long Tôn ra mặt hơi run lên, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một cái, nói, ngươi trong lòng còn nghĩ người nọ trở lại đón ngươi. Bùi Huyền Tinh cả người run lên, không lên tiếng. Thấy tình cảnh này cửu hoang xà bà Long Tôn diễn cảm càng bất đắc dĩ mấy phần, nói, ngươi thật cảm thấy hắn bây giờ có tư cách tới đón ngươi sao? Đều không nói Kình Thương Chiến Vương đại nhân coi trọng ngươi, nguyện cưới ngươi làm thiếp, liền nói chính ngươi bây giờ tình huống. Như thế trong thời gian ngắn, chúng ta Hoa Thần Tông làm ngươi đạt tới tiểu thiên vị chân quân cảnh, đây đều là cầm giá trị liên thành tài nguyên đống đi ra ngoài, mà hắn thì sao? Cái loại đó thiên ngung đất, hương dân, ngươi cho rằng hắn bây giờ cách chân quân cảnh cũng có còn xa lắm không? Vẫn là nói, đời này cũng không biết có thể hay không đạt tới. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ ta đem ngươi tiếp đi sau đó, ngươi và hắn, đã không phải là người một cái thế giới. Cửu hoang xà bà Long Tôn mà nói, thật sâu gõ Bùi Huyền Tinh nội tâm.
Trên thực tế, liền chính nàng đều hiểu rõ ràng, phía sau là hay không có thế lực lớn là hắn dốc vào tài nguyên, và dựa vào tự mình một người tu luyện, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Căn bản không cách nào nhập làm một nói khác xa kém. Tựa như cùng nàng đi tới Hoa Thần Tông sau đó, lúc này mới mấy năm thời gian, nàng cũng đã là giống như ngồi hỏa tiễn đi tới tiểu thiên vị chân quân cảnh. Đây nếu là đặt ở thành U Lang Bùi gia, sợ rằng nàng đời này cũng không quá có thể thực hiện. Mà Trần Phi đâu, cũng giống như vậy, không có giống là Hoa Thần Tông bực này bên trong vực siêu tông môn nhất lưu đào tạo hắn, là hắn dốc vào tài nguyên, muốn đạt tới nàng như bây giờ tu vi trình độ, quá khó khăn, thật quá khó khăn. Cho nên nói lý trí mà nói, sư phụ nàng Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn nói thật ra thì thật không tệ. Có lẽ bây giờ nàng, đã sớm theo ban đầu Trần Phi, không phải người một cái thế giới. Ở trên thế giới này, tóm lại vẫn là phải có siêu cấp thế lực thành tựu dựa vào, mới có thể ra mặt. Nghĩ đến đây, Bùi Huyền Tình vậy đôi mắt đẹp chính giữa lại là thất thần, mở đi mấy phần. Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu một cái, quật cường nói, vô luận như thế nào, ta muốn phải chờ tới các loại hoa thịnh hội sau đó. Xin sư tôn, tông chủ đại nhân tác thành. Ngươi, vậy tóc muối tiêu bà lão Hoa Thần Tông tông chủ tức giận cả người phát run, chỉ Bùi Huyền Tình, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ai, coi là, mà vậy Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn chính là lại khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, nói, Huyền Tình, người đi trước gió nứt ra cốc thanh tỉnh một chút đi. Gió nứt ra cốc, lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người cả kinh. Cái này gió nứt ra cốc nhưng mà bọn họ Hoa Thần Tông cấm địa. Là chuyên môn dùng để xử trí có tội trách môn nhân, hoặc là phạm nhân, hết sức nguy hiểm. Bây giờ Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn lại muốn để cho Bùi Huyền Tình đi cái loại địa phương đó. Bất quá một lát sau, cũng chỉ có người bừng tỉnh, động Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn dụng ý. Hôm nay, Kình Thương Chiến Vương coi trọng Bùi Huyền Tình, như vậy nàng là được bọn họ Hoa Thần Tông lôi kéo Kình Thương Chiến Vương lớn nhất tiền đặt cuộc. Có tầng này thân phận ở đây, cho dù là đem nàng vứt xuống gió nứt ra cốc đi, Hoa Thần Tông cũng không khả năng để cho nàng xảy ra chuyện tình gì. Sẽ tùy thời phái người nhìn chằm chằm, để ngừa bất ngờ. Như vậy thứ nhất, coi như là đem đưa cho gió nứt ra cốc, vậy bất quá chỉ là muốn làm hắn nếm chút khổ sở thôi. Như vậy nhắc tới nói, trước Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn trong miệng, để cho nàng thanh tỉnh một chút, liền ngược lại cũng là nói xuôi được. Người đâu, đem nàng mang đi gió nứt ra cốc áp giải. Sau đó, vậy tóc muối tiêu bà lão Hoa Thần Tông Tông chủ trực tiếp là hạ lệnh. Rất nhanh. Một vị Hoa Thần Tông đại thiên vị ông già trực tiếp là hiện thân, đem vậy Bùi Huyền Tình mang đi. Cùng lúc đó, trong đại điện tới một vị vẻ mặt hốt hoảng, thêm kích động đại thiên vị thực lực trưởng lão. Tông chủ đại nhân, việc lớn không xong, nàng vừa tiến đến liền cao giọng la lên. Đại sự gì không tốt, nói, Hoa Thần Tông tông chủ nhướng mày một cái, mắng. Bắc Khâu phòng đấu giá mới vừa thả ra rồi tin tức, lần này 10 năm một lần đấu giá sẽ có một môn tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, thành tựu áp trục vật tiến hành đấu giá. Lời vừa nói ra, trong đại điện trực tiếp là xôn xao ổ lên đứng lên. Cái gì? Tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, ngươi chắc chắn. Trên mặt tất cả mọi người cũng nổi lên rung động vẻ, lại là tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót. Nhưng rung động này sau đó, bọn họ sắc mặt thần sắc lại bị vô cùng kích động cho thay thế. Tiểu thần thông thuật đó là cái gì? Không nói khoa trương chút nào. Một môn tiểu thần thông thuật hoàn toàn có thể thay đổi bất kỳ một vị chân quân cảnh cao thủ vận mệnh. Thậm chí liền giống như là Hoa Thần Tông như vậy Kiềm Nam cổ quốc siêu nhất lưu thế lực, đều là như vậy. Ở Kiềm Nam cổ quốc, giống như là pháp bảo gì trên, linh khí các loại đồ, mặc dù hiếm thấy, có thể các thế lực lớn vậy vẫn có thể ung dung thu vào tay một ít, nhưng cái này tiểu thần thông thuật lại bất đồng. Cho dù là siêu cấp thế lực, vậy ước chừng chỉ có số rất ít như vậy một lượng nhà mới có. Giống như là Kiềm Nam cổ quốc vương tộc, bọn họ mặc dù có thể ngồi vào hiện giờ vị trí này lên, hơn nữa còn không có bị người đuổi xuống, trong đó thật rất lớn một số nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ nắm trong tay cái này một môn tiểu thần thông thuật. Hơn nữa nghe nói vương tộc nắm trong tay môn nào tiểu thần thông thuật, vẫn là một lần, bình thường nhất một loại kia, nhưng dù vậy, dựa vào nó. Vương tộc vậy vẫn là ở hôm nay Kiềm Nam cổ quốc chính giữa như mặt trời ban trưa, lấy một địch năm, biết bao bá đạo. Mà bây giờ, tuy nói đây chẳng qua là tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, có thể đây đối với Hoa Thần Tông mà nói vậy vẫn là vô cùng thiên đại dụ dỗ.
Bởi vì đừng nói là cái gì tiểu thần thông thuật, bọn họ liền quyển thiếu sót đều không gặp qua, cái này cũng vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, vậy Hoa Thần Tông tất cả trưởng lão cũng trực tiếp là mỗi một người đều lộ ra lửa nóng ánh mắt. Vậy Hoa Thần Tông tông chủ lại là cặp mắt nổi lên cực lớn tham lam. Bọn họ Hoa Thần Tông nếu là có thể đem cái này tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót đạt được, đây tuyệt đối là cực lớn tăng cường. Thật là làm người ta không dám tưởng tượng. Long Tôn trưởng lão, Tiêu Sắc trưởng lão, hai người bây giờ lập tức dẫn người tới. Ta đem bên trong kho chìa khóa cho các người, vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót nhất định phải đạt được. Biết không, đi theo vậy Hoa Thần Tông tông chủ kích động nói, lấy ra một quả đen thui chìa khóa. Đó là Hoa Thần Tông bên trong kho chìa khóa. Hoa Thần Tông tất cả tài sản, đều ở đây vậy bên trong kho chính giữa. Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn và vậy một vị khác Hoa Thần Tông đại thiên vị đỉnh cấp trưởng lão nhìn nhau một cái, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết rõ vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót ý vị như thế nào, tóm lại nhất định phải bắt được. Cùng lúc đó, cách nhau một hai ngoài ngàn dặm nào đó ngồi man hoang trong núi sâu. Nơi này là Bách Hiểu Cung chú bên trong vực chi nhánh. Lúc này, cái này chi nhánh chính giữa truyền tống trận là đột nhiên sáng lên. Ồ, truyền tống trận, Vùng Lân cận tuần tra người gặp truyền tống trận lại có thể lạnh, cảm thấy ngoài ý muốn và giật mình. Bởi vì bọn họ Bách Hiểu Cung nội bộ truyền tống trận. Vậy mà nói, đều là không quá biết nhúc nhích dùng. Bởi vì mỗi một lần truyền tống trận vận dụng, cũng biết tiêu hao cực lớn tài nguyên, cái này cho dù là đối với bọn họ Bách Hiểu Cung chi nhánh mà nói, cũng sẽ không là một cái con số nhỏ, cho nên có tư cách khởi động cái này nội bộ truyền tống trận, vậy mà nói đều là tất cả phân bộ cự đầu, thậm chí chủ sự trưởng lão, mới có tư cách. Chẳng lẽ, là bọn họ Bách Hiểu Cung kia cái chi nhánh cự đầu trưởng lão tới? Tuần tra người rất nhanh trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này, diễn cảm đông lại một cái. Rồi sau đó vội vàng là vẻ mặt cung kính đi lên. Cùng lúc đó, vậy truyền tống trận ánh sáng rơi xuống, một đạo nhìn như hết sức trẻ tuổi bóng người, xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Thật trẻ tuổi, không đúng, người này khí thế rất đáng sợ. Những cái kia chú bên trong vực Bách Hiểu Cung chi nhánh tuần tra người lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi, còn kinh ngạc Trần Phi tuổi tác, tại sao có như vậy một cái trẻ tuổi người. Có thể đến nhìn lần thứ hai, bọn họ sắc mặt liền biến, bởi vì lúc này ở trong mắt bọn họ, Trần Phi cả người cho áp lực của bọn họ, giống như là man hoang cổ thú vậy, tràn đầy bàng bạc, tràn đầy chèn ép. Đây là một vị kinh khủng nhân vật, vậy tuần tra chi mọi người con ngươi rụt một cái, một người trong đó nhắm mắt đi tới trước, nói. Tại hạ Bách Hiểu Cung chú Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực chi nhánh thứ ba đại đội đội trưởng, Trịnh Châu nhẹ, không biết tiền bối là. Lớn xa khoảng cách truyền tống trận, sẽ cho ngồi người cực lớn cảm giác bị áp bách, cho nên lúc này Trần Phi cả người khí thế mới có thể bộc lộ ra ngoài, là bởi vì là cần đối kháng cái loại đó vượt qua không gian uy áp khổng lồ. Loại này uy áp, nói khó nghe, hoàn toàn đủ để đem tầm thường tiểu thiên vị ép thành thịt nát. Bất quá đây đối với hôm nay Trần Phi mà nói, dĩ nhiên là không việc gì. Thu hồi khí thế. Trần Phi mặt mỉm cười hướng vậy tự giới thiệu mình Trịnh Châu nhẹ nói, Trịnh đội trưởng ngươi khỏe. Ta là Trần Phi, từ ngày nay cổ thành tới, Tuyết trưởng lão hẳn trước có thông báo qua các người chứ. Ngài chính là Trần Phi đại nhân, vậy Trịnh Châu nhẹ ánh mắt đông lại một cái, hơn nữa cung kính. Tuyết Thường Bân chính là ngày nay cổ thành phân bố chủ sự trưởng lão, đầu rồng nhân vật, trước liền Trần Phi sự việc đặc biệt chỉ biết qua bọn họ, cho nên bọn họ đều biết Trần Phi nhân vật như thế tồn tại. Hơn nữa phải biết Tuyết Thường Bân Tuyết trưởng lão nhưng mà huyền thiên vị vương giả cấp nhân vật, hơn nữa còn là bọn họ Bách Hiểu Cung một khối phân bộ đầu rồng, thân phận tôn quý bực nào. Hôm nay nhưng đặc biệt tự mình vì tới một mình cây sẽ bọn họ, cái này cũng đủ để gặp được, Trần Phi bất phàm. Ừ, là ta, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Trần Phi đại nhân, Tuyết đại nhân trước nói cho chúng ta ngài cần Hoa Thần Tông tư liệu, những thứ này chúng ta đều đã chuẩn bị xong, mời và ta tới. Vậy Trịnh Châu nhẹ nói, đều chuẩn bị xong, như vậy tốt nhất, phiền toái, ít nhất phía trước dẫn đường đi. Trần Phi sắc mặt vui mừng, nói, rất nhanh, vậy Trịnh Châu nhẹ đem Trần Phi dẫn tới chi nhánh chỗ ở chính giữa. Hoàng trưởng lão, vị này là Tuyết đại nhân trước nói Trần Phi Trần đại nhân. Chỗ ở chính giữa, Trần Phi bị dẫn tới một dàn ánh sáng mở tối mật thất. Bên trong mật thất có một vị ông già,
phổ đầu phát ra, cặp mắt mờ mịt, giống như là mau ngủ như nhau. Bất quá làm hắn vừa nghe gặp Trịnh Châu nhẹ trong miệng, Tuyết đại nhân, Trần Phi, liền lập tức là ánh mắt tỉnh hồn lại, lướt qua một tia tinh mang, ngẩng đầu lên nhìn Trần Phi, chợt trong lòng thật tốt rung động một chút. Người này, khí thế thật là mạnh à, ở Trần Phi trên mình, mặc dù không cố ý biểu hiện ra, có thể cái loại đó đủ để nghe được chảy máu tiếng bàng bạc lực lượng, không cách nào coi nhẹ khí độ, cũng không có một không đang kịch liệt gõ tim hắn, nhắc nhở hắn, người trước mắt này rất lợi hại. Người trước mắt này, rất mạnh. Lão Hủ Hoàng Khâm Ba, Bách Hiểu Cung Chú Kiềm Nam Cổ Quốc bên trong vực chi nhánh thế đại trưởng lão một trong, gặp qua đại nhân. Trong lòng cảm nhận được Trần Phi lợi hại, vậy phổ đầu phát ra ông già Hoàng Khâm Ba lại có thể đứng lên, hướng Trần Phi hơi một cung, làm vậy một bên Trịnh Châu nhẹ trực tiếp là ngay tức thì trợn mắt ánh mắt. Trợn mắt hốc mồm, mặt đầy kinh hãi. Bọn họ chi nhánh trừ chủ sự thủ tọa, chính là thập đại trưởng lão. Cơ hồ người người cũng là lớn thiên vị đỉnh cấp nhân vật, mà bây giờ, Hoàng Khâm Ba Hoàng trưởng lão lại có thể đối với Trần Phi cung kính như thế, đây chẳng phải là, há chẳng phải là nói. Thoáng chốc gian, Trịnh Châu nhẹ chân mày hiện ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, hiện đầy nhún nhường cung kính. Hoàng trưởng lão ngươi khỏe, nghe nói các người đã chuẩn bị xong Hoa Thần Tông tư liệu, ta tới bắt một chút, không biết giá tiền là nhiều ít. Trần Phi nói. Trần đại nhân người khách khí, đây đều là Tuyết đại nhân để cho chúng ta làm, không cần tinh thạch. Mời xem, đây chính là gần đây Hoa Thần Tông tư liệu. Vậy Hoàng Khâm Ba đem một chồng quyển trục lấy ra, đưa cho Trần Phi. Vậy đa tạ, Trần Phi gật đầu một cái, cũng không cầm nặn, trực tiếp là mở ra những cái kia tư liệu quyển trục nhìn. Thấy tình cảnh này, vậy Trịnh Châu nhẹ cùng với Hoàng Khâm Ba vậy không việc gì bất mãn. Yên lặng chờ. Rất nhanh. Trần Phi liền ngẩng đầu lên, cặp mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, hỏi cái này Lạc Thu Bạch là người nào? Lạc Thu Bạch, vậy Hoàng Khâm Ba trưởng lão ngẩn người, nói, Lạc Thu Bạch là Kình Thương môn Kình Thương chiến vương tay trái tay phải, thực lực rất mạnh, cho dù là huyền thiên vị tầng thứ trở xuống, ít một chút người là hắn đối thủ. Kình Thương chiến vương, Trần Phi sờ cằm một cái, lại hỏi cái này Kình Thương chiến vương đâu? Lại là người nào? Hắn coi trọng Hoa Thần Tông ba đại thánh nữ, Bùi Huyền Tình. Nói đến đây Trần Phi giọng mơ hồ có chút không tốt lắm, Bùi Huyền Tình là hắn người phụ nữ, cái này cái gì Kình Thương chiến vương nhưng muốn tới đảo chân tường. Ha ha, làm hắn không tồn tại đúng không? Kình Thương chiến vương, vậy Hoàng Khâm ba người dày dạn kinh nghiệm, rõ ràng nghe được Trần Phi ngữ khí không đúng, còn có vậy Bùi Huyền Tình. Đợi một chút, chẳng lẽ nói. Hoàng Khâm ba ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Phi. Chậm rãi nói, Trần đại nhân, cái này Kình Thương chiến vương chính là bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm huyền thiên vị vương giả một trong, còn thân hơn tay sáng lập Kình Thương môn, thế lực rất lớn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, cái này Kình Thương chiến vương dù chưa đạt tới huyền thiên vị đỉnh cấp trình độ, có thể hắn nhưng nắm giữ một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật. Quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, thần sắc trầm xuống. Như cái này cái gì Kình Thương chiến vương cũng chỉ là huyền thiên vị cảnh giới, chưa tới huyền thiên vị tầng thứ đỉnh cấp, hắn hoàn toàn không sợ. Có thể hắn lại có thể nắm giữ quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật. Đây chính là đòn sát thủ giống như vậy. Lần này phiền toái. Ừ, đích xác là quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật. Vậy Hoàng Khâm Ba gật đầu một cái, thần sắc ngưng nhiên nói, hơn 10 năm trước, cái này Kình Thương chiến vương từng lấy môn tuyệt kỹ này chém giết một vị cùng cấp vương giả. Lúc ấy toàn bộ bên trong vực đều chấn động, cho nên sẽ không có giả. Nghe vậy, Trần Phi diễn cảm lại là khó xem, thật lâu không lên tiếng. Tiểu thần thông thuật, hắn cũng có, hơn nữa còn không phải quyển thiếu sót, là bản nguyên vẹn. Một là vậy cấm thuật, cổ sấm xét biển diệt thương khung, hai là vậy thần thức thần thuật, cân nhắc quyết định thật nhận. Hai người này đều là bản nguyên vẹn tiểu thần thông thuật, uy lực vô cùng. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ cảnh giới tu vi vẫn là quá thấp, chỉ có nửa bước nguyên đan, tiểu thần thông thuật mạnh hơn nữa, cũng không thể nghịch thiên đúng không? Nhưng nếu như chỉ cần hắn bước vào chân quân cảnh, thành là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, vậy hết thảy vấn đề thì biết nghênh nhận mà rõ ràng. Có thể đáng tiếc là, trong thời gian ngắn hắn sợ rằng còn chưa đạt đến tiểu thiên vị chân quân cảnh. Dẫu sao hắn mới vừa đột phá đến nửa bước nguyên đan, muốn lại đột phá. Là không thể nào nhanh như vậy. Đây là,
Vậy Hoàng Khâm Ba Hoàng trưởng lão đột nhiên nói, các người, ta đây có một cái tin, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. À, tin tức gì? Trần Phi ngẩn người, nói. Cách chúng ta cái này 1200 bên trong ra, có một tòa Bắc Khâu phòng đấu giá, đó là nước láng giềng cao cấp nhất một trong những thế lực, chủ yếu kinh doanh buôn bán. Gần đây bọn họ thả ra thứ nhất tin tức, sẽ ở 7 ngày sau 10 năm đấu giá trong đại hội, áp trục đấu giá một môn tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, đến lúc đó đại nhân ngươi nếu như có hứng thú, không ngại đi xem. Đấu giá tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn người, lại có thể bỏ được đem loại vật này lấy ra bán đấu giá, không thể không nói, cái này cái gì Bắc Khâu phòng đấu giá đúng là phách khí không nhỏ à. Có thể mặc dù như vậy, bản nguyên vẹn tiểu thần thông thuật đối với hắn tình huống hôm nay đều vô dụng, huống chi vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót. Nói thật, vật này đối với những người khác mà nói là chí bảo, đối với hắn mà nói, thật giống như vậy chuyện như vậy. Đây là, Trần Phi đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lại hỏi, đúng rồi, các người có hay không Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương tin tức? Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, Hoàng Khâm Ba hơi ngẩn ra, nói, đúng dịp, chúng ta mới vừa nhận được tin tức. Vậy Kim Luân Vương tựa hồ cũng muốn đi Bắc Khâu phòng đấu giá môn nào tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười lên, cái này đích xác là đúng dịp. Ở trên tay hắn có băng ma hầu cho hắn tín vật, đến lúc đó nếu như chân thực không được, mời vị này Kim Luân Vương hỗ trợ một chút vậy là được rồi. Một người không giải quyết được cái gì đó kình thương chiến vương, hai người còn sợ không giải quyết được sao? Đã như vậy, đa tạ. Hoàng trưởng lão không biết có thể hay không lại cho ta một phần vậy Bắc Khâu phòng đấu giá tư liệu. Trần Phi chợt quyết định đi trước vậy Bạch Khâu phòng đấu giá xem, dù sao thời gian đi lên nói, còn có rất nhiều rảnh, tới kịp. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Vậy Hoàng Khâm Ba gật đầu một cái, nói. Rất nhanh, Trần Phi liền rời đi Bách Hiểu Cung chi nhánh, hướng vậy Bắc Khâu phòng đấu giá chỗ ở thành trì đi. Bởi vì Bắc Khâu phòng đấu giá cái này vượt qua đất nước buôn bán thế lực vào ở, thành trì này trực tiếp là lấy Bại Khâu đặt tên, là Bắc Khâu Thành. Vậy bởi vì hôm nay cái này Bắc Khâu phòng đấu giá danh tác, tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, vậy làm tòa thành trì này trở thành hôm nay bên trong vực địa phương náo nhiệt nhất. Hoa Thần Tông, Hạo Thiên Cung, Thiên Kình Điện, Huyết Ma Đao Tông. Các thế lực lớn rối rít phái người tới, muốn đem vậy tiểu thần thông thuật bỏ vào trong túi. Bắc Khâu phòng đấu giá tuyên bố đấu giá tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, cái này ở bên trong vực nửa đoạn sau nhấc lên vô cùng là uyên bác gợn sóng, tiểu thần thông thuật cường hãn, cho dù chẳng qua là quyền thiếu sót, cũng không có ai sẽ hoài nghi, cho nên, cái này làm rất nhiều thế lực cũng đáp lời thèm thuồng ba xích, nhận được tin tức sau đó, lập tức ngựa không ngừng vó câu liền hướng Bắc Khâu thành, Bắc Khâu phòng đấu giá chạy đến. Mà ở nơi này bên trong, lại do lấy Hạo Thiên Cung, Thiên Kình Điện, Hoa Thần Tông, Huyết Ma Đao Tông cái này bốn nhà thế lực nổi danh nhất, nhất là thực lực cường đại. Hai người trước, Hạo Thiên Cung, Thiên Kình Điện không cần phải nói, đây chính là nửa đoạn sau năm một trong những đại thế lực, bá chủ cấp bậc tồn tại. Mà vậy Hoa Thần Tông, Huyết Ma Đao Tông vậy giống vậy không đơn giản. Hoa Thần Tông chỉ là trên mặt nổi, liền có 7 vị huyền thiên vị vương giả nhân vật. Thậm chí một người trong đó, vẫn là vậy vương giả vô địch huyền thiên vị đỉnh cấp. Nếu không phải như vậy, thực lực cường hãn như thế, Hoa Thần Tông lại sao dám đánh vậy vùng địa cực ma cung chú ý, dòm ngó năm thế lực lớn vị. Huyết Ma Đao Tông thực lực muốn thoáng muốn so với Hoa Thần Tông yếu một ít, nhưng cũng là có thể cùng Hạo Biển Tông vật khổng lồ như vậy cũng giá tể khu. Trên mặt nổi, Huyết Ma Đao Tông có 5 vị huyền thiên vị nhân vật, lại người người đều là cái loại đó hung danh bên ngoài nhân vật hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, là có ma đạo cự kiêu phong độ. Mà trừ cái này bốn nhà làm người ta kính sợ thế lực cường đại bên ngoài, những thứ khác, có phía sau là có 1-2 vị, số ít huyền thiên vị nhân vật chỗ dựa thế lực vậy giống nhau lợi hại. Không dễ chọc, như đồ sộ Phiệt Kiếm Tông, Kinh Giao sẽ đợi một chút. Đồ sộ Phiệt Kiếm Tông, Kinh Giao sẽ chính giữa, đều có 1 vị, hoặc là 2 vị huyền thiên vị vương giả chấn giữ. Ở bên trong vực nửa đoạn sau danh tiếng không kém. Như vậy, thời gian một chút xíu biến mất, rất nhanh. 7 ngày chi kỳ cuối cùng cá đá ngược lại cũng quay lại, các phe nhân vật trên căn bản cũng hội tụ đến nơi này Bắc Khâu thành, Bắc Khâu phòng đấu giá tới. Mà lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng là đưa tới Bắc Khâu thành địa phương tu sĩ không nhỏ xôn xao. Mau xem, là Hạo Thiên cờ,
năm một trong những đại thế lực Hạo Thiên Cung lại có thể thật phái người tới. Liền bọn họ cũng không cản được cái này tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót cám dỗ. Cái này không nói nhảm sao, cho dù là huyền thiên vị vương giả, có thể hay không nắm giữ một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, đây đều là đủ để cân nhắc thực lực thiên cân. Ngươi quên năm đó, Kình Thương môn Kình Thương chiến vương chính là bằng vào một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, mới chém một vị cùng cấp vương giả. Chém một vị cùng cấp vương giả, T, con bà nó, thiên kình điện người cũng tới, hơn nữa tốt lắm giống như vẫn là thiên kình điện luật hình đường thủ tọa, Lâm Vương. Thiên kình điện luật hình đường thủ tọa, trời ạ, ta nếu là nhớ không sai, đây chính là vương giả nhân vật à. Huyết ma đao tông cũng tới, dẫn đầu là huyết ma đao tông 21 yêu đao một trong vô ảnh đao, Đoạn Thiên Giác. Lần này Bắc Khâu hội đấu giá vậy thật lợi hại. Chủ yếu nhất hẳn là vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, lại có thể hấp dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật lợi hại. Bắc Khâu thành địa phương tu sĩ, hay hoặc là nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới người xem náo nhiệt, lúc này đều bị trước mắt cái này cảnh tượng sợ hết hồn. Bị hắn rung động. Ngày thường cho dù là ở bọn họ bên trong vực nửa đoạn sau, cũng tương đương khó gặp nhân vật lớn, hôm nay nhưng tề tụ nơi này, cái loại đó khí phách, cái loại đó không khí. Đơn giản là sắp làm bọn họ hít thở không thông. Vô cùng kinh người cùng cường hãn. Tu chân giới nói cho cùng, hay là thực lực vi tôn. Mà thực lực cường hãn người, cùng nhỏ yếu người, căn bản không cần phân biệt, bản thân khí độ, khí thế, là có thể làm bọn họ một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Mà đây loại khác biệt nếu như phát triển đến sau lưng mỗi người bất đồng thế lực lớn nhỏ, vậy thì càng rõ ràng hơn, cùng thực tế tàn khốc mấy phần. Thực lực cường hãn thế lực, sẽ giống như là đồ vật khổng lồ, quân lâm thiên hạ. Mà thực lực người nhỏ yếu, thì sẽ trong kẽ hở cầu sinh tồn, chỉ có thể xem đại thế lực sắc mặt. Mà đây loại khác biệt vẫn là lớn hơn hạn độ thể hiện ở tài lực lên. Phổ thông tầm thường thế lực nhỏ, sợ rằng 100, 200, 300 cái. Cũng không thể có 5 thế lực lớn có tiền. Cho nên hôm nay cái này quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, người bình thường, thế lực bình thường. Căn bản liền không có cơ hội. Không tranh hơn, cũng không giữ được. Trừ phi là kinh giao sẽ, đồ sộ phiệt kiếm tông như vậy thực lực, có một vị huyền thiên vị vương giả trống, có lẽ có thể nhắm mắt thử một chút. Nhưng hy vọng vẫn là vô cùng là mong manh. Mà làm càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng nhiều thế lực, càng ngày càng nhiều nhân vật lớn chạy tới Bắc Khâu thành, Bắc Khâu phòng đấu giá, thứ nhất tin tức tuyên bố, trực tiếp là lại làm bọn họ sôi trào lên. Đó chính là cuối cùng tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, chỉ nhận thượng phẩm linh thạch tới đấu giá. Này thì tin tức vừa ra, tất cả mọi người trực tiếp là ồ lên đứng lên. Thượng phẩm linh thạch đó là cái gì? 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mới tương đương với 1 khối trung phẩm linh thạch, 1.000 khối trung phẩm linh thạch, mới tương đương với 1 khối thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, 1 khối thượng phẩm linh thạch, vậy coi như là 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Đây là nhiều kinh người. Nhiều dọa người con số à. Hơn nữa, trên thực tế, cái này cũng còn không ước chừng như vậy. Thượng phẩm linh thạch thành tựu tất cả đại môn phái, tất cả đại tông phái, tất cả đại gia tộc chiến lược tính tài nguyên, có thể dùng thích hợp đến rất nhiều, cao đẳng, tình huống, như hộ sơn, hộ tông đại trận mở hoặc duy trì, tới thiên vị cổ vương tầng thứ nhân vật tu luyện thường ngày, đòn sát thủ khí vật sử dụng, thượng cổ đại trận tu bổ, cổ xưa bùa chú linh dịch tạo thành khắc bức tranh. Linh khí bổ sung năng lượng, tu bổ, phóng thích, cao cấp khôi lỗi năng lượng nồng cốt, đợi một chút. Có thể nói vậy dưới tình huống, thượng phẩm linh thạch các thế lực lớn là căn bản không biết lấy ra đổi trác, hoặc là lưu thông. Bọn họ chỉ biết chặt chặt nắm chặt ở bên trong tay mình, chính bọn họ cũng không đủ dùng, há lại sẽ lấy thêm ra tới đổi trác cho người khác. Nhưng bây giờ, cái này Bắc Khâu phòng đấu giá nhưng chỉ định muốn lên phẩm linh thạch, mới có thể có đấu giá tiểu thần thông thuật tư cách. Tiểu thần thông thuật, thượng phẩm linh thạch, bọn họ chọn ai? Bắc Khâu phòng đấu giá là rất nhiều khách tới đặc biệt chuẩn bị trong gian phòng. Cái này Bắc Khâu phòng đấu giá có phải hay không muốn linh thạch muốn điên rồi? Lại muốn cầu tới phẩm linh thạch, mới có thể tham dự đấu giá. Thiên kình điện luật hình đường thủ tọa cao mày lẩm bẩm nói, thượng phẩm linh thạch chính là vật liệu chiến lược, các thế lực lớn chỉ biết co rút nhanh, cất giấu bóp, há lại sẽ lấy ra danh tác đấu giá. Sợ rằng cái này Bắc Khâu phòng đấu giá chính là thiếu thượng phẩm linh thạch, mới có thể cắn răng đem cái này tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót lấy ra bán đấu giá.
Trước chúng ta nhận được tin tức, nói đôi tháp cổ quốc bị moi ra một tòa cô mộ phần, trong đó tài nguyên phong phú đến khó có thể tưởng tượng, bây giờ đôi tháp cổ quốc những đại thế lực kia cũng điên rồi, đánh kinh khủng. Một bên, đồng dạng cũng là một vị ông già lắc đầu nói. Nếu như Trần Phi ở nơi này, nhất định sẽ biết hắn. Bởi vì cái này ông già không phải người khác, chính là ban đầu từ trái đất cự linh bí cảnh bị giải phóng ra ngoài cổ đại cường giả, Liễu Chính Thanh. Mà hắn hôm nay, lại cũng là đột phá đến đại thiên vị đỉnh cấp cảnh, thực lực rất mạnh. Nghe vậy, Lâm Vương một hồi trầm mặc, hồi lâu mới không nhịn được nói, vậy làm sao bây giờ? Hội đấu giá ngày mai lại bắt đầu, coi như bây giờ đưa tin để cho người đem thượng phẩm linh thạch đưa tới, thời gian lên vậy không đuổi kịp à?